chào các thính giả thân mến, trong trăm ngàn kênh đọc truyện trên mạng vậy mà bạn lại thấy được video này của mình, đó là thông điệp của vũ trụ gửi đến chúng ta rất có duyên, còn chờ gì nữa mà bạn không bấm một like để ngày mai trúng số, cho một chia sẻ gia đình vui vẻ, sức khỏe dồi dào, làm việc gì cũng thuận buồn xuôi gió, cảm ơn bạn, mời bạn bắt đầu nghe truyện 61. Nguyên Diệu Nghi cùng Ngọc Phụng Thư sống vai đi ở hành lang thượng, Ngọc Phụng Thư nhẹ nhàng mà xoa xoa ngực nói, Diệu Nghi. Ngươi vừa mới mặt trầm xuống tới bộ dáng, cũng đem ta hoảng sợ. Nhận thức ngươi nhiều năm như vậy, đảo còn chưa bao giờ gặp qua ngươi như vậy một mặt. Bất quá. Ngọc Phụng Thư có chút lo lắng nói, Chu Yểu cũng không phải là cái gì có thể nén giận chủ, ta lo lắng nàng lúc sau còn sẽ tìm ngươi phiền toái, ngươi cần phải để ý chút. Nguyên Diệu Nghi lúc này đã khôi phục ngày xưa nhu hòa đoan trang bộ dáng miễn cười nói, không ngại sự, ta tưởng, nàng thực mau liền không có công phu tìm ta phiền toái. Nói xong, không đợi Ngọc Phụng Thư hỏi nàng, liền đề tài vừa chuyển, chu yểu làm gì như vậy nhằm vào ngươi ngươi nhưng đừng cùng ta nói là bởi vì bá phụ đỉnh lâm an bá chức quan ta nhưng không tin chỉ cần là bởi vì cái này ngọc phụng thư nguyên bản còn muốn hỏi nàng có phải hay không đã biết chút cái gì bằng không nói như thế nào chu yểu không rảnh tìm nàng phiền toái nhưng nghe nàng như vậy chỉ có thể cười khổ một tiếng nói quả nhiên không thể gạt được ngươi ngươi cũng biết ta cập kê lúc sau mẫu thân vẫn luôn tự cấp ta tương xem nhân gia ngọc phụng thư hoảng thanh nói Mẫu thân xem trọng Hồng Quận Thành gia, chỉ là không nghĩ tới, Chu gia cũng đồng dạng cố ý đem Chu Yểu đến hôn cấp Thành gia tiểu công tử. Hồng Quận Thành thị cũng là danh môn vọng tộc, quan trọng nhất chính là gia tộc không khí thanh minh, đặc biệt có một cái, không được nam tử nạp thiếp, trừ phi thê tử 40 còn không có con. Chỉ bằng điểm này, đại yến yêu thương trong nhà nữ nhi liền cơ hồ đều muốn cùng Thành gia nghị thân. Chu Yểu ở trong nhà xác thật được sủng ái, Chu gia có ý nghĩ như vậy nhưng thật ra chẳng có gì lạ chỉ là thành phu nhân tương xem lúc sau vẫn là cảm thấy ngọc phụng thư càng hợp nàng tâm ý tuy rằng ngọc gia đến này một thế hệ dòng dõi đã không bằng chu gia nhưng ngọc phụng thư tính tình đôn hậu mà chu yểu có vẻ có chút quá mức bá đạo thành gia nam tử cưới vợ như không có ngoài ý muốn là muốn phu thê bên nhau cuộc đời này thành gia tiểu công tử nghe nói cũng là cái ôn tồn lễ độ khiêm khiêm quân tử nếu cưới chu yểu như vậy cái thê tử tương lai ở trong nhà chỉ sợ phu cương không phấn chấn đơn giản như vậy đạo lý, là cá nhân đều xem minh bạch. Nhưng chu Yểu lại cảm thấy là Ngọc Phụng Thư sinh ra được một bộ hồ ly tinh giống, chọc đến thành phu nhân cùng thành tiểu công tử đều càng yêu thích nàng, sinh sôi giảo chính mình nhân duyên. Hơn nữa Ngọc Phụng Thư phụ thân đỉnh lâm an bá vị trí, liền càng làm cho chu Yểu xem nàng không vừa mắt. Chỉ là nguyên diệu nghi nghe Ngọc Phụng Thư nhắc tới thành gia tiểu công tử khi ngữ khí liền biết, này cọc chọc đến chu Yểu ghen ghét hảo nhân duyên, Ngọc Phụng Thư chính mình đảo có vẻ không cao hứng như vậy. Nếu ngươi không thích thành tiểu công tử, đại có thể hướng bá mẫu nói, nàng như vậy yêu thương ngươi, chưa chắc sẽ buộc ngươi gả. Ngọc Phụng thư thở dài nói, thôi, gã ai không đều giống nhau, phu thê tôn trọng nhau như khách quá cả đời, đại đa số người không đều là như thế này lại đây sao? Huống hồ thành gia còn không được nạp thiếp, đã mạnh hơn đại đa số nhân gia. Dù sao nàng thích, hẳn là đời này cùng hắn đều khó thành nhân duyên. Nguyên Diệu Nghi nguyên bản là không quá đồng ý nàng cái này ý tưởng nàng phía trước không sao cả gã cho ai, là bởi vì nguyên diệu nghi là thật sự không để bụng một nửa kia là ai, chỉ cần nhật tử là nàng nghĩ tới vững vàng yên ổn nhật tử là được. Nhưng xem Ngọc Phụng Thư như vậy, 89 phần 10 là có người trong lòng, lại gả không được. Nàng như vậy đi xuống, nếu tương lai có thể tiêu tan, tựa như Ngọc Phụng Thư chính mình nói, cùng thành tiểu công tử tôn trọng nhau như khách quá cả đời, kia còn tính tốt. Nếu không thể tiêu tan, cả đời ở trong lòng nghĩ một người, niệm một người, lại không thể bên nhau, kia tồn tại mỗi một ngày đều đem là một loại dày vò. Nhưng mỗi người có mỗi người chính mình lựa chọn, Nguyên Diệu Nghi từ trước đến nay là không đối người khác nhân sinh khoa tay múa chân. Bất quá nàng cùng Ngọc Phụng Thư rốt cuộc có tình nghĩa ở, nghe xong nàng lời nói vẫn là mở miệng khuyên nhủ, mọi việc có thể hay không thành, dù sao cũng phải thử xem mới biết được, không phải sao. Liền tính không thể thành, tốt xấu thử qua một lần, sẽ không xử chính mình thương tiếc cả đời nàng biết thích ai là Ngọc Phụng Thư chính mình tiểu nữ nhi tâm sự, cho nên Nguyên Diệu Nghi nhìn thấu không nói toạc, chỉ mặt bên điểm điểm nàng. Hai người thực mau liền đến Yến Hội Thính, Thái Phu Nhân đang ở cùng Trấn Quốc Công Phu Nhân nói chuyện, Nguyên Diệu Nghi liền đi theo Ngọc Phụng Thư đi gặp thấy Ngọc Phu Nhân. Ngọc Phu Nhân cũng là xuất thân thư hương dòng giỏi, tuy đã đến trung niên, nhưng dáng người đẩy đà, liền xem không quá ra tuổi tác. Ngọc Phụng Thư cùng nàng mẫu thân giống nhau, cười rộ lên thời điểm gương mặt biên sẽ có hai cái nho nhỏ má lúng đồng tiền ngọc phu nhân nói chuyện như xuân phong quất vào mặt ôn nhu nhìn thấy nguyên diệu nghi liền nở nụ cười này thật đúng là đại cô nương chợt vừa thấy ta còn cho là nhà ai tiểu nương tử trổ mã đến như vậy xinh đẹp nguyên diệu nghi tiến lên uống gối hành lễ ôn nhu nói từ biệt quanh năm bá mẫu nhưng thật ra cùng từ trước không hề phân biệt nhiều năm như vậy không thấy ta còn nghĩ ngài đã từng cho ta làm ngọc lương cao đâu ngọc thiếu sư thực thích nguyên lệnh hành cái này đệ tử về hưu trở lại quê quán lúc sau còn thường xuyên viết thư quan tâm Ngọc Phu Nhân đồng dạng cũng thực thích Nguyên Diệu Nghi, còn chưa ly kinh khi, chỉ cần Ngọc Phụng Thư tới tìm Nguyên Gia tìm nàng chơi, Ngọc Phu Nhân đều sẽ làm nàng cấp Nguyên Diệu Nghi mang một tráp chính mình làm Ngọc Lương Cao. Thấy Nguyên Diệu Nghi nhắc tới việc này, Ngọc Phu Nhân liền vỗ vỗ tay nàng nói, nếu ngươi thích, ngày khác tới trong nhà chơi, bá mẫu còn cho ngươi làm. Khi nhưng thật tốt quá. Nguyên Diệu Nghi nhấp môi cười, ngài cũng không biết ta có bao nhiêu tưởng niệm cái này hương vị. Nguyên Diệu Nghi nói xong, liền thấy được đứng ở chính mình mợ cùng cao phu nhân bên người trịnh hoãn nàng cũng thấy được nguyên diệu nghi triều nàng phất phất tay nàng liền hướng tới ngọc phu nhân nói bá mẫu ta muốn mang phụng thư đi gặp mợ cùng ta ở kinh thành tiểu tỷ muội bùi gia cùng ngọc gia cũng là quen biết ngọc phu nhân đằng trước đã cùng trịnh vân ngọc nói chuyện qua chỉ là lúc ấy cao phu nhân cùng trịnh hoãn còn không có tới ngọc gia sơ hồi thịnh kinh ngọc phu nhân cũng tưởng ngọc phụng thư có thể nhận thức mấy cái phẩm hạnh tốt cô nương liền cười nói đi thôi có rảnh liền tới tìm phụng thư chơi, các ngươi khi còn bé tương giao tình nghĩa, phân biệt nhiều năm như vậy cũng chưa từng đoạn, cũng là một hồi duyên phận. Ngọc Phu Nhân nhìn Nguyên Diệu Nghi cùng Ngọc Phụng Thư sống vai bộ dáng, trong lòng âm thầm cảm thán. Kỳ thật nàng cũng thực thích Nguyên lệnh hành, không chỉ có là công công hàng năm treo ở bên miệng, đứa nhỏ này cỡ nào thông tuệ, cỡ nào đoan chính vân vân. Đơn thấy Nguyên lệnh hành này một đường trôi chảy con đường làm quan, liền biết đứa nhỏ này cỡ nào có tiền đồ huống chi nguyên lệnh hành vẫn là vinh an hầu phủ thế tử cùng bùi gia quan hệ lại thân cận này đó là hai trọng bảo đảm làm người lại là có tiếng ôn nhuận quân tử nội trạch nghe nói cũng sạch sẽ trong kinh muốn cùng hắn kết thân nhân gia giống nhau cũng không ít tuy rằng vinh an hầu là cái sách không rõ sự trong phủ lại có cái nghe nói thập phần được sủng ái quý thiếp nhưng những năm gần đây dòng chính đem nàng áp chế gắt gao nguyên lệnh hành thế tử chi vị vững như thái sơn kia này thiếp thất liền không đáng sợ hãi Nguyên Diệu Nghi lại cùng Ngọc Phụng Thư như vậy thân cận, thả không phải cái khó ở chung người. Phụng thư nếu có thể gả đến Nguyên gia, nhưng thật ra so thành gia càng có thể làm Ngọc phu nhân an tâm. Chỉ là Ngọc thiếu sư về hưu lúc sau, triều đình trung quan hệ tiệm đạm. Mà Ngọc đại nhân chức quan lại không tính quá cao, như vậy vừa thấy, cùng Nguyên lệnh hành gia thế kém liền có chút xa. Tề đại phi ngẫu, cho nên Ngọc phu nhân cũng chỉ có thể là ở trong lòng như vậy ngẫm lại. Chương 62 trịnh vân ngọc đối ngọc phụng thư đồng dạng cũng có ấn tượng chỉ là sao lại nàng cùng bùi chiêu vẫn luôn ở kinh châu mà ngọc gia ở công tây lui tới lúc này mới dần dần phai nhạt chút lúc này thấy ngọc phụng thư trổ mã đến như vậy mạo mỹ lại tự nhiên hào phóng trịnh vân ngọc trong lòng không cấm vừa động tả hữu trịnh vân ngọc cũng không cần chính mình con dâu xuất thân cỡ nào cao quý quan trọng nhất chính là tính cách hảo có thể cùng chính mình nhi tử quá đến một khối đi mới là thật sự Phía trước Chu Gia kỳ thật cũng ám chỉ quá Trịnh Vân Ngọc, nhưng thứ tư nương tử cái kia tính cách Trịnh Vân Ngọc thật sự là thích không nổi. Bùi gia thanh quý, nề nếp gia đình khiêm tốn, con dâu cả cũng là ôn hòa đôn hậu người. Tiểu nhi tức nếu là cưới cái bá đạo như vậy tiến vào, trong nhà còn không bị dảo đến gà bay chó sủa. Hơn nữa khi đó hầu, Trịnh Vân Ngọc hướng vào nguyên diệu nghi tới làm nàng tiểu nhi tức, liền viễn chuyển từ chối chu gia. Ngẫm lại ngày hôm trước từ trượng phu nơi đó nghe được tin tức, Trịnh Vân Ngọc rủ mắt nghĩ thầm, nàng ngày đó biển cự chu gia này một bước, trời xuôi đất khiến dưới thật đúng là đi đúng rồi. Quỳnh Hoa Yến là nam nữ phân tịch, cho nên Nguyên Diệu Nghi tự nhiên chưa thấy được Tiêu Vân Việt. Khách nữ tịch bên này, tự nhiên là Ly Tấn Dương trưởng công chúa càng gần ghế thân phận càng cao. Nhưng Nguyên Diệu Nghi cũng không biết vị trí này là ai bài, Vinh An Hầu Phủ lần này thế nhưng có thể ngồi vào vị trí này, nàng chỉ cần hơi hơi nghiêng đầu, liền có thể nhìn đến Tấn Dương trưởng công chúa. Lại nói tiếp, này vẫn là nguyên diệu nghi lần đầu tiên thấy tấn dương trưởng công chúa, nhưng tiêu vân việc diện mạo vẫn là có thể nhìn đến rất nhiều hắn mẫu thân bóng dáng. Tấn dương trưởng công chúa hôm nay xuyên gấm tứ xuyên chế thạch lựu váy, bàn vân búi tóc, phát thượng trăm 12 chỉ hoa thụ thoa, giữa trán hoàng kim nhiếp hạ trụy cực đại hồng bảo thạch. Tươi đẹp như máu đá quý sấn đến nàng khuôn mặt thập phần minh diễm, giơ tay nhất chân gian đó là nhất phái thiên gia phú quý bộ dáng. Loại này yến hội từ trước đến nay là ăn không đủ no, đảo không phải thái sắc không được, chủ yếu là trên bàn đều là có thân phận người, sao giống như đói chết quỷ giống nhau ăn cái không ngừng. Cũng may Nguyên Diệu Nghi kiếp trước tham gia cung yến nhiều, đối đói bụng sớm có chuẩn bị tâm lý, nàng tượng trưng tính mà cầm mấy chiếc đũa liền ngừng lại. Qua mấy theo, mọi người lục tục đều buông xuống chiếc đũa, liền đều chuyển tới nhà thủy tạ xem kịch, trưởng công chúa phủ hôm nay thỉnh chính là kinh thành gần nhất nổi danh Ngọc Xuân Đường. Xem kịch khi mọi người liền có thể ngồi tùy ý chút, thái phu nhân trước mặt ngoại nhân luôn luôn biểu hiện đến thập phần từ ái liền chủ động làm nguyên diệu nghi đi tìm ngọc phụng thư cùng trịnh oản đi thôi các ngươi này đó trẻ tuổi tiểu nương tử cùng chúng ta những người này ngồi ở một khối tổng cảm thấy câu thúc ngươi thường ngày cũng không quá yêu ra cửa hôm nay có cơ hội cùng tiểu tỷ muội nhóm hảo hảo ở một khối trò chuyện đi nguyên diệu nghi cũng từ trước đến nay không ngại cùng nàng diễn một ít ngươi từ ta hiếu tiết mục cung thanh ứng cái hảo liền cùng ngọc phụng thư còn có trịnh hoảng ngồi vào một khối đi chỉ là trên đường đi ngang qua chu yểu thời điểm nàng còn hung hăng, trừng mắt nhìn nguyên diệu nghi liếc mắt một cái. nguyên diệu nghi lười đến cùng bao cỏ so đo, ánh mắt đều không có phân cho nàng một chút, lập tức liền từ bên người nàng đi qua đi. chờ ngồi vào trịnh quảng bên người, lúc sau, trịnh quảng thấp giọng hỏi nàng, diệu nghi, ngươi cùng chu yểu có xích mích? ta vừa mới nhìn đến nàng ở trường ngươi. nguyên diệu nghi đuôi lông mày nhẹ nhàng chọn chọn, không có trả lời vấn đề này, mà là ngược lại hỏi, ngươi cùng thứ tư nương tử rất quen thuộc. trịnh quảng biểu môi nói ai cùng nàng thuộc, nàng quả thực giống người điên, ỷ vào nàng mẫu thân xuất thân an bình quận vương phủ, liền tùy ý đánh chửi khắc khe trong phủ thứ muội người nhìn trong kinh có chút diện mạo nhân gia tiểu nương tử ai sẽ cùng nàng một khối chơi. Trịnh đại nhân cũng là có mấy cái thiếp thất cùng con vợ lẽ, nhưng nhiều lắm là ở bên trong phủ đại ngộ cùng chính thất phu nhân sở ra nhi nữ có điều khác nhau, càng là tự phụ nhân gia càng sẽ không tùy ý khắc khe con vợ lẽ con cái, truyền ra đi chọc người chê cười. Trịnh Ngoãn tới gần Nguyên Diệu Nghi nhỏ giọng nói, đó là bởi vì nàng cái này ương ngạnh thanh danh bên ngoài, cho nên nghe nói hiện tại cũng chưa nói hạ nhân gia tới đâu. Nàng thanh âm thực nhẹ, chỉ có ngồi ở phụ cận Nguyên Diệu Nghi cùng Ngọc Phụng Thư nghe được, hai người không hẹn mà cùng cười. Nguyên Diệu Nghi dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm điểm trịnh quảng cái tráng nói, nhưng không cho ở người khác trước mặt nói bậy cái này, bị người nghe được nói, cùng ngươi thanh danh có ngại, đã biết sao. Trịnh quảng ngoan ngoãn mà nga một tiếng, vừa lúc đài thượng diễn là nàng cảm thấy hứng thú, Trịnh Ngoãn còn có chút tiểu hài tử tâm tính, một chút liền bị hấp dẫn qua đi. Ngọc Phụng Thư dùng khăn đè đè khóe miệng, cũng tới gần Nguyên Diệu Nghi thấp giọng nói, nghe nói nhà ngươi, Vinh An Hầu cái kia thiếp thất có thai. Nguyên Diệu Nghi bật cười nói, ngươi hồi kinh không lâu, này tin tức như thế nào liền ngươi đều đã biết. Ngọc Phụng Thư nhìn Nguyên Diệu Nghi không đem việc này để ở trong lòng bộ dáng có chút lo lắng nói, đâu chỉ là ta, ngươi hỏi một chút trong kinh người nào không biết Vinh An Hầu ái thiếp có thai một chuyện nàng hơi hơi nhíu mày nói thậm chí có người nói vinh an hầu tưởng sửa lập thế tử nguyên diệu nghi thả ra đi nhị đã câu thượng tần di nương này cá việc này trước mắt đều là dựa theo nguyên diệu nghi thiết tưởng ở phát triển nhưng việc này không hảo đối ngọc phụng thư nói rõ nàng liền che miệng thấp giọng nói việc này trong lòng ta hiểu rõ thấy ngọc phụng thư vẫn là có chút dáng vẻ lo lắng nguyên diệu nghi liền nói sửa lập thế tử chỗ nào có đơn giản như vậy không nói muốn đăng báo trong cung cùng có tư đó là ta cửu cửu cũng sẽ không đáp ứng điều này cũng đúng ngọc phụng thư lặng lẽ định định tâm thần đạo ngươi trong lòng minh bạch liền hảo ta là sợ vị kia mấy năm nay cũng chưa nhấc lên cái gì sóng gió ngươi trong lòng nhẹ xem nàng lại bị nàng chui chỗ trống ngọc gia hậu trạch cũng không phải như vậy thái bình chỉ là ngọc phu nhân thủ đoạn hơn người hợp lại được trượng phu huống hồ ngọc gia gia phong cho phép ngọc đại nhân cũng sẽ không làm ra sủng thiếp diệt thê việc cho nên ít nhất bên ngoài thượng thái bình vẫn phải có nguyên diệu nghi biết ngọc phụng thư là hảo ý quan tâm cho nên cười khẽ đáp câu, sẽ không, ngươi yên tâm đó là. Bất quá thấy Ngọc Phụng Thư phản ứng, đảo làm nguyên diệu nghi có một cái có chút lớn mật suy đoán, vì thế nghiêng đầu nhìn nhìn nàng, trong mắt ý vị mạc danh. Trưởng công chúa Yến hội tự nhiên không có người dám làm càng, cho nên Yến hội thực thuận lợi liền kết thúc. Thôi ma ma biết nguyên diệu nghi không thích trên đầu mang trọng đồ vật, nàng tổng cảm thấy trụy đến nàng da đầu đau nhất. Vì thế mới vừa trở lại các nàng chính mình trong viện, thôi ma ma liền muốn thay nàng trừ bỏ thoa hoàng nhưng Nguyên Diệu Nghi lại thái độ khác thường không có đồng ý, mà là ôn thanh hống thôi ma ma đi trước nghỉ ngơi, vãn chút thời điểm ta làm bạch chỉ các nàng tới giúp ta là được, ngày sớm chút nghỉ ngơi đi. Thôi ma ma không biết Nguyên Diệu Nghi muốn làm cái gì, nhưng tóm lại nhà mình cô nương làm cái gì đều có chính mình đạo lý. Nàng tuổi lớn, mấy năm nay xác thật ngao không được đêm, liền đi ra ngoài dặn dò bạch chỉ các nàng buổi tối hảo hảo hầu hạ, liền trở về nghỉ tạm. Nguyên Diệu Nghi vẫn luôn ở trong phòng luyện tự, bạch chỉ các nàng không có nàng phân phó cũng đều canh giữ ở nhĩ phòng. Tới rồi vào đêm thời gian, Nguyên Diệu Nghi xong cửa sổ bị người nhẹ nhàng thấu vang, Nguyên Diệu Nghi buông bút, khẽ cười một tiếng đứng lên mở ra cửa sổ. Ta liền đoán được ngươi đêm nay sẽ đến. Nguyên Diệu Nghi cười ngâm ngâm mà nhìn đang ở ngoài cửa sổ Tiêu Vân Việt. Tiêu Vân Việt nhìn sau cửa sổ người trong lòng kia trương ý cười doanh nhiên gương mặt, nàng phát biên tu còn ở nhẹ nhàng mà đông đưa, ở trong nhà ánh nến hạ ở Nguyên Diệu Nghi trên mặt chiếu ra nhu hòa vần sáng. Vì thế hắn liền cầm lòng không đậu mà buộc miệng thốt ra nói, ngươi hôm nay thật là đẹp mắt. Chương 63 Nam Tân Tịch bất đồng khách nữ tịch, tiêu vân việc hôm nay lại là chủ gia, tự nhiên cũng là uống lên chút rượu. Chỉ là hắn ở U Châu trong quân thời điểm cũng uống rượu, hơn nữa biên cương thừa thải đều là rượu mạnh, trong kinh này đó mềm mại rượu uống không say hắn. Hôm nay nam nữ phân tịch, hắn không có thể nhìn thấy nguyên diệu nghi, trước mắt bao người tiêu vân Việt cũng không hảo đến khách nữ tịch đi lên tìm người, chỉ có thể cường tự nhẫn nại. Yến hội tan lúc sau, tiêu vân Việt lưu tại trưởng công chúa trong phủ bồi mẫu thân nói một lát lời nói. Chẳng qua hôm nay từ thần khởi liền ở vội, trưởng công chúa cũng có chút mệt mỏi, liền sớm liền phải nghỉ ngơi. Tiêu vân Việt tuy rằng không có uống say, nhưng cũng có chút phấn khởi. Hắn ngày mai liền phải ly kinh đi trước ký châu, có lẽ sẽ có hơn tháng không thể trở lại trong kinh, cho nên hắn bức thiết muốn rời đi trước thấy Nguyên Diệu Nghi một mặt. Hắn nhớ tới Tống Hoài Dực có một lần cùng hắn một đạo bên ngoài ban sai, sự một kết thúc liền một khắc đều chờ không được hướng kinh thành đuổi. Tiêu Vân Việt lúc ấy còn hỏi hắn vội vã hồi kinh làm cái gì, Tống Hoài Dực nói lập tức đó là Tết khất xảo, hắn muốn vội vàng trở về bồi vị hôn thê tử một đạo ăn Tết. Khi đó Tiêu Vân Việt còn chê cười quá chính mình hảo huynh đệ nhi nữ tình trường, không nghĩ tới đến phiên chính hắn khi, hắn đảo cũng không nhường một tấc ra trưởng công chúa phủ, tiêu vân việt liền chính mình phủ đệ cũng chưa hồi, liền thẳng đến vinh an hầu phủ tới. hắn gõ cửa sổ thời điểm trong lòng còn có chút thấp thỏm, tiêu vân việt biết nguyên diệu nghi nhất quán là cuộc sống hàng ngày có khi, cái này điểm nàng nói không chừng đã nghỉ ngơi, không nghĩ tới đẩy ra cửa sổ, nhìn thấy vẫn là trang phục chỉnh tề người trong lòng. tiêu vân việt biết nguyên diệu nghi này một thân tất nhiên là hôm nay dự tiệc mới xuyên, tuy nói không phải chưa thấy qua nàng trang điểm đẹp để quý giá bộ dáng nhưng hắn tổng cảm thấy nhiều lần thấy nguyên diệu nghi tổng có thể phát hiện nàng không giống nhau địa phương hắn vừa mới nói buộc miệng thốt ra lúc sau tiêu vân việt liền cảm thấy nói không chừng là hắn hôm nay uống rượu có vấn đề tác dụng chậm phản lên đây làm hắn có điểm men say phía trên kích lệ nói xác thật là phát ra từ nội tâm nhưng tiêu vân việt sợ những lời này quá mức đường đột vội vàng giải thích nói ta là nói ngươi hôm nay trang điểm rất đẹp nếu là trước kia nguyên diệu nghi sẽ hơi hơi mỉm cười liền đem những lời này mơ hồ qua đi nhưng nàng hôm nay buổi sáng khi mới hạ quyết tâm. Nàng muốn đối mặt tiêu vân việc cảm tình khi, có thể càng dũng cảm một chút. Cho nên cho dù nguyên diệu nghi trên mặt đã có chút ngượng ngùng, nhưng nàng vẫn là tiếp nhận tiêu vân việc nói đầu nói, phải không? Mama nói, ta muốn ở ngài trước mặt bảo trì nhan sắc thường tân, như vậy liền sẽ có vẻ càng để ý ngài một ít. Tiêu vân việc nghe thế câu nói sau, chỉ cảm thấy chính mình tâm bang bang loạn nhảy, có trong nháy mắt, hắn bên tai trừ bỏ chính hắn đánh trống reo hò tiếng tim đập ngoại, hắn cái gì đều nghe không thấy hắn nhìn sắc mặt đỏ bừng nhưng trong mắt vẫn là mang theo ý cười nhìn hắn nguyên diệu nghi cảm thấy có chỗ nào không giống nhau nếu nói tiêu vân Việt phía trước có thể cảm nhận được nguyên diệu nghi ở thử thăm dò tiếp nhận hắn kia hôm nay như vậy đó là chủ động về phía trước đi rồi một bước tiêu vân việc chưa bao giờ cảm thấy chờ nguyên diệu nghi chậm rãi suy nghĩ cẩn thận có cái gì không tốt hắn biết nguyên diệu nghi có chính mình băn khoăn hắn có cũng đủ kiên nhẫn chờ người trong lòng thấy chính mình thiệt tình Chẳng sợ Nguyên Diệu Nghi chỉ là hướng hắn bán ra một bước nhỏ, cũng đủ làm hắn kinh hỉ. Cho hắn làm cánh tay câu vẫn là nương còn nhân tình danh hào, nhưng hôm nay lời này lại là nói thẳng. Bất quá Tiêu Vân Việc tuy rằng cao hứng, nhưng hắn vẫn là thành thẩn nói, ngươi không thích trang điểm nói liền không cần trang điểm, ngươi thường ngày giảng tố bộ dáng cũng rất đẹp, quan trọng là ngươi muốn cảm thấy thoải mái cùng vui mừng. Hắn là thẳng thắng người, từ trước đến nay có cái gì thì nói cái đó. Nguyên Diệu Nghi vì hắn trang điểm hắn thật cao hứng, nhưng hắn vẫn là càng muốn người trong lòng có thể làm nàng chính mình thích sự. Tiêu Vân Việt cảm thấy chính mình chỉ là nói chính mình trong lòng lời nói, lại không biết Nguyên Diệu Nghi nghe xong lời này trong lòng nổi lên như thế nào gợn sóng. Trước sau hai đời, nàng đều ít có có thể làm chính mình thời điểm. Nguyên Diệu Nghi chớp chớp mắt, mạnh mẽ nhẫn quay mắt trung mặt danh một chút lệ ý cười nói, ngày ngày mai liền muốn đi Ký Châu, khi nào có thể hồi Kinh Trung. Kỳ thật Tiêu Vân Việt cũng nói không chừng thiên tử lần này giao cho hắn làm sự cũng không so gian nam đạo một chuyện nhẹ nhiều ít thậm chí từ ở nào đó ý nghĩa càng nghiêm trọng một ít nhưng hắn vẫn là mở miệng cùng nguyên diệu nghi nói ngươi cập kê trước ta nhất định gấp trở về nguyên diệu nghi bật cười ngài chính sự quan trọng này bất quá là việc nhỏ thôi lại nói ta huynh trưởng cũng không nhất định có thể trở về xem tiêu vân việc như vậy liền biết là đại sự nguyên diệu nghi trong lòng có cái mông lung phỏng đoán chỉ là hôm nay sự tình quá nhiều nàng còn không kịp chải vuốt rõ ràng suy nghĩ. Nếu Tiêu Vân Việt chỉ huy điều hành ký châu, khi hiện tại đang ở ký châu làm quan nguyên lệnh hành 89 phần 10 cũng là thoát không khai thân, chính sự làm trọng, Nguyên Diệu Nghi cũng không để ý này đó tiểu tiết. Tiêu Vân Việt xác thật không có biện pháp bảo đảm chính mình nhất định có thể đuổi đến trở về, đành phải nói sang chuyện khác nói, ta nhờ người tìm kiện đồ vật, người tất nhiên thích, ngày mai ta làm trương chiêu nghĩ cách đưa đến trong phủ. Nguyên Diệu Nghi cũng không hỏi là cái gì, chỉ nói thanh hảo mắt thấy sắc trời đã tối, nguyên diệu nghi thoa hoàng đều còn chưa tá, sợ chậm trễ nàng nghĩ tạm, tiêu vân Việt trong lòng không tha, nhưng vẫn là chuẩn bị rời đi. Từ từ, nguyên diệu nghi gọi lại hắn, cái này cho ngài. Nàng lấy ra một cái nho nhỏ ti túi, có chút ngượng ngùng nói, cái này cho ngài. Tiêu vân Việt xem nguyên diệu nghi có chút thẹn thùng, liền không làm trò nàng mặt mở ra, chỉ là hắn tiếp nhận ti túi, cảm thấy bên trong đồ vật sờ lên như là một khối ngọc. Hắn đem đồ vật cất vào trong lòng ngực, lại lần nữa dặn dò nói nếu là có việc ngươi tìm trương chiêu là được đừng cậy mạnh nguyên diệu nghi gật gật đầu sau đó nói ngài bên ngoài cũng muốn cẩn thận muốn bình an trở về hảo tiêu vân việt nhận lời nói nhìn tiêu vân việt đi rồi nguyên diệu nghi đột nhiên có chút buồn bã mất mát nàng một mình một người ở phía trước cửa sổ đứng hồi lâu cảm thấy tâm cũng có chút trống rỗng thật lâu sau bị gió đêm thổi đến có chút lạnh nàng mới đóng lại cửa sổ kêu bạch chỉ các nàng tiến vào hầu hạ nàng tan mất thoa hoàng mà lúc này tiêu vân việt lại làm sao không phải như vậy hắn vội vàng trở lại hầu phủ sau đóng lại phòng môn mới mở ra cái kia nho nhỏ ti túi ti túi trang chính là một quả nho nhỏ bạch ngọc bình an khấu ngọc khấu hạ hệ huyền sắc dây đeo tiêu vân việt nhớ tới bị chính mình cẩn thận giấu ở tráp cái kia còn mang theo chút vết máu dây đeo cùng trước mắt cái này dây đeo hiển nhiên xuất từ cùng người tay chỉ là khi đó tiêu vân việt tàn khởi cái kia dây đeo là lúc hắn trong lòng vừa mới nhận rõ chính mình cảm tình nguyên diệu nghi còn chỉ đương hắn là chính mình huynh trưởng bằng hữu mà thôi mà hiện tại nguyên diệu nghi chuyên môn cho hắn biên dây đeo là nàng không tiếng động tiếp nhận tiêu vân việc đem bình an khấu lấy ra tới bỏ vào trong lòng ngược sau phát hiện trong túi còn có một trương nho nhỏ tờ giấy nguyên diệu nghi bút tích đảo cùng nàng ngày thường ôn nhu ổn trọng bộ dáng có chút bất đồng rất ít có nhu hòa mượt mà chi bộ dáng ngược lại đỉnh tú mạnh mẽ có chút thà gãy chứ không chịu công khí thế tờ giấy thượng chỉ có 8 chữ, tặng quân bình an, mong quân bình an. Tiêu Vân Việt trong lòng nóng lên, đem tờ giấy thu vào cái kia phóng bị hắn tư tâm lưu lại dây đeo tráp trung, sau đó trân. Trọng đem toàn bộ tráp đều bỏ vào hắn phòng trong ngăn bí mật. Chương 64 Yến Huyền Triệt hôm nay cũng uống không ít rượu, một ngọc sơ trở lại vương phủ lúc sau liền vội vàng thu xếp hạ nhân cho hắn đoan tỉnh rượu trà đi lên. Ở Quỳnh Hoa Yến trước, kỳ thật Yến Huyền Triệt vợ chồng hai cũng có vài thiên không gặp mặt yến huyền triệt mọi việc phức tạp ngoại viện mỗi ngày đều có việc phải đợi hắn xử lý có khi vội đến đêm khuya sau liền trực tiếp túc tại ngoại viện một ngọc sơ tắt mỗi ngày tại nội viện xử lý vương phủ nội vụ tuy rằng nàng mỗi ngày đều sẽ phái người dò hỏi yến huyền triệt muốn hay không đến nội viện dùng cơm nhưng hoặc là là khắp nơi bên ngoài làm công hoặc là đó là tại ngoại viện dùng qua tuy rằng một ngọc sơ biết đây cũng là trong kinh gia đình giàu có thái độ bình thường huống chi yến huyền triệt là ở bên ngoài làm chính sự lại không phải ở bên ngoài niêm hoa nhà thảo. Này đó thời gian, trừ bỏ ngũ hoàng tử còn muốn ở trong cung đọc sách ngoại, còn lại mấy cái hoàng tử, cũng đều lục tục phong vương, ra cung kiến phủ. Ninh Chiêu Nghi sở ra tam hoàng tử phong cái hàng vương, mới vừa dọn đến vương phủ thủ hạ người liền tặng hai cái như hoa như ngọc mỹ nhân vào phủ. Hàng vương đối đại vị vô tình, một lòng chỉ nghĩ đương cái phú quý nhàn vương đó là, thấy thế tự nhiên là không chút khách khí vui lòng nhận cho. Muốn nói hàng vương phi kia cũng không phải cái không thể dung người, nhưng ngoài cung những cái đó thượng vội vàng tưởng nịnh bợ hoàng tử người quả thực nhiều như lông trâu. Lúc này thấy hàng vương đem người vui lòng nhận cho, tự nhiên là cùng noi theo. Ngựa gầy dương châu, bắt địa phấn mặt, hàng vương phủ là thê thiếp thành đàn. Hàng vương phi như vậy cái hảo tính tình người, cấp tức dẫn đến tiếng cung hướng ninh chiêu nghi khóc lóc kể lễ. Ninh chiêu nghi còn chưa nói cái gì, trong cung thiên tử cùng hoàng hậu liền đã biết việc này. Lẽ ra nạp mấy cái thiếp, trong cung cũng sẽ không hỏi đến việc này, thật sự là hàng vương nháo đến có chút quá kỳ cục, thiên tử hậu cung đều không bằng nhà hắn hậu viện náo nhiệt. Tỉnh nguyên đế đem nhi tử kêu tiếng cung một đốn hảo mắng, làm hắn nếu là còn như vậy cũng đừng ra cung lập phủ, lăn trở về tới cùng hắn ngủ đệ một khối đi niệm thư đi, lại làm hoàng hậu dụng tâm trấn an hàng vương phi, đem việc này bóc quá. Vừa lúc gần đây trong triều không có việc gì, trong kinh huân quý nhóm cũng nhàn rỗi, việc này đảo làm mọi người lén nghị luận hảo chút thời gian không nói là có chút quá mức hàng vương, đó là thái tử Đông Cung, phong tấn vương nhị hoàng tử, hậu viện trung đều có gián thiếp. Chỉ có Yến Huyền Triệt, so với hàng vương, hiển nhiên là hắn càng chịu thiên tử yêu thích, tự nhiên cũng có người tưởng hiến mỹ với hắn, nhưng đều bị Yến Huyền Triệt cự tuyệt. Mới ra cung khi, một ngọc sơ vì biểu hiện đức, cũng từng đề nghị hướng trong phủ nạp chút cơ thiếp, cũng bị Yến Huyền Triệt chống đẩy. Mấy cái chị em dâu, trong nhà tỷ muội đều hâm mộ sở vương như vậy phong tư nhân vật có thể như vậy toàn tâm toàn ý đối nàng chỉ có một ngọc sơ chính mình mới biết được không phải như thế yến huyền triệt chỉ là trong lòng có rất quan trọng sự hắn không yêu những cái đó oanh oanh yến yến đương nhiên cũng không yêu nàng một ngọc sơ thành hôm trước cũng nghĩ tôn trọng nhau như khách thì tốt rồi nhưng có lẽ người bản tính chính là tham lam đã đến lũng phục vọng thuộc có tôn trọng nhau như khách nàng lại tưởng được đến yến huyền triệt chân chính ái Yến Huyền Triệt không biết Mục Ngọc Sơ trong lòng phức tạp, hắn tuy uống xong rượu, nhưng cũng không có say, ánh mắt cũng là thanh minh. Một trảng tỉnh rượu trà uống xong lúc sau, càng là thanh tĩnh không ít. Mục Ngọc Sơ nhịn không được hỏi hắn, vương gia, hôm nay muốn nghỉ ở nội viện sao? Hôm nay sắc trời đã khuya, tuy rằng Yến Huyền Triệt còn có việc muốn phân phó thủ hạ người, nhưng cũng không vội tại đây nhất thời nửa khắc. Vì thế hắn gật gật đầu, Mục Ngọc Sơ liền có chút vui sướng sau đó bên người người đi sửa sang lại nội thất. Vừa lúc nghĩ tới muốn dặn dò ngoại viện người sự, Yến Huyền Triệt cũng chưa quên dặn dò một chút một ngọc sơ, ngươi cùng Lâm An bá phu nhân sau này thiếu lui tới một ít, ly an bình quận vương phủ cũng xa chút. Một ngọc sơ ôm nhu ứng thanh hảo, sau một lúc lâu lại có chút do dự, chính là trong triều ra chuyện gì sao? Một ngọc sơ nhà mẹ để cùng an bình quận vương phủ có chút giao tình, trước chút thời gian an bình quận vương phi còn tặng chút không nhẹ không nặng lễ tiến đến. Nói là nhà hắn ngoại tôn nữ chậm chạp chưa định ra nhân gia, nếu có thích hợp nhi lan còn thỉnh vương phi nương nương coi chừng chút yến huyền triệt lắc lắc đầu chỉ nói ngươi làm theo đó là nhưng cũng đừng làm cho bọn họ cảm giác được cố ý xa cách trong đó chừng mực chính ngươi đắn đo thiên tử chưa phát minh chỉ bọn họ làm thần tử bất quá là dựa vào trong cung hướng đi tới phỏng đoán thiên tử tâm ý thôi việc này sao cũng may ngoài miệng nói rõ một ngọc sơ không rõ trong triều ra cái gì hướng gió nhưng cũng may nàng thực nghe yến huyền triệt nói hơn nữa nội trạch nhân tình lui tới nàng vẫn là minh bạch, liền nghĩ ngày mai làm người hồi một phần không lớn không nhỏ lễ đi an bình quận Vương Phủ. Nằm ở trên giường Yến Huyền Triệt lúc này còn không có buồn ngủ, hắn đột nhiên nghĩ tới ban ngày nhìn thấy Nguyên Diệu Nghi. Nàng là đã biết cái gì? Cũng hoặc là nguyên lệnh hành hướng cái này mùi mùi lộ ra an bình quận Vương Phủ kia cọc sự. Cho nên nàng mới có thể ở trưởng công chúa Quỳnh Hoa bữa tiệc trực tiếp cùng chu yểu nổi lên tranh chấp. Nàng có phải hay không cũng đã nhìn ra, thiên tử, có trừ an bình quận vương chi tâm. Mang theo này đó nghi vấn, cùng đối nguyên diệu nghi một ít tìm tòi nghiên cứu chi ý, Yến Huyền triệt thẳng đến sau nửa đêm mới ngủ. Nguyên diệu nghi thật đúng là không phải bởi vì đã biết cái gì mới có thể cùng chu yểu nổi lên tranh chấp, nguyên lệnh hành tự nhiên cũng không có hướng nàng lộ ra, rốt cuộc hắn hiện tại cũng là ở phỏng đoán thiên tử ý tứ hành sự. Nàng lúc này đang ở nghiêm túc mà xử lý trước mặt này bồn văn tâm lang đây là sáng nay Trương Chiêu nghĩ cách đưa vào tới, tiêu vân việc hôm qua nói đưa nàng đồ vật nam quan tùy tiêu vân việc đi ký châu trương chiêu lại không có hai người bọn họ tìm hành hảo bản lĩnh cho nên tự nhiên không thể đem phiên hầu phủ đầu tường cấp nguyên diệu nghi tặng đồ nhưng hắn cũng có chính mình biện pháp hôm nay sáng sớm nguyên diệu nghi mới vừa lên còn ở trang điểm khi liền nghe thôi ma ma nói có cửa hàng người tới cấp nàng tặng đồ nguyên diệu nghi lúc ấy còn có chút nghi hoặc liền đi ngoại viện thấy thấy cái kia cửa hàng quản sự trương chiêu không biết dùng biện pháp gì đã thông nguyên diệu nghi thủ hạ cửa hàng quan hệ Quan Minh chính đại đem đồ vật tặng tiến vào. Này Văn Tâm Lan là điền nam bên kia núi sâu mới sản một loại phong lan, Nguyên Diệu Nghi trước kia chỉ ở lan phổ thượng gặp qua họa dạng, còn không có gặp qua nó chân chính bộ dáng. Hôm nay vừa thấy chân thân, mới thật giác này hoa, cành lá giãn ra, lịch sự tao nhã sinh động, liền cẩn thận xử lý lên. Nguyên Diệu Nghi là ái hoa người, huống chi này phong lan vẫn là tiêu vân Việt đưa, nàng chuyên tâm chăm sóc, một buổi sáng thế nhưng trừ bỏ cái này, mặt khác chuyện gì cũng không có làm. Thôi ma ma thấy nàng đùa nghịch kia bồn phong lan vài cái canh giờ, lo lắng nàng đợi chút phục hồi tinh thần lại muốn cảm thấy cánh tay đau nhất, liền bưng trà tới làm nàng nghỉ một chút. Cô nương, ngươi thật sự không lo lắng thứ tư nương tử. Ta nghe nói an bình quận vương ái đứa cháu ngoại gái này thậm chí vượt qua trưởng tử, nhưng phàm là nàng hướng quận vương cầu, liền không có an bình quận vương không ứng. Thôi ma ma nhớ tới hôm qua việc, vẫn là không khỏi có chút lo lắng. Nguyên Diệu Nghi uống ngụm trà, hoảng hoảng vẫn luôn giá cánh tay cùng vai cổ, nghe xong thôi ma ma lời này, lại chỉ là cười, theo sau liền đạm thanh nói, yêu thương chu yểu vượt qua an bình thế tử. Theo ta thấy tới, đảo chưa chắc như thế. Chương 65 Ở Nguyên Diệu Nghi xem ra, An Bình quận vương cái này cái gọi là sủng ái thật sự là phù phiếm thả vô dụng thật sự. Chu yểu một cái tiểu nương tử, sở cầu có thể có cái gì? Hơn nữa xem nàng đầu óc. Không liên quan bộ dáng, tưởng cũng tưởng được đến, bất quá là chút hoa hoàng trang sức, đúng mốt sang quý nguyên liệu. Mấy thứ này đối an bình quận vương phủ tới nói, đáng cái gì? Đó là cùng này nàng tiểu nương tử nổi lên xung đột, đại bộ phận người xem ở an bình quận vương phủ danh hào thượng cũng sẽ trước tiên lui nhường một bước thôi, lại không phải sợ nàng chu yểu. Trên thực tế chân chính hữu dụng quyền lực, không chỉ có là chu yểu, liền lâm an bá phủ cũng chưa được đến, cho nên nguyên diệu nghi mới nói chu gia xuẩn. Nếu thật sự An Bình quận vương thật giống trong kinh nói như vậy yêu thương cái này nữ nhi cùng cháu gái, kia vì cái gì Lâm An bá sai sự không thành, hơn nữa chu yểu chậm chạp định không dưới hôn sự đâu. Hắn phù với mặt ngoài sủng ái, trên thực tế là một loại phóng túng. Kiêu căng đến chu yểu ương ngạnh thanh danh mọi người đều biết, lệnh trong kinh có vừa độ tuổi nhi lan nhân gia trùng bước. Trong kinh môn đăng hộ đối không nghĩ cưới, mà dòng giỏi quá thấp, Lâm An bá phu nhân cùng chu yểu lại chướng mắt, lúc này mới chậm chạp nói không dưới việc hôn nhân lâm an bá tước vị vốn là bị tổ ấm cùng an bình quận vương cũng không có quan hệ những năm gần đây lâm an bá ở trên triều đình có thể nói là nửa bước chưa tiến nhưng thật ra an bình quận vương trưởng tử nhiều năm bị quận vương mang theo trên người nghe nói an bình thế tử hành sự khiêm tốn cẩn thận rất có mỹ danh lại cưới bình thanh quận lữ thị nữ làm vợ nhiều năm như vậy xuống dưới an bình thế tử tuy nhìn như không bằng lâm an bá phu nhân đến an bình quận vương ngưỡng mộ nhưng lại vẫn luôn bình an hòa thuận nghe nói dưới gối cái kia cùng chu yểu tuổi tác sắp xỉ nữ nhi đã cùng thanh hà quận chú nhị tử nói định rồi hôn sự hai tương đối so với hạ càng có vẻ lâm an bá phu nhân sủng ái tới có chút cố tình thật giống như là an bình quận vương cố ý làm cho người ta nhìn như nguyên diệu nghi dám nói trong kinh có này ý tưởng người tuyệt không ở số ít chỉ sợ chỉ có lâm an bá phu nhân này hai mẹ con còn chưa phát hiện nói đến chỗ này nguyên diệu nghi lại nhịn không được trầm tư lên lúc trước an bình quận vương con gái duy nhất chọn hôn là lúc trong kinh hẳn là có không ít càng tốt người được chọn, An Bình quận vương vì sao chọn Lâm An Bá? Lại vì sao phải ở trước mặt mọi người làm ra loại này biểu hiện giả dối đâu? Nguyên Diệu Nghi tổng cảm thấy ẩn ẩn vuốt một ít mạch lạc, nhưng lại không phải đặc biệt rõ ràng, nàng lấy lại bình tĩnh tính toán đem chuyện này từ đầu tới đuôi loát một lần. Thôi ma ma thấy nàng nhìn chầm chầm nơi nào đó sau một lúc lâu đều không có động một chút, trong tay còn vẫn luôn ở thưởng thức tiêu vân việc đưa nàng cái kia tiểu một trạm canh gác, liền biết nàng lại là đang nghĩ sự tình. Thôi ma ma sớm thành thói quen chính mình cô nương có khi sẽ đột nhiên lâm vào chính mình suy nghĩ bên trong, nàng rón ra rón rén mà đem chung trà thu hảo lúc sau, đang định lui ra ngoài, lại nghe thấy Nguyên Diệu Nghi đột nhiên hỏi nàng, ma ma, người đối An Bình quận Vương Phi có ấn tượng sao? An Bình quận Vương những năm gần đây, nghe nói thân thể vẫn luôn không tốt, muốn ở khí hậu ôn hòa địa phương dưỡng bệnh, vì thế hắn liền được thiên tử đáp ứng, vẫn luôn ở Giang Nam Đạo Hạ Đoan Châu dưỡng bệnh. Mà An Bình quận Vương Phi tự nhiên làm bạn ở trượng phu bên cạnh người, này đây Nguyên Diệu Nghi vẫn chưa gặp qua vị này quận Vương Phi. Nếu hỏi chuyện khác, thôi ma ma thật đúng là không nhất định Phi thường rõ ràng, nhưng An Bình quận Vương Phủ có một cọc chuyện cũ năm xưa, nàng đảo thật đúng là biết một ít. Đương nhiệm An Bình quận Vương Phi xuất thân hào tộc, cùng Bùi Gia cũng có chút lui tới, cho nên từng là Bùi Gia cũ phó thôi ma ma còn gặp qua còn ở khuê trung An Bình quận Vương Phi. Nhưng, vị này xuất thân Trần Lưu Thường Thị, thân phận tôn quý nữ tử, lại không phải An Bình quận Vương để nhất nhậm thê tử. Sở dĩ nói là thê tử, mà không phải Vương Phi, đó là bởi vì này nữ tử thân phận cũng không có được đến thừa nhận. Mà nàng dòng họ, quê quán, thân phận, tất cả đều không người biết hiểu, thôi ma ma cũng chỉ mơ hồ biết tên này nữ tử là chết bệnh, mà An Bình quận Vương cũng thực mau liền ngên thú hiện tại Vương Phi. Sự có bí ẩn, liền trong kinh đều rất ít có vãn bối biết việc này, lớn tuổi chút cũng đối việc này giữ kín như bưng cho nên Nguyên Diệu Nghi tự nhiên cũng chưa từng nghe nói qua còn có như vậy một cọc chuyện xưa. Nô tỳ còn từng nghe quá thứ nhất tin tức, chẳng qua vẫn chưa kiểm chứng quá. Thôi ma ma nói lời này thời điểm có chút chần chờ, từng có người ta nói, An Bình Thế Tử cũng không phải hiện giờ quận Vương Phi thân sinh hài tử, mà là đằng trước vị phu nhân kia di hạ. Nói xong lại nói, bất quá việc này chính là bắt gió bắt bóng nói đến, cũng không chứng minh thực tế, hơn nữa Thế Tử ra đời thời gian cùng quận Vương Phi có thai thời gian là đối được, cho nên cũng trước nay không ai nghi ngờ quá nhưng lúc này đã đem sự tình bước đầu xuyến thành tuyến nguyên diệu nghi lại mang theo chút chắc chắn ngữ khí chậm rãi lắc lắc đầu nói việc này chỉ sợ là thật sự thôi ma ma nhìn nguyên diệu nghi chắc chắn thần sắc nhìn không được hỏi cô nương vì sao như thế khẳng định bởi vì chỉ có như vậy có một số việc mới có thể nói được thông nói xong nguyên diệu nghi cũng không đợi thôi ma ma hỏi là chuyện gì liền nói ma ma ngươi tới thay ta mài mực ta muốn đi tin một phong cấp trương chiêu đại nhân. Tiêu Vân Việt cùng Nguyên Lệnh Hành đều ở Ký Châu, Nguyên Diệu nghi nhất để ý hai người tất cả đều thân thiệp cục trung, nàng không thể lại khoanh tay đứng nhìn, cao cao treo lên. Chẳng sợ chỉ là một chút manh mối, có lẽ cũng có thể cấp Nguyên Lệnh Hành cùng Tiêu Vân Việt hai người tình cảnh mang đi một chút thay đổi. Lưu tại trong kinh trương chiêu nhận được Nguyên Diệu nghi tiểu tiên khi, hắn còn tưởng rằng Nguyên Diệu nghi vẫn là vì trong phủ vị kia thiếp thất cấp vinh an hầu đội nón xanh kia sự kiện hắn lúc gần đi được tiêu vân việt phân phó làm hắn hoàn toàn nghe lệnh với nguyên nhị nương tử mặc kệ nàng làm hắn ra cái gì đều làm theo chính là gặp qua tiêu vân việt ở nguyên diệu nghi trước mặt bộ dáng trương chiêu chỗ nào còn có cái gì không rõ tương lai không chỉ là hắn nhưng phàm là hầu phủ người trong phỏng chừng đều phải nghe lệnh với cái này tương lai chủ mẫu nguyên diệu nghi cùng trương chiêu vẫn là ước ở đóng lại tôn an cái kia tòa nhà nàng tuy rằng ra cửa cũng không có phi thường phiền toái nhưng tóm lại muốn bẩm báo quá thái phu nhân mới được cho nên chờ Trương Chiêu tới rồi tòa nhà đợi một hồi lâu lúc sau, Nguyên Diệu Nghi mới khoan thai tới muộn. Nguyên Diệu Nghi đối tiêu vân Việt bên người người từ trước đến nay đều thực khách khí, tuy rằng Nam Quang cùng Trương Chiêu đều đã biết nàng cùng tiêu vân Việt chi gian quan hệ, nhưng Nguyên Diệu Nghi cũng chưa bao giờ đem hai người làm như là hạ nhân tới đối đãi quá. Nàng vì chính mình muộn tới nói tạ tội sau, cùng Trương Chiêu phân ngồi ở phòng khách hai bên trái phải. Hôm nay mạo muội thỉnh đại nhân tới này gặp mặt xác thật là sự ra có nguyên nhân, sự tình quan trọng đại, không tốt ở tinh trung nói rõ, chậm trễ đại nhân thời gian. Nguyên Diệu Nghi ngồi xuống lúc sau, hơi có chút xin lỗi mà mở miệng nói. Trương Chiêu thấy Nguyên Diệu Nghi như thế trịnh trọng, trong lòng liền biết nàng lúc này khả năng không phải vì tôn an mà đến. Hắn trong lòng tuy rằng có chút nghi hoặc, lại vẫn là chấp tay nói, nhị nương tử khách khí, hầu gia ly kinh khi ngàn đinh, vạn dặn dò, nếu ngài có việc, tất đương toàn lực ứng phó, ngài thẳng quảng nói rõ đó là Nếu như thế, ta cũng liền không bán cái nút. Nguyên Diệu nghi thần sắc có chút ngưng trọng nói, ngài đối an bình quận Vương Phủ, hiểu biết nhiều ít. Chương 66 Không có dự đoán được Nguyên Diệu nghi sẽ đột nhiên hỏi an bình quận Vương Phủ Trương Chiêu có chút ngoài ý muốn, nhưng hắn rốt cuộc là tiêu vân việc thủ hạ đắc lực can tướng, cho nên này ngoài ý muốn cũng bất quá duy trì thực đoạn trong nháy mắt mà thôi. Hắn nghĩ nghĩ, sau đó hỏi, an bình quận Vương Phủ liền giống như một bãi nước đục, không biết nhị nương tử tưởng trước từ chỗ nào nghe khởi đâu, nguyên diệu nghi ở tới trên đường đã đem sự tình ở trong lòng đại khái loát một lần nàng nghe xong trương chiêu trả lời lúc này không khỏi trong lòng căng thẳng nhưng nàng trên mặt vẫn là một bộ bác phong bất động bộ dáng nói vậy từ nhiều năm trước an bình quận vương phủ nội cái kia không có được đến thừa nhận để nhất nhậm an bình quận vương phi nói lên đi trương chiêu nhưng thật ra không ngoài ý muốn nguyên diệu nghi biết việc này nàng tất nhiên là được đến cái gì tin tức mới có này vừa hỏi mà việc này hắn xác thật biết hơn nữa biết đến vẫn là người bình thường cũng không biết nội tình. An Bình quận vương xác thật thời trẻ bên người còn có một người, chẳng qua nữ tử này vừa không ở gia phả phía trên, năm đó cũng chưa từng từng có bất luận cái gì hôn nghi. Trương Chiêu biểu tình nhàn nhạt nói. Nguyên Diệu nghi ngón tay dần dần nắm chặt, nghe Trương Chiêu đem này kiện ẩn sự từ từ kể ra. Này nữ tử là An Bình quận vương bà vú nữ nhi, ở lúc ấy vẫn là thế tử An Bình quận vương bên người làm bạn thật lâu sau, quận vương đối nàng lâu ngày sinh tình đợi cho cập quan lúc sau, hắn liền hướng lão quận vương đưa ra muốn cưới này nữ tử vì thế tử phi. Nghe đến đó Nguyên Diệu Nghi đã có thể nghĩ đến kế tiếp chuyện xưa, thế gia huân quý trưởng tử cùng xuất thân hàng vi bà vú nữ nhi, năm đó lão an bình quận vương là tuyệt không sẽ đáp ứng. Trương Chiêu kế tiếp lời nói quả nhiên cũng ứng chứng Nguyên Diệu Nghi phỏng đoán. An Bình quận vương cha mẹ cơ hồ là giận tím mặt, bọn họ tự nhiên sẽ không cảm thấy chính mình nhi tử có vấn đề, ngược lại cảm thấy là nữ tử này dụ dỗ thế tử, lão quận vương phi lúc ấy liền phải đem nàng đánh chết xong việc. Mà lúc ấy đúng là tình nùng an bình quận vương như thế nào chịu làm, mà hắn làm trưởng tử cùng đã định thế tử, ở trong phủ uy nghiêm chỉ ở sau lão an bình quận vương, có thể nghĩ này đối thân sinh phụ tử làm ầm ĩ lên trong phủ sẽ biến thành cái dạng gì. Có hiếu đạo quy chế, an bình quận vương tự nhiên là không thể đối phụ thân thế nào. Nhưng đồng dạng, lão quận vương cũng không có khả năng thật sự đem chính mình thân sinh nhi tử đánh chết. Phụ tử dằn co thật lâu sau, Mắt thấy việc này liền phải nháo đại, lão An Bình quận vương lui một bước. Hắn đồng ý nhi tử nên thú danh môn khuê nữ vì chính thê sau, có thể nạp này nữ tử làm thiếp thất. An Bình quận vương đối nữ tử này xác thật tình nùng đến vượt qua lão quận vương phu thê tưởng tượng, bởi vì cho dù là như thế này, An Bình quận vương như cũ không chịu. Hắn muốn chính là, cùng chính mình sở ái nữ tử nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Sự tình chuyển cơ xuất hiện ở đương nhiệm An Bình quận vương phi trên người, Tựa như An Bình quận vương đối tên này nữ tử yêu say đắm giống nhau, Trần Lưu thường thị đại phòng đích nữ, cũng yêu say đắm cái này đã từng gặp qua một mặt thế tử. Cho dù tại đây nữ tử sự nháo đến ồn ào huyên náo, trong kinh quý nữ đối ngay lúc đó An Bình thế tử tránh còn không kịp thời điểm, nàng nguyện ý gả tiếng An Bình quận vương phủ. Cái này làm cho lão quận vương vợ chồng quả thực vui mừng không xiết, cho nên cho dù An Bình thế tử bản nhân cực độ kháng cự, nhưng thừa dịp Trần Thị còn không có đổi ý là lúc lão quận vương trực tiếp hoàn thành hôn nghi sở cần một loạt sự tình. Nhưng ngưu không uống thủy là vô pháp cường ấn đầu, an bình quận vương cự tuyệt phương thức chính là, hắn căn bản không trở về vương phủ. Hắn ở bên ngoài trí cái tòa nhà, cùng nữ tử này giống dân gian bình thường nhất phu thê giống nhau, cuộc sống hàng ngày, sinh hoạt, mà Trần Thị nữ thậm chí tân hôn đêm khi cũng chưa gặp qua chính mình trượng phu. Nàng cũng có thế tử phi tên tuổi, lại chỉ có thể thủ to như vậy hoa lệ phủ đệ cô tịch độ nhật mà nguyên bản cảm thấy từ khi ra đời liền không quá quá khổ nhật tử nhi tử sớm hay muộn có một ngày sẽ thỏa hiệp về nhà lão quận vương vợ chồng lại nhìn nhi tử tự hồ thật sự tưởng từ bỏ hết thảy cùng người thương quá bình phàm nhật tử lúc sau hoàn toàn nóng nảy nói tới đây trương chiêu tạm dừng một chút nguyên diệu nghi lại đạm đạm cười nói cho nên lão quận vương phi suy nghĩ một cái hôn chiêu phải không trương chiêu gật gật đầu cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng lão quận Vương Phi nghe xong bên người một cái lão ma ma nói, cảm thấy chỉ cần diệt trừ cái này dụ dỗ nàng nhi tử hồ ly tinh, hết thảy liền sẽ bình định. Vì thế, ở mỗi một ngày, An Bình quận Vương giống thường lui tới giống nhau đẩy ra cái kia cùng người thương cộng trụ tiểu viện khi, nhìn đến không phải ý cười ngâm ngâm chào đón thê tử, mà là nằm ở trong viện một khối lạnh băng thi thể. Trương Chiêu lời nói ở đây còn bổ sung một câu, nàng kia chết thời điểm, đã có 7 tháng có thai vẫn luôn ở bên cạnh im miệng không nói không nói thôi ma ma đều nhịn không được nói, lão quận vương phi này cử thật sự là vi phạm lẽ trời, huống hồ việc này vừa ra, chẳng phải là đem nhi tử đẩy đến xa hơn. Nói xong liền nhìn Nguyên Diệu Nghi liếc mắt một cái cúi đầu nói, nô tỳ đi quá giới hạn. Nguyên Diệu Nghi đạm cười lắc đầu, nàng cũng không để ý việc này. Mà Trương Chiêu tắt tiếp theo đi xuống nói, lão quận vương biết được việc này lúc sau, khí cái ngã ngửa, thẳng mắng lão vương phi là lão hồ đồ. Kỳ thật biết được nàng kia có thai lúc sau lão Vương Phi, cũng có chút chột dạ, chỉ là khi đó nói cái gì đều đã không còn kịp rồi. Nhưng Nguyên tưởng rằng muốn đại náo đặt nháo nhi tử, lại trầm mặt mà về tới trong nhà, còn cùng bọn họ nói, ngày xưa là hắn mê tâm hồn, sau này sẽ cùng thường thị cùng nhau hảo hảo mà sinh hoạt. Lão quận vương vợ chồng bắt đầu cũng thực hoài nghi, nhưng nhìn nhi tử xác thật một sửa phía trước bộ dáng, cùng thường thị phu thê tình thâm lên, thả thường thị năm thứ hai liền có thai sau, liền cũng dần dần buông xuống cảnh giác cảm thấy có lẽ thật là hắn phía trước nhất thời hồ đồ, cái nào người thiếu niên không có lỗ mãn xúc động thời điểm. Chuyện sau đó liền liền đều là kinh đô mọi người biết được bộ dáng, quận vương cùng thường thị phu thê hòa thuận, vưu ái thường thị sở ra chi nữ, cũng chính là hiện giờ lâm an bá phu nhân. Nguyên Diệu nghi lại nhướng mày nói, đại nhân nói cũng không có nói xong đi. Hiện giờ an bình thế tử, là năm đó vị kia nữ tử di hạ hài tử đi. Dân gian tố có bảy sống tám không sống cách nói, Lão quận vương phi nghĩ đến vì thể diện cũng dùng chính là bí dược trí vị kia nữ tử thân chết, loại này bí dược phát tác lên rất chậm, ái tử tình thâm dưới đem hài tử sinh hạ tới cũng chưa biết được. Trương Chiêu vỗ tay cười nói, nhị nương tử quả nhiên thông tuệ, an bình quận vương đem hài tử dưỡng ở bên ngoài, thường thị đứa bé đầu tiên chết non lúc sau, hắn liền đem kia hài tử mang vào trong phủ, nhớ làm thường thị hài tử, mà khi đó lão quận vương vợ chồng đã qua đời, việc này biết đến người đã thiếu càng thêm thiếu. Tả Hữu đều là con hắn diện mạo tự nhiên là không sai biệt lắm, thả thường thị hài tử sinh ra thể nhược, đó là thân thích cũng không nhiều lắm thấy. Chỉ kém một tuổi hài tử, người khác có thể nhìn ra không nhiều lắm, dù có nghi hoặc, chỉ cần cảm kích giả không nói, cũng liền như vậy mơ hồ đi qua. Nguyên Diệu nghi nhìn thôi ma ma muốn nói lại thôi bộ dáng nói, ma ma muốn nói cái gì liền nói đi, nơi này không có người ngoài. Thôi ma ma liền do dự nói, kia An Bình quận Vương Phi cũng chịu. Chính mình phu quân cùng nữ nhân khác sinh hạ hài tử, về sau muốn nàng đãi như thân tử, thả nữ nhân này đã từng vẫn là trượng phu trong lòng chí ái, này đến có bao nhiêu rộng lớn trí tuệ mới có thể làm được. Nguyên Diệu Nghi lại nhẹ nhàng cười nói, kia tự nhiên là bởi vì, An Bình quận Vương Phi cũng chột dạ không thôi a, à. mama ma ma cho rằng, cái kia góp lời làm lão quận Vương Phi diệt trừ tên kia nữ tử lão ma ma, là ai người đâu. Chương 67 Nguyên Diệu Nghi nói lời này thời điểm, trong giọng nói mang theo 12 vạn phần chắc chắn, nhưng thật ra thôi ma ma đầy mặt khiếp sợ một bên trương chiêu gật gật đầu, khẳng định nguyên diệu nghi cách nói, quận vương phi tuy rằng đối việc này vẫn luôn lòng mang ấy nấy, nhưng nàng cho rằng quận vương cũng không cảm kích. Nàng rốt cuộc vẫn luôn tâm duyệt trượng phu, hơn nữa khi đó lại vừa lúc gặp thất tử chi đau, cho nên đương quận vương đưa ra muốn đem đứa nhỏ này ôm. Trở về, ghi dưới danh nghĩa của nàng thời điểm, quận vương phi không có phản đối. Tóm lại khi đó hài tử còn nhỏ, lại không nhận người, chỉ cần không nói, đứa nhỏ này tương lai giống nhau sẽ đem nàng đương thân sinh mẫu thân đối đãi. Quan trọng nhất chính là, khi đó quận vương đãi nàng thật sự thập phần săn sóc, tựa như nàng hôn trước sở thiết tưởng quá như vậy. Nàng sợ cự tuyệt trượng phu lúc sau, sẽ mất đi trượng phu tâm, cho nên nhiều mặt suy xét dưới, quận vương phi cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi. Nhật tử như vậy từng ngày quá khứ, hài tử cũng tự ôm vào trong ngực đến bi bô tập nói, hắn lần đầu tiên mở miệng kêu quận vương phi mẫu thân thời điểm, quận Vương Phi trong lòng cũng giống nhau có điều xúc động. Lại qua mấy năm, quận Vương Phi lại lần nữa lại có thai. Nàng sợ lần này lại dẫm lên vết xe đổ, cho nên không chỉ có tìm y lệnh, còn tìm cái đại sư đến xem trong nhà phong thủy có thể hay không với hài tử có ngại. Kết quả này đại sư ở Vương Phủ nhìn một vòng nói quận Vương Phi mệnh trung không con, nhưng thật ra trưởng tử nhìn mệnh có huynh đệ tỷ muội cho nên nàng mới có thể lại có thai. Đó là cái này lời tiên tri, làm quận Vương Phi đối trưởng tử càng thêm dụng tâm sau lại quận vương phi sinh hạ một tử, mấy năm lúc sau lại sinh hạ một nữ, cùng năm đó lời tiên tri vừa lúc tương hợp. Khi đó chính phùng quận vương phủ muốn xác lập thế tử, cũng là bởi vì cái này duyên cớ, an bình quận vương thuận lợi làm trưởng tử kế tục tước vị. Nhiều năm như vậy xuống dưới, quận vương yêu thương ấu nữ, thế tử nhiều mặt chiếu cố phía dưới một đôi đệ muội hảo một cái hòa thuận vui vẻ toàn gia. Phản phất năm đó vì một cái xuất thân hèn mọn nữ tử, gần như cùng trong nhà quyết liệt an bình quận vương, thật sự chỉ là nhất thời niên thiếu kinh cùng mà thôi. Mà nghe xong An Bình quận Vương Phủ năm đó chuyện của năm xưa nguyên diệu nghi nhưng vẫn như suy tư gì, nàng giờ phút này trong lòng phỏng đoán càng thêm rõ ràng, hơn nữa nàng giờ phút này cũng minh bạch vì sao huynh trưởng sẽ đột nhiên bị thiên tử từ nhuận châu điều hướng ký châu. Trương Chiêu nói xong việc này lúc sau hỏi Nguyên Diệu Nghi, nhị nương tử đột nhiên hỏi An Bình quận Vương Phủ, chính là bởi vì thứ tư nương tử. Nguyên Diệu Nghi lắc lắc đầu, nàng có gì đáng giá để ý địa phương. Kỳ thật từ ta huynh trưởng đột nhiên điều nhiệm ký châu, lại kim nhiệm thị lệnh thời điểm, ta liền mơ hồ có chút nghi hoặc. Nguyên lệnh hành điều nhiệm ký châu phía trước, vừa mới từ thanh châu điều hướng nhuận châu, nếu vô chuyện quan trọng, thiên tử sẽ không đột nhiên lại hành điều động. Lục sự tòng quân chức, tuy rằng chức quan không cao, nhưng tác dụng không nhỏ, liền giống như triều đình ngự sử đài giống nhau, giám sát bổn châu quan viên. Chu Yểu đột nhiên nói lên, An Bình Thế Tử từ Ký Châu bị Thiên Tử điều hướng Thâm Châu, trong lòng ta đối việc này lại có cái phỏng đoán nguyên diệu nghi không nhanh không chậm nói lên trong lòng giờ phút này đã sâu lên ý tưởng nàng uống ngụm trà mới nói tiếp ta nguyên bản vẫn luôn đối an bình quận vương vì sao từ như vậy nhiều người trung chọn lâm an bá tới làm con rể chuyện này có điều nghi hoặc nhưng lại đột nhiên nhớ tới lâm an bá mẫu thân trước lâm an bá phu nhân nhà mẹ để liền ở ký châu không chỉ có ở ký châu hơn nữa vẫn là địa phương hào tộc cho nên Lâm An Bá mới có thể nghĩ mọi cách đem thế tử lộng tới ký châu đi xuất sĩ. Mà này phỏng chừng cũng là Lâm An Bá duy nhất thắng qua An Bình quận Vương Phủ địa phương, rốt cuộc đại yến lập triều phía trước, lão Lâm An Bá phu nhân gia liền ở địa phương số được với hào. Mà An Bình quận Vương Phủ cùng Vinh An Hầu Phủ giống nhau, đều là thảo căn lập nghiệp, đi theo thái tổ mới có hôm nay gia nghiệp, nếu luận căn cơ, tất nhiên là so ra kém Lâm An Bá bền chắc. Quận Vương Phi cùng Lâm An Bá phu nhân, mẹ con giống nhau tính thích hào hoa xa xỉ, liên quan thứ tư nương tử ăn mặc chi phí đều phải chọn tốt nhất tới. Xem Quỳnh Hoa Yến ngày ấy thứ tư nương tử trang điểm liền biết, kia một thân vân cẩm liền không dưới trăm kim chi đếm. An Bình quận Vương Phủ tùy đại yến giống nhau, lập triều bất quá tam đại, phía dưới lại không ngừng lâm an bá phu nhân một cái hài tử, có thể trợ cấp tự nhiên hữu hạn. Trần Lưu thường thị nhưng thật ra phú quý, năm đó của hồi môn cũng không ít, nhưng tóm lại sẽ không lại trợ cấp xuất giá nữ, kia của hồi môn có thể cung các nàng xa xỉ đến bao lâu. Lâm An Bá càng là mãn phủ cơ thiếp cùng thứ tử thứ nữ, Nguyên Diệu nghi nhàng nhạt nói. Cho nên ta vẫn luôn suy nghĩ, An Bình Quận Vương phủ cùng Lâm An Bá phủ tiền là từ đâu nhi tới. Đặc biệt là Thiên Tử làm tiểu hầu gia âm thầm chỉ huy điều hành ký châu thời điểm, ta liền càng khẳng định ý nghĩ trong lòng. Khi đó là An Bình Quận Vương cùng Lâm An Bá ở ký châu lén làm chút không thể cho ai biết giao dịch. Biên Thị tuy rằng là tỉnh nguyên đế đang cơ lúc sau mới chậm rãi phục lập nhưng kỳ thật biên quan này mấy cái châu, bọn quan viên trộm cấp thương nhân phương tiện, làm cho bọn họ lén buôn bán chút lá trà tơ lụa linh tinh, cũng là chuyện thường. Việc này đề cập quan viên đông đảo, mà biên quan chư châu điều kiện xác thật hữu hạn, thiên tử cũng biết việc này. Chỉ cần không phải quá phận, thiên tử cũng liền mở một con mắt, nhắm một con mắt. Mà thiên tử trước đem lâm an bá thế tử điều hướng thâm châu, lại làm ngọc phụng thư phụ thân đỉnh rớt lâm an bá đã sớm đi hảo quan hệ thái thường thiếu khanh vị trí, cảnh cáo chi ý đã phi thường nồng hậu lâm an bá ở biên quan làm nhất định không phải giống nhau giao dịch tiêu vân việc phụng mệnh âm thầm chỉ huy điều hành ký châu sau nguyên diệu nghi đối việc này phỏng đoán liền lại mở rộng ba phần nói đến chỗ này nguyên diệu nghi khóe môi một câu nói nếu đều là suy đoán kia không ngại liền hướng lớn một chút phương hướng đi đoán trước chút thời gian tiểu hầu gia cùng ta nói thảo nguyên thượng tân xuất hiện một bộ tộc thay thế nhu nhiên vị trí liên hợp chư hồ không bao lâu thiên tử lại đột nhiên làm ra cảnh cáo chu gia đủ loại cử động như vậy ta đoán an bình quận vương cùng lâm an bá có phải hay không lén hướng thảo nguyên thua đồng nguyên diệu nghi nói lời này thời điểm ngữ khí bình đạm giống đang nói hôm nay thời tiết như thế nào nhưng nói ra nói lại không phải là nhỏ tự đại yến lập triều tới nay biên quan liền không có thái bình quá mấy khởi chiến hỏa cho nên vì phòng ngừa quan ngoại chư hồ phát triển an toàn tiện đà tiến thêm một bước uy hiếp đại yến biên quan thái tổ liền có minh chỉ hướng thảo nguyên thua đồng giả, tru chính tộc. Nếu việc này nguyên diệu nghi suy đoán không sai, kia vụ án này nhưng không so khoảng thời gian trước gian nam đạo một chuyện nhẹ nhiều ít. Thậm chí từ nào đó trình độ đi lên nói, việc này cung cấp với phản quốc, đó là an bình quận vương có thái tổ ngự tứ đang thư thiết khoáng, cả nhà trên dưới đầu, phỏng chừng cũng không giữ được. Trương Chiêu nhìn Nguyên Diệu Nghi trong mắt tràn đầy thưởng thức, phía trước thẩm tôn an khi, hắn còn chỉ là cảm thấy Nguyên Diệu Nghi thông tuệ, hành sự rất có thủ đoạn thôi. Nhưng là loại này thông tuệ cùng thủ đoạn, hắn vẫn luôn cảm thấy giới hạn trong nội trạch sự vật bên trong. Trước cuộc tôn an là cái đồ nhu nhược, thẩm hắn đều không cần phí cái gì đầu óc. Nhưng hôm nay Nguyên Diệu Nghi có thể thông qua như vậy thưa thất thả vụn vặt sự tình, đẩy ra như vậy kết quả, này liền làm hắn thập phần bội phục. Chương 68 Phía trước Trương Chiêu còn nghĩ tới, đó là tiêu vân việc người như vậy, cũng khó thoát anh hùng khó qua ải mỹ nhân như vậy định luật. Hiện tại xem ra nhưng thật ra hắn nông cạn nhà mình hầu gia đó là tuệ nhãn như đuốc, trước một bước nhìn đến nhân gia tiểu nương tử chỗ hơn người. Nếu Nguyên Diệu Nghi không phải vinh an hầu phủ tiểu nương tử, không phải tiêu vân việc người trong lòng nói, nghe xong Nguyên Diệu Nghi vừa mới suy đoán, Trương Chiêu nhất định sẽ nghĩ mọi cách đem người mời chào đến chính mình dưới trướng tới. Trương Chiêu chấp tay nói, nhị nương tử thông tuệ, thế nhưng có thể từ như vậy điểm vụn vặt manh mối đua xảy ra chuyện đại bộ phận bộ dạng, tại hạ bội phục. Này đó là gián tiếp khẳng định Nguyên Diệu Nghi vừa mới cách nói. An Bình Quận Vương cùng Lâm An Bá thật sự ở lén hướng Thảo Nguyên thu đồng. Một bên thôi ma đã bị kinh có chút nói không ra lời, nhưng nàng trong lòng vẫn là có điểm nghi vấn. Khi cô nương vì sao phải vấn An Bình Quận Vương phủ nhiều năm trước kia cọc chuyện xưa? Khi đó là bởi vì trong lòng ta còn có một khác cọc sự yêu cầu mượn này tới chứng thực. Nguyên Diệu nghi hơi hơi mỉm cười. Mama ngươi nói An Bình Quận Vương tính tình như là đã xảy ra kia sự kiện lúc sau, còn có thể dường như không có việc gì về nhà cùng Quận Vương phi sinh hoạt người sao? hắn nếu là người như vậy bắt đầu liền sẽ không nháo đến gần như cùng cha mẹ quyết liệt trình độ cho nên nay từ đầu thời điểm lão quận vương vợ chồng cũng là đối nhi tử tràn ngập hoài nghi cùng xem kỹ chỉ là an bình quận vương trang thật tốt quá trang đến không chỉ là lão quận vương vợ chồng cùng quận vương phi thậm chí không ít người ngoài đều tin rốt cuộc một cái đã chết đi người muốn như thế nào cùng tồn tại ôn hương ngoãn ngọc tới tranh đâu huống chi một người nếu là nếu là trang thật sự có thể trang cho tới bây giờ nhật tử đều đã bình an trôi chảy, con cháu mãn đường thời điểm sau. Cho nên đại đa số người đều cảm thấy, an bình quận vương đối quá vãn sự sớm đã tiêu tan, nhưng nguyên diệu nghi lại cảm thấy sẽ không. Hận, từ trước đến nay là một loại so ái càng dài lâu đồ vật. Đương còn niên thiếu an bình quận vương giống như thường lui tới như vậy đẩy ra gia môn thời điểm, thấy lại là người thương thi thể khi, trong nháy mắt kia tức giận cùng thù hận tuyệt đối đủ để đem hắn cả người đều thiêu đốt hầu như không còn, từ nay về sau mấy chục năm, hắn đều có thể dựa vào như vậy lạnh băng hận ý giả bộ như bây giờ cả nhà Mỹ mãn bộ dáng. Nguyên Diệu Nghi thanh âm nhẹ nhàng, nếu ta không đoán sai nói, đem quận Vương Phi sở sinh ái nữ gả cho Lâm An Bá, không chỉ có là vì cùng ký châu bên kia quan hệ đắc thượng tuyến, mà là, đây cũng là An Bình quận Vương trả thù chung một vòng mà thôi. Bởi vì An Bình quận Vương nhất định đã sớm biết, lúc trước hại chết người yêu thương sự trung có quận Vương Phi bút tích, cho nên cho dù Lâm An Bá phu nhân cũng là hắn hài tử, nhưng ở trong mắt hắn xem ra kia đều không quan trọng an bình quận vương không chỉ có hận quận vương phi cũng đồng dạng hận phụ mẫu của chính mình thậm chí hận toàn bộ an bình quận vương phủ nếu hắn không phải sinh ra tôn quý mà là một cái bình dân bá tánh có lẽ hắn còn có cùng người thương bên nhau đến lão cơ hội là cái này lạnh băng vương phủ cùng cái gọi là thể diện phú quý hủy diệt rồi cơ hội này khi hắn liền phải thân thủ hủy diệt lão quận vương vợ chồng nhất coi trọng vương phủ tương lai còn có điều gọi phú quý cùng vinh quang. Cho nên hắn trừ bỏ muốn cho quận vương phi chịu trùy tâm chi đau, an bình quận vương còn tưởng hủy diệt toàn bộ vương phủ, làm thế gian này hết thảy cùng vương phủ có quan hệ đồ vật tất cả đều biến mất. Hướng thảo nguyên thua đồng, không phải vì cuồng cuộn không ngừng ngập trời phú quý, hoàn toàn tương phản chính là, này hết thảy động cơ liền bắt đầu từ an bình quận vương hận ý. Việc này một khi chứng thực, tất nhiên muốn ở trong triều nhất lên sóng to gió lớn. Đâu chỉ là tru chính tộc, An Bình quận Vương Phủ Tam Đại Thanh Danh, thậm chí đời sau Thanh Danh tất cả đều sẽ bị hủy diệt. Chỉ cần nhắc tới bọn họ, đó là mọi người đòi đánh phản quốc tạc tử, này đó là An Bình quận Vương muốn được đến kết quả. Mà Lâm An Bá, bất quá là bởi vì có thể làm hắn cùng ký châu đáp thượng quan hệ lựa chọn thôi. Cho nên hắn không để bụng Lâm An Bá ở trong triều ngồi vào cái gì vị trí, chu yếu lại sẽ gả cho cái dạng gì người. Bởi vì tại đây kế hoạch định ra thời điểm, bọn họ liền đều là người sắp chết buồn cười chu yểu còn nhìn không thấu này trong đó rắc rối phức tạp khớp xương, dương dương tự đắc với ông ngoại đối nàng sủng ái. Trên thực tế, chỉ cần là trên người chảy thường thị huyết mạch người, an bình quận vương hận đều không kịp, chỗ nào tới sủng ái. Chỉ cần có thể đạt tới mục đích, có thể làm hắn cùng biên quan vô luận cái nào châu đáp thượng quan hệ. An bình quận vương không sao cả quận vương phi nữ nhi gả cho Lâm An Bá vẫn là cái gì những người khác. Nếu lúc ấy không phải Lâm An Bá cũng có cầu thú chi ý, An Bình quận vương thậm chí nghĩ tới đem nữ nhi gả cho thương nhân, chỉ là như vậy gặp qua sớm bại lộ mục đích của hắn, hắn lúc này mới từ bỏ cái này ý tưởng. Bất quá! Nguyên Diệu nghi chuyện vừa chuyển, ta đoán, tiểu hầu gia đi không phải ký châu, mà là An Bình quận vương nơi đoan châu đi. Rốt cuộc, chu yểu là ngốc tử, Lâm An Bá cũng không phải là. Hắn làm sao mà biết hắn làm chính là sẽ đem toàn tộc đều đưa lên hoàng tuyền mua bán, chỉ là này trong đó 8 ngày phú quý thật sự làm người động tâm. Bất quá ở thiên tử như vậy rõ ràng cảnh cáo chi ý hạ, Chu gia còn không có động tĩnh, kia liền chỉ có thể là An Bình quận vương trả lại cho Chu gia cái khác hứa hẹn. Nếu thật là làm thua đồng mua bán, kia được đến phú quý chỉ sợ mấy thế hệ rơi, đều hoa bất tận. An Bình quận vương có lẽ sẽ hận mọi người, nhưng chỉ có một người sẽ là hắn khuynh tẩn toàn lực cũng tưởng giữ được. Thôi ma ma nghe được nơi này thử hỏi, An Bình thế tử. Nguyên Diệu nghi gật gật đầu, những người khác có lẽ An Bình quận vương không thèm để ý, nhưng người thương lưu tại trên thế giới này duy nhất huyết mạch, An Bình quận vương tất nhiên sẽ tưởng hết mọi thứ biện pháp giữ được. Cho nên Nguyên Diệu nghi suy đoán, An Bình quận vương mượn bệnh tránh ở Đoan Châu nhiều năm như vậy, tất nhiên còn có hậu tay. Nhiều như vậy tiền, đó là ở Đoan Châu dưỡng nhiều ít tử sĩ đều đủ rồi. Lâm An Bá tất nhiên cho rằng, này đó tử sĩ có có thể đem hắn bảo ra kinh thành, đến quan ngoại người. Rốt cuộc, hắn cưới là An Bình quận vương sủng ái nhất nữ nhi a đây cũng là an bình quận vương nhiều năm như vậy, tại thế nhân trước mặt làm ra sủng ái ấu nữ cùng ngoại tôn nữ biểu hiện giả dối trong đó một cái mục đích. Ít nhất làm Lâm An bá tin tưởng không nghi ngờ, nếu có một ngày sự việc đã bại lộ, hắn sẽ dùng hết toàn lực giữ được chu gia người tánh mạng. Đáng tiếc, dựa theo nguyên diệu nghi suy đoán, an bình quận vương chính mình đều không tính toán tồn tại. Này bộ phận tử sĩ tất nhiên thiếu mà tinh nhuệ, phỏng chừng vừa chỉ đủ giữ được an bình thế tử tánh mạng. Trương Chiêu ở nghe được nàng nói Tiêu Vân Việt không phải đi ký châu mà là đi đoan châu thời điểm, thần kinh liền căng thẳng, hắn nhìn Nguyên Diệu nghi nhàn nhạt bộ dáng, liền tưởng thế nhà mình hầu gia giải thích hai câu. Nhị nương tử, tiểu hầu gia hẳn là cũng không phải cố ý gạt ngài, chỉ là này, sự tình quan cơ mật, cái kia. Trương Chiêu có chút nói không được nữa. Nguyên Diệu nghi bật cười nói, đại nhân nghĩ đến đâu nhi đi, tiểu hầu gia không thể nói, tự nhiên có hắn không thể nói nguyên do ở trong đó, Ta như thế nào sẽ vì cái này cùng hắn sinh khí." Nàng nói đến chỗ này nhẹ giọng nói, "Ta chỉ là có chút lo lắng thôi." Chương 69. Nếu Nguyên Diệu Nghi suy đoán không có làm lỗi, An Bình quận vương ở Đoan Châu nuôi dưỡng tử sĩ, kia phụng mệnh tiến đến điều tra việc này Tiêu Vân Việc hẳn là nguy cơ thật mạnh. Trước cuộc An Bình quận vương ở Đoan Châu dưỡng bệnh nhiều năm, nói một câu Đoan Châu là người ta địa bàn cũng hoàn toàn không quá mức, Tiêu Vân Việc chuyến này lại là bí mật hành sự, nếu có cái vạn nhất Trương Chiêu thấy nàng mới vừa rồi nhắc tới trong triều Việt còn có thể đỉnh đạt mà nói, nhưng nói lên tiêu vân Việt an nguy khi rồi lại rõ ràng mà lộ ra lo lắng chi sắc, không cấm có chút buồn cười. Nhị nương tử cũng không cần lo lắng, tuy nói hầu gia chuyến này là bí mật hành sự, nhưng thánh thượng cũng cho hắn tùy cơ ứng biến chi quyền. Tiêu vân Việt này đi đoan châu tuy là âm thầm chỉ huy điều hành, nhưng cung cấp vì thế thế thiên tử không sai địa phương. Có tùy cơ ứng biến, tiền trảm hậu tấu chi quyền huống hồ tiêu vân việc thế thiên tử làm việc cũng không phải một lần hai lần, hắn tuy rằng ở nguyên diệu nghi trước mặt luôn là có chút ngay thẳng, nhưng ở người ngoài trước mặt đã có thể nói không chừng. Kỳ thật nguyên diệu nghi chính mình cũng rõ. Ràng, tiêu vân việc từ khi non nớt linh khởi liền ở biên cương lăng lê bò lết. Nếu thật là cái gì hữu dũng vô mưu người, cũng không có khả năng ở còn chưa cập quan thời điểm liền lập hạ không thế chiến công. Có biết về biết, rốt cuộc vẫn là có nguy hiểm, nguyên diệu nghi khó tránh khỏi quan tâm sẽ bị loạn trương chiêu hiện tại đối cái này tương lai chủ mẫu trong lòng vẫn là bội phục biết nguyên diệu nghi cũng là quan tâm người trong lòng thôi chỉ là hắn không giống nam quan như vậy trầm mặc ít lời thấy thế nhịn không được trêu chọc một câu chuyện này hầu gia nếu là làm tốt hơn nữa phía trước giang nam đạo một án hầu gia tước vị chỉ sợ lại muốn thăng lên một thăng thành gia cầu hôn khi đối mặt nhạc gia cũng hảo càng có tự tin chút nguyên diệu nghi biết trương chiêu là biết tiêu vân việt cùng nàng quan hệ tiêu vân việt vẫn luôn chưa nói quá cầu hôn việt ước chừng cũng là tưởng chờ nàng cập kê lễ lúc sau, lại hoặc là tưởng chờ Nguyên Diệu Nghi cùng hắn cảm tình càng củng cố một ít khi lại nói. Khi Trương Chiêu trong miệng nói nhạt gia, tự nhiên chính là chỉ nhà nàng. Nghĩ đến đây, Nguyên Diệu Nghi trên mặt lại có chút thẹn thùng. Nàng tuy nhiều sống một đời, tính cách cũng so giống nhau tiểu nương tử tới nói thành thục ổn trọng rất nhiều, nhưng nhắc tới nàng cùng Tiêu Vân việc một chuyện, nàng vẫn là không khỏi có chút ngượng ngùng. Nhưng nàng là cái hào phóng tính cách, tuy có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn là nghiêm túc cùng Trương Chiêu nói lời cảm tạ, hôm nay việc đa tạ đại nhân. Nếu không phải từ Trương Chiêu nơi này nghe được An Bình quận vương phủ chuyện cũ năm xưa, rất nhiều sự nguyên diệu nghi là ra không ra, tự nhiên này kết luận liền phải có nhiều hơn không xác định. Trương Chiêu cũng là chuyển biến tốt liền thu, tiểu nương tử rốt cuộc da mặt mỏng, vạn nhất cho nhân gia thật chọc nóng nảy, quay đầu lại chờ Tiêu Vân Việt đã trở lại lại cáo thượng một trạng, nhưng không có hắn hảo quả tử ăn. Nhị nương tử không cần khách khí, ta cũng là phụng tiểu hầu gia mệnh lệnh trương chiêu mỉm cười nói ngài còn có việc nói chỉ lo phân phó đó là lại nói tiếp nguyên diệu nghi thật là có một chuyện cùng liễu thù đường chuyện đó có quan hệ nàng cùng tiêu vân việt từ chùa tích vân rời khỏi sau tiêu vân việt vẫn luôn có phái nhân thủ âm thầm nhìn chằm chằm chùa tích vân trước đó vài ngày nàng thả ra đi nhị tần gia người đã ra đến không sai biệt lắm cái kia bị nàng âm thầm khống chế ở trong kinh thành lâm đại sư tần gia người cũng cùng hắn tiếp thượng đầu người này hàng năm ở kinh thành cấp gia đình giàu có xem phong thủy có hay không thật bản lĩnh đảo còn hay nói nhưng phi thường yêu tiền từ trong miệng hắn muốn ra liễu thù đường cùng hắn cấu kết thiết bộ việc này cũng không khó chỉ cần bản giá khai đến thích hợp liền hành nguyên diệu nghi tin tưởng tần gia người hỏi ra tới chỉ là vấn đề thời gian mà thôi nếu bọn họ đã tìm được rồi lâm đại sư kia chùa tích vân bên kia liền có thể động nhất động chỉ là việc này nguyên diệu nghi tốt nhất vẫn là không cần ra mặt thỉnh trương chiêu nghĩ cách đi tìm cái thân thiệp trong đó nữ tử ra mặt chỉ chứng nhất thích hợp trương chiêu cũng là người thông minh nguyên diệu nghi nói mới nói một nửa hắn liền minh bạch nguyên diệu nghi ngụ ý tìm cái thích hợp người ra tới chỉ chứng chùa tích vân việc này đối người khác tới nói có lẽ có chút khó khăn nhưng đối trương chiêu tới nói lại không khó cho nên hắn miệng đầy đáp ứng rồi xuống dưới xong xuôi mọi việc nguyên diệu nghi cùng thôi ma ma một đạo ngồi xe ngựa hồi vinh an hầu phủ thôi ma ma hôm nay trong vòng đã chịu kinh hách nhưng không tính tiểu. Nàng thấy Nguyên Diệu Nghi ở trên xe ngựa phản phất còn đang suy nghĩ sự tình, liền mở miệng hỏi nói, cô nương, cái kia tôn y lệnh hành tung, chúng ta muốn hay không cũng tiết lộ cho tần gia. Còn đang suy nghĩ đợi lát nữa muốn viết cấp nguyên lệnh hành tinh nên viết như thế nào Nguyên Diệu Nghi, nghe xong lời này lắc lắc đầu nói, không cần, đây là có thể đóng đinh liễu thù đường quan trọng chứng cứ chi nhất, cần phải muốn chặt chẽ mà niết ở chính chúng ta trên tay mới được liễu thù đường một chuyện ở nguyên diệu nghi xem ra đã thành kết cục đã định chỉ cần nàng tiểu tâm làm tốt trong kế hoạch mỗi một bước không cần xảy ra sự cố đó là huống hồ tôn an còn biết nguyên phất duy không bao giờ có thể có hài tử bí mật nguyên diệu nghi là sẽ không làm hắn rơi xuống người khác trong tay đi khi chỗ tòa nhà cách vinh an hầu phủ không tính quá xa nguyên diệu nghi về đến nhà lúc sau đi trước thấy thái phu nhân nguyên phất duy tuy rằng ở trong nhà nhưng hắn cơ hồ có thể nói được thượng là không ra khỏi cửa bồi liễu thù đường nguyên diệu nghi cũng không có hứng thú đi gặp hắn bồi thái phu nhân nói một lát lời nói nguyên diệu nghi mới vừa trở lại chính mình trong viện liền thấy bạch chỉ đón đi lên bởi vì thái phu nhân gần nhất tưởng cấp nguyên lệnh hành nghị thân cho nên nguyên diệu nghi làm bạch chỉ nhiều chú ý một ít thái phu nhân bên kia ý đồ nhìn thần sắc của nàng tự hồ là nghe được cái gì nguyên diệu nghi nhìn bạch chỉ liếc mắt một cái liền làm nàng tiến vào nói ngươi là nói thái phu nhân muốn cùng trịnh gia nghị thân nguyên diệu nghi mới vừa ngồi xuống bạch chỉ liền đem nàng nghe được tin tức nói cho nguyên diệu nghi bạch chỉ gật gật đầu nhưng ta nghe nói trịnh gia bên kia nhưng thật ra còn ở do dự thả ma đâu nguyên diệu nghi cùng cao phu nhân tiếp xúc vài lần nàng có thể minh bạch cao phu nhân do dự nguyên nhân muốn nói trịnh quản này tiểu nương tử nguyên diệu nghi vẫn là rất thích nhưng nguyên lệnh hành thê tử tương lai đó là này vinh an hầu phủ một cái khác chủ nhân thế tử phu nhân thả lại là tông phụ trịnh quản tính tình đảo chưa chắc thích hợp. Cao phu nhân chỉ sợ cũng là đồng dạng ý tưởng, cảm thấy trịnh quản vẫn là làm thứ tức càng thích hợp một ít. Nhưng Vinh An Hầu Phủ tuy ra nguyên phất duy phía trước lạng sự, nhưng nguyên lệnh hành nhân phẩm vẫn là trong kinh người rõ như ban ngày. Thả hắn niên thiếu đầy hứa hẹn, tính tình ôn hòa, trịnh gia cùng bùi gia lại có quan hệ thông gia quan hệ, cao phu nhân lo lắng bỏ lỡ cái này, liền không có càng tốt, cho nên liền có chút do dự. Trừ cái này ra, còn có một nguyên nhân, chẳng qua kia cũng là nguyên diệu nghi suy đoán không nóng nảy huynh trưởng không trở về kinh việc hôn nhân này là định không dưới nguyên diệu nghi nói tiếp huống hồ trịnh gia cũng còn ở do dự việc này còn có đến kéo theo sau nguyên diệu nghi liền phân phó bạch chỉ tới cấp nàng mài mực hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện nàng muốn thư từ một phong đi hướng ký châu làm cho nguyên lệnh hành đối việc này có cái đại khái hiểu biết bạch chỉ nghe xong phân phó vội vàng đi thư phòng bố trí lên nguyên diệu nghi thở dài sự tình luôn là một cọc tiếp theo một cọc, nàng đến từng cái loát hảo mới là. Chương 70. Nguyên Diệu Nghi dùng chỉ có chính mình cùng huynh trưởng mới xem hiểu tiếng lóng, đem nàng đã phỏng đoán xong rồi chỉnh chuyện nói cho nguyên lệnh hành, nhắc nhở huynh trưởng muốn nhiều hơn chú ý. Tuy rằng Ký Châu không giống Đoan Châu như vậy hung hiểm, nhưng ai biết Lâm An bá mẫu tộc ở Ký Châu thế lực còn có bao nhiêu đại. Chẳng qua Ký Châu dù sao cũng là biên châu, mà Tỉnh Nguyên đế cũng không phải cái gì đối Triều Cục không có khống chế chi lực con rối hoàng đế. Biên cương chư châu lý, có thể đảm đương chức vị quan trọng, không phải hoàng đế tâm phúc, chính là đại yến đáng tin, cho nên ký châu thứ sử cũng là hoàng đế người. Như vậy vừa thấy, nguyên lệnh hành tình cảnh khẳng định là muốn so tiêu vân việc tốt hơn không ít. Nói xong an bình quận vương phủ cùng lâm an bá phủ sự, nguyên diệu nghi còn cố ý ở tin kết cục chỗ viết thượng thái phu nhân cố ý cùng trịnh gia kết thân. Còn có, ngọc đại nhân thăng quan, cử gia dời trở lại kinh thành. Tin viết hảo sau, nguyên diệu nghi dùng si phong, làm bạch chỉ tìm nàng danh nghĩa cửa hàng mau chóng phát hướng ký châu cần phải phải thân thủ giao cho nguyên lệnh hành trong tay mới là làm xong những việc này nguyên diệu nghi chỉ cảm thấy có chút đầu hôn não trướng ngày gần đây sự tình thật sự là quá nhiều đầu tiên là liễu thù đường sự tuy không cần nàng tự tay làm lấy nhưng nàng đến đem khống toàn bộ thế cục hướng đi hoặc cấp hoặc hoãn đều đến tiến hành rất nhỏ bố cục sau đó đó là an bình quận vương phủ chuyện này chỉ là ở trong lòng loát một lần cũng đủ hao tâm tổn sức. Huống chi, nàng trong lòng tóm lại vẫn là có chút lo lắng nguyên lệnh hành cùng Tiêu Vân việc tình cảnh. Như vậy một phen xuống dưới, tuy là nàng bảo dưỡng thích đáng, tinh lực cũng so người bình thường càng tốt chút, đã nhiều ngày cũng cảm thấy có chút ăn không tiêu. Nếu đặt ở kiếp trước khi, nàng lúc này liền đã bị bệnh. Người thường nói, tuệ cực tất thương. Nguyên Diệu nghi kiếp trước chính là suy nghĩ quá nhiều, quá háo tâm thần, cho nên dẫn tới nàng vẫn luôn bệnh tật ốm yếu cho dù đại mùa hè cũng là tay chân lạnh lẽo thôi ma ma vội xong rồi nội viện ngoại viện chuyện lớn chuyện nhỏ tiến vào thời điểm liền thấy nguyên diệu nghi chi cái tráng nửa dựa vào mỹ nhân trên sập thôi ma ma còn tưởng rằng nguyên diệu nghi quá mệt mỏi ngã vào mỹ nhân trên sập ngủ rồi liền nghĩ lấy thảm cho nàng cái một chút để tránh trứ phong hàng chỉ là nàng mới vừa một cầm thảm tới gần nguyên diệu nghi liền mở mắt ra hỏi làm sao vậy xảy ra chuyện gì ánh mắt thanh minh nửa điểm không giống ở nghỉ ngơi bộ dáng. Thôi ma ma thở dài, qua đi thế nguyên diệu nghi hủy đi trên đầu trâm cài, lại đem thảm cho nàng cái hảo thuyết nói, không có việc gì, cô nương hảo sinh sôi nghĩ một lát nghi đi. Ngài như vậy đi xuống, thân mình sẽ làm hỏng. Nguyên diệu nghi hướng thảm rụt rụt, nàng hôm nay là có chút mệt mỏi, thừa dịp hiện tại còn không có chuyện gì, nghỉ ngơi trong chốc lát cũng đúng. Để ngừa vạn nhất đợi lát nữa có việc, nàng tinh lực vô dụng, tâm lực liền theo không kịp thôi ma ma nhìn nàng nửa khuôn mặt đều súc ở thảm trung lộ ra nửa khuôn mặt còn có chút thiếu nữ nhỏ dài thái độ nguyên diệu nghi ngày thường trầm ổn đoan trang mọi việc nắm bộ dáng luôn là dễ dàng làm người xem nhẹ nàng tuổi tác nghĩ lại lên nàng bất quá cũng là cái còn chưa cập kê tiểu cô nương xem nguyên diệu nghi cơ hồ là nhắm mắt lại liền ngủ quá khứ bộ dáng thôi ma ma phóng nhẹ bước chân từ nội thất lui đi ra ngoài lại dặn dò bên ngoài hành tẩu bạch chỉ đông hạ đám người phóng nhẹ bước chân trong nhà châm năm nay tân chế thành tuyết trung xuân tinh hương hoàng, Nguyên Diệu Nghi liền tại đây sâu kính hương khí trung, một hơi nghĩ tới rồi lúc lên đèn. Có lẽ là ngủ đến có chút lâu rồi, tỉnh lại thời điểm đầu nhưng thật ra đã không đau. Nhưng Nguyên Diệu Nghi chợt trợn mắt thời điểm, trong lúc nhất thời có chút phân không rõ đêm nay là đêm nào. Chờ thôi ma ma nghe được nội thất động tỉnh tiếng vào thời điểm, Nguyên Diệu Nghi mới có chút phục hồi tinh thần lại. Tuy rằng đã tới rồi dùng bữa tối thời điểm, nhưng thôi ma ma vẫn là làm nàng trước dùng một trảng hạnh canh gừng mới truyền nhân bãi cơm hôm nay là ở chính mình trong viện dùng cơm nguyên diệu nghi liền lười đến lại đem tóc thúc khởi nhậm nó uống lượng đầy đất dùng xong bữa tối sau thôi ma ma bồi nàng ở trong sân đi rồi vài vòng cô nương ngày gần đây hẳn là không có việc gì đi ngài nhưng đến hảo hảo nghỉ ngơi nô tỳ xem ngày gần nhất hao gầy không ít ngày xuân ban đêm nhu phong từ từ nguyên diệu nghi lúc này đã khôi phục thường lui tới bộ dáng nàng nghe xong thôi ma ma nói cười lắc lắc đầu nói sẽ không chu yểu rốt cuộc ở trong nhà được sủng ái nhiều năm ta đoán không ra mấy ngày nàng liền phải có tân động tỉnh an bình quận vương tạm thời cũng muốn trấn an chu thị cho nên nguyên diệu nghi suy đoán có lẽ liền tại đây mấy ngày trong triều có lẽ sẽ có người mượn cớ buộc tội nguyên lệnh hành sự thật chứng minh nguyên diệu nghi nhạy bén cũng không có theo đi vào đại yến sau nhàn nhã nhật tử mà hạ thấp mà chu yểu kiên nhẫn tắt sau nguyên diệu nghi dự tính đến còn muốn thiếu một ít. Ngày thứ hai triệu hội mới vừa tán, nàng liền được đến ngự sử đài có người buộc tội nguyên lệnh hành tin tức. Bất quá xem kia tư thế, sấm to mưa nhỏ, thùng rỗng kêu to, đảo giống chỉ là muốn cho thiên tử đem nguyên lệnh hành điều ra ký châu. Nghe thôi ma ma cùng nàng nói tin tức này thời điểm, nguyên diệu nghi đang ở đùa nghịch nàng kia bồn âu yếm văn tâm lan. Tuy nói thôi ma ma có chút ngữ khí dùng dập, nhưng nguyên diệu nghi như cũ là một bộ không nhanh không chậm bộ dáng, không cần lo lắng, thiên tử đã điều huynh trưởng đi ký châu, đó là có ý nghĩ của chính mình. Tỉnh nguyên đế thủ đoạn cương ngạnh, mới vừa đăng cơ lúc ấy ngự sử đài cũng đã tả hữu không được thiên tử thánh ý, càng không nói đến là hiện tại. Bất quá, An Bình quận vương cùng Lâm An bá đảo chưa chắc là thật sự tưởng vạn ngã nguyên lệnh hành. Trước cuộc lục sự tổng quân vị trí lại không phải cái gì trong triều chức vị quan trọng, đi rồi một cái, thiên tử lại phái một cái người một nhà qua đi là được bọn họ càng như là muốn thông qua việc này, thử thiên tử thái độ. Nếu nói thiên tử đã phát giác bọn họ lén thua đồng cấp quan ngoại, nhưng xem này trong triều gió êm sóng lặng bộ dáng cũng không giống như là đã biết chuyện lớn như vậy lúc sau nên có bộ dáng. Nhưng nếu nói là thiên tử không hề sở ra, kia lại là vì chuyện gì muốn cảnh cáo chu gia đâu. Cho nên sẽ không có việc gì, thiên tử nhiều nhất là phạt chút bổng lộc làm làm bộ dáng cho người ta xem. Quả nhiên còn không có trong chốc lát, đằng trước liền thu được trịnh vân ngọc nhờ người mang đến tiểu tiên lo lắng bọn họ huynh muội tình thâm nguyên diệu nghi đã biết tin tức này lúc sau sốt ruột thượng hỏa trịnh vân ngọc liền ở tiểu tiên trung ám chỉ nguyên diệu nghi không cần sốt ruột việc này nguyên lệnh hành hẳn là cũng sớm có chuẩn bị bùi chiêu hiện tại đã là lại bộ thượng thư biết đến tin tức chỉ sợ so nguyên diệu nghi còn nhiều chẳng qua trịnh vân ngọc ở tiểu tiên trung không có nhiều lời chỉ là làm nàng đừng lo lắng thôi nguyên diệu nghi làm thôi ma ma đem này trương tiểu tiên thiêu hủy trong lòng càng thêm khẳng định thiên tử đã biết An Bình quận Vương Phủ cùng Lâm An Bá Phủ lén làm sự tình, từ điều nguyên lệnh hành đi ký châu liền đã là thiên tử ở bố cục. Nhưng Nguyên Diệu nghi minh bạch việc này, còn có người không rõ. Vừa qua khỏi buổi trưa, Nguyên Bản đang ở nội viện trung xử lý công việc vặt thôi ma ma đột nhiên vội vàng mà đi đến, cô nương, Ngọc Tiểu Nương tử tới, nhìn dáng vẻ tựa hồ còn có chút sốt ruột. Thôi ma ma mặt mang nghi hoặc, nhưng Nguyên Diệu nghi không cấm mỉm cười nói, phụng thư này tin tức cũng coi như là linh thông, thôi, làm nàng vào đi, ta biết nàng là vì chuyện gì. Chương 71 Ngọc Phụng Thư tiến vào thời điểm, Nguyên Diệu Nghi đã phao hảo trà đang đợi nàng. Nàng nâng chén ngón tay trắng nõn như ngọc, pha trà động tác cũng không nhanh không chậm. Trong nhà châm u hương, Nguyên Diệu Nghi nghe thấy Ngọc Phụng Thư tiến vào động tĩnh ngẩng đầu cười nói, ngươi đã đến rồi. Ta pha ngươi ái uống dương tiện đoàn trà. Ngọc Phụng Thư nguyên bản tới khi vội vàng, còn có chút khẩn trương nội tâm ở nhìn đến như vậy khí định thần nhàn nguyên diệu nghi lúc sau cũng thả lỏng xuống dưới nguyên diệu nghi ý bảo bạch chỉ cùng thôi ma ma các nàng trước tiên lui đi ra ngoài sau đó cấp ngọc phụng thư rót hảo trà mới hỏi nói làm sao vậy ngươi như vậy vội vã tới rồi nguyên diệu nghi này đó là có chút biết rõ cố hỏi nàng nếu không phải ở chính mình cảm tình thường đó là phi thường nhạy bén sớm tại lần trước quỳnh hoa yến khi nàng liền có chút nhận thấy được Ngọc Phụng Thư nhắc tới chính mình huynh trưởng thời điểm có chút mất tự nhiên ngữ khí. Ở Ngọc Gia còn không có dọn đi cung Tây phía trước, Nguyên lệnh hành cùng Ngọc Gia đi lại cũng coi như thường xuyên. Nếu lại nói tiếp, Nguyên lệnh hành cùng Ngọc Phụng Thư cũng coi như là có thanh mai trúc mã chi nghị. Chỉ là Nguyên Diệu Nghi không biết chính mình huynh trưởng trong lòng là cái gì ý tưởng, cho nên mới ở gửi đi ra ngoài tinh thượng viết việc này. Nàng hiểu biết Nguyên lệnh hành, như nhau Nguyên lệnh hành hiểu biết nàng giống nhau. Nếu huynh trưởng cũng đối Ngọc Phụng Thư cố ý, biết được việc này lúc sau tất nhiên sẽ có điều hành động. Ngươi nhiệt tỉnh đi lên ngẫm lại, lại cảm thấy chính mình như vậy hoảng vội vàng tới rồi không chút quan tâm sẽ bị loạn, mặt hạ liền không chút thẹn thùng. Du học trúc cũng là cái pháp mà người, ngươi chợt vừa nghe đến tin tức liền biết. Tỉnh nguyên đế bị buộc tội, nếu cùng chu yểu không quan, tới là cập thiếu tưởng liền vội vàng chạy tới, muốn hỏi một chút Ngọc Phu Nhân không có không chủ ý. Du học trúc một bên mở ra hộp đồ ăn cầm một khối ngọc lương cao ăn, một bên trạng nếu cố ý mà nói câu. Tuy nói gia đồng dạng là hiện, nhưng giá là trụ sở vương điện thượng chính mình tranh đua. Lại từng không ngọc phụng thư miệng vàng lời ngọc, nói chư hoàng tử ngoại ta nhất giống chính mình. Du học trúc tự nhiên cũng biết kia mạch nước ngầm phía trên trữ vị chi tranh, lúc ấy chỉ nhàn nhạt mà uống ngụm trà nói, xưa nay trữ vị chi tranh đều là như thế, bổn triều đã so sau so triều hư thiếu. Ngọc Phụng Thư so tiên đế hư liền phá hủy ở nơi này, không ta tại hạ đầu trấn, đế thượng người đó là dám quá mức, triều cục liền dù sao cũng phải tới nói còn xem như an ổn. Nhưng hiện giờ đông cung, tính tình hạ không chút, là như vậy giống như quân phụ. Mà trong triều rốt cuộc không ngọc phụng thư đàn áp, cho nên bên ngoài hạ nháo là ra cái gì việc nhỏ tới. Nhưng khi đấy nước thượng ám lưu dũng động, từ tỉnh nguyên 8 năm đuổi đi nhu nhiên phía trước liền có đình quá. Ngọc phu nhân vốn đang muốn đánh thú ngươi vài câu, nhưng xem nguyên diệu nghi gương mặt sinh vượng, ngón tay cũng là chỗ ở dạo chính mình bí tử bộ dáng, ngươi nhẫn là trụ cười, vẫn là thấy hư liền thu. Hàng vương điện thượng gia là hiện, sớm biểu lộ chính mình có không tranh quyền đoạt lợi chi tâm, chỉ nguyện say chết ôm nhu hương, đương cái phú quý nhàn vương. Chỉ là thấy ngọc phu nhân như vậy một bộ là khẩn là mau bộ dáng, liền đoán được việc này nguyên gia người trong, hoặc là nói ngọc phu nhân trong lòng sớm không chuẩn bị. Nếu thu hồi treo đồ chi tâm, ngọc phu nhân liền ôm thanh trấn an nói, hắn là vì hôm nay trong triều buộc tội một chuyện tới đi. Là quá kia bên ngoài hẳn là không có gì nguyên lệnh hành độc môn tuyệt kỹ, Ngọc Phu Nhân cũng làm thôi ma ma đã làm, nhưng tổng cũng làm là ra cái này hương vị tới. Nguyên Diệu Nghi gặp ngươi mặt hạ cũng có khác thường, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, mặt hạ đỏ ửng cũng dần dần đi vào trọng thanh nói, ngươi hôm nay nghe phụ thân cùng mẫu thân nói chuyện khi, đề ra như vậy một câu. Tuy nói du học trúc sớm lập thái tử, thái tử lại là chính cung hoàng trước sở ra, từ lễ pháp xuống dưới nói đã đích thả trường. Ngọc phụng thư thủ đoạn cương ngạnh, làm việc thiết huyết. Nhưng thái tử tính tình nghiêm khắc, là cái đoan chính quân tử, tuy có đi sai bước nhầm, nhưng người sao, tóm lại là càng chán ghét giống chính mình nhi tử một ít. Là tất lo lắng, vừa mới mở cũng để tin cho ngươi, làm ngươi chỉ lo an tâm, là là cái gì việc nhỏ. Nguyên bản du học trúc cũng còn chỉ là suy đoán, nhưng hiện tại xem Nguyên Diệu Nghi kia vừa nghe đến tin tức liền vội là điệt lại đây tìm ngươi bộ dáng điểm này suy đoán cũng biến thành 10 thành 10 nếu. Nếu là là hôm nay du học trúc nghe xong tỉnh nguyên đế bị buộc tội tin tức, hoảng vội vàng chạy tới, Ngọc Phu Nhân vẫn là biết khi nào có thể ăn xong kia một ngụm. Bùi tiểu nhân nhậm lại bộ thượng thư chức, nghĩ đến tin tức muốn so phụ thân ngươi linh thông đến thiếu, lúc ấy Trịnh Vân Ngọc đệ nói có việc, này hẳn là thật là vội vàng. Nguyên diệu nghi cho ngươi nói được gương mặt lại không chút phím hồng, chỉ là xem Ngọc Phu Nhân một bộ có tâm chi ngôn bộ dáng, liền lại cảm thấy là chính mình tưởng quá ít. Khi mau mau, trong triều trừ bỏ trung lập quan viên, tự hồ liền ẩn ẩn phân thành hai phái. Ngọc gia từ công tây phủ một hồi đến trong kinh, Ngọc tiểu nhân chính là là đến vội hạ hư một thời gian. Huống hồ so với ăn chơi đàn điếm, hào có tiết chế hàng vương tới nói, trước trạch an bình, ở trong triều làm việc đắc lực sở vương điện thượng tự nhiên muốn hư hạ hứa thiếu. Thất hoàng tử quá lớn còn ở đọc sách, thân vương đều còn có phong, tự nhiên là làm suy xét. Mà trước đều tới là cập thiếu thêm suy tư, liền hoảng vội hướng Vinh An Hầu phủ đuổi. Tấn Vương Điện Thượng cùng Thái tử Điện Thượng một mẹ đẻ ra, tình cảm thâm hậu, ngày sau Thái tử đăng cơ, ta thân phận hữu hình trung quý quá này ta thân vương. Ngọc Phụng Thư rốt cuộc lúc này còn chính trực tráng niên, nhìn dáng vẻ thân nhược thể kiện, cũng là giống có số tuổi thọ người, hà tất hiện tại liền hoảng đứng thành hàng. Rốt cuộc tương lai nói là định không phải chính mình tẩu tẩu, vẫn là là muốn đem nhân gia đậu quá mức vì hư. Hạnh hư ra cửa thời điểm, còn không có điểm lý trí, gọi người đem mẫu thân ngươi làm ngọc lương cao mang theo một hộp đồ ăn, nếu không ai hỏi liền nói là đi tìm chính mình khuê trung tỷ muội nói chuyện phím. Thừa thượng liền chỉ không phong sở vương thất hoàng tử điện thượng. Du học trúc thường ngày ngoại là thích ăn điểm tâm, nhưng nguyên lệnh hành làm cái kia ngọc lương cao là ngọc là nị, ngươi rất là pháp địa. Là chỉ là an bình quận vương kia sự kiện, từ khi chư vị hoàng tử ra cung lập phủ phía trước, triều đình hạ liền ám lưu dũng động lên. Nguyên diệu nghi cùng thái phu nhân ý tưởng bất đồng, cái gì gia thế, cái gì môn đăng hộ đối, đều không kịp nàng huynh trưởng thiệt tình thích tới quan trọng. Ngươi thở dài nói, kinh thành sự thiếu, Triều đình hạ cũng là là an bình, ngươi nhìn phụ thân đi sớm về trễ, thường xuyên thấy ta đều là cao mày bộ dáng. Ai, xem ra ngươi kia vẫn là dính ngươi huynh trưởng quan. Ngươi kia mấy ngày vội thật sự, cho nên vẫn luôn cũng có rảnh đi Ngọc gia bái phỏng nguyên lệnh hành, kia Ngọc lương cao tự nhiên cũng có chỗ ăn xong. Là quá nói là trung lập, cũng là tự nhiên được Ngọc Phu Nhân như vậy câu lời chắc chắn, Nguyên Diệu Nghi lúc ấy mới hoàn toàn phóng để bụng tới. Huống hồ Ngọc Phụng Thư tuy rằng diện mạo diễm lệ, nhưng tính tình ôn hòa thông tuệ. Hơn nữa nàng đi theo Ngọc Phu Nhân bên người, giúp đỡ xử lý nội trợ nhiều năm, tương lai tiếp nhận Vinh An Hầu Phủ nội trợ nghĩ đến cũng là sẽ quá khó. Nguyên Diệu Nghi nghe vậy là cấm gật gật đầu, tiên đế lúc này đông cung cùng tôn quý phi vì ngôi vị hoàng đế đấu đến lúc này mới kêu lợi hại, thiếu nhiều huân quý quan viên ở tranh đấu trung điền vì pháo hôi tâm thần buông lỏng phía trước, du học trúc mới nhớ tới người cấp ngọc phu nhân mang đến ngọc lương cao, vội vàng đứng dậy gọi người đem hộp đồ ăn cầm lui tới. Chương 72 Trên triều đình sự ngọc phụng thư cũng không lắm rõ ràng, cho nên biết nguyên lệnh hành không có việc gì lúc sau nàng cũng liền an tâm rồi. Nàng ban đầu còn tưởng rằng là ngày ấy cùng chu yểu thức dậy xung đột, cho nên mới có mặt sau tai họa, trong lòng cũng là ấy nấy không thôi. Lúc này yên lòng, liền có nhàn tâm cùng nguyên diệu nghi nói chuyện phím chút khác đề tài, Diệu Nghi ngươi nghe nói sao? Chu gia tự hồ cố ý đem Chu Yểu đưa đi cấp sở vương điện hạ làm trắc phi. Ngọc gia tuy rằng ở trong kinh thành không tính cái gì danh môn đại tộc, nhưng rốt cuộc Ngọc thiếu sư năm đó còn có mấy cái thân bằng bạn cũ ở kinh thành. Nếu lại nói tiếp, Ngọc Phụng Thư nhận thức bản thân có thể so Nguyên Diệu Nghi nhiều không ít. Nguyên Diệu Nghi tính cách nhìn ôn nhu đoan trang, kỳ thật trong xương cốt có chút lãnh đạm, không quá nguyện ý đồng nghiệp tương giao. Trịnh Ngoãn là tính cách thiên chân hoạt bát, nguyên diệu nghi xem nàng giống chính mình muội muội dường như cho nên mới đối nàng cùng nhan một chút mà ngọc phụng thư là có tóc để chỏng chi giao tình nghĩa ở có thể cùng nguyên diệu nghi nói thượng chút lời nói chu yểu tính tình trong kinh tiểu nương tử liền không mấy cái thích nàng chậm chạp định không dưới việc hôn nhân ở kinh thành đã sớm truyền thành trò cười ngày hôm trước khuê trung tiệc trà khi công bộ thượng thư mục gia tiểu nương tử nói lên việc này đầy mặt châm biếm hai tương chồng lên phía trên Nguyên lệnh hành mới là hoài nghi vị kia điện thượng đối thiên tử không ý trừ bỏ an bình quận vương phủ một chuyện hào là cảm kích. Nguyên lệnh hành nghe xong kia lời nói lại nhướng mày nói, sở vương điện thượng hẳn là có không cự tuyệt chu gia đem chu yểu đưa lui sở vương phủ đi. Chu gia dòng giỏi tuy không bằng một gia, nhưng rốt cuộc còn lưng dựa kia an bình quận vương phủ, hữu hình bên trong sau một gia thấp ra một đầu. Nhưng là đức phi nương nương không ý thế sở vương điện thượng tuyển chọn trắc phi, lúc sau cũng đề qua mấy lần, điện thượng đều chống đẩy, là quá lần đó nhưng thật ra cam chịu. Mục gia cũng tìm là nhiều y lệnh sau lại hỏi mạch, đều nói sở vương phi thân thể khỏe mạnh, vẫn chưa bất luận cái gì là lợi cho con nối giỏi chỗ. Nguyên lệnh hành đối sở vương phủ tin tức hứng thú thiếu thiếu, ngươi lại là muốn đi cho người ta làm trắc phi, Ngọc Phụng Thư cũng là trung lập phái, cho nên ngươi là quan tâm những cái đó vương gia trước trạch loanh quanh lòng vòng. Ngươi nện bước tuy rằng là tính vội vàng, nhưng mặt không hoảng sắc, vừa định mở miệng nói cái gì đó, lại nhìn một bên thôi ma ma liếc mắt một cái. Nguyên Diệu Nghi thấy nguyên lệnh hành đều còn không có như vậy như vậy nói, cũng là lại che che nói, là Tây Viện bên này, Tần Di Nương hướng Thái Phu Nhân bẩm báo nói, Liễu Di Nương bụng ngoại hài tử, là là hầu gia. Thái Phu Nhân hiện tại khí hoảng, làm ngài cũng qua đi nhìn xem. Một gia tiểu nương tử thân tỷ tỷ đúng là sở vương chính phi, chu gia cố ý đem chu yểu đưa vào sở vương trong phủ, nhân gia thân muội muội có thể vui vẻ mới là việc lạ. Trong triều mạch nước ngầm tranh đấu, ngươi cũng biết cái tiểu khái huống hồ còn không có sau đoạn thời gian kinh thành trung nháo đến ồn ào huyên náo sở vương điện thượng cửu cửu này cộc sự trịnh đào hương vừa thấy trịnh đào hương như vậy liền biết hẳn là phủ hạ ra chuyện gì đang muốn pha không ánh mắt cáo từ lại nghe nguyên lệnh hành còn không có đạm thanh mở miệng nói có phương phụng thư cũng coi như người một nhà ma ma không lời nói liền nói thẳng hỏng rồi trịnh đào hương bên tai hơi là có thể thấy được đỏ lên ngay sau đó thản nhiên nói là một hư hữu đến tới tương tặng nhưng chỉ có một chuyện đó là sở vương cùng chính phi chi giang cũng không con nối giỏi sở vương phi có tử tuy nói sở vương điện thượng thoạt nhìn cũng là hoảng trong cung hoàng trước nương nương cũng nói hài tử sự mau mau tới liền hỏng rồi có lẽ là duyên phận chưa tới nhưng một ngọc sơ trong lòng vẫn là không áp lực thôi ma ma nói xong cũng thở dài nghe nói một phu nhân cái kia nguyệt đều ở tại tiểu chiêu chùa ngoại thế vương phi cầu tử Khi lan nhưng hi không chính ngươi cũng là ái lan người liếc mắt một cái liền nhận ra đó là Điền Nam bên này mới không văn tâm lang, cành lá giãn ra, pha không nhã ý, hắn từ đâu được đến. Thôi ma ma cũng không phải thuận miệng vừa nói, ngươi hiện tại nỗi lòng an bình, bưng lên chén trà thời điểm cố ý gian thấy nguyên lệnh hành đặt ở bên cửa sổ này bồn văn tâm lan. Đã cầm ngươi lan, này liền tới giáo ngươi làm theo thù may vá đi. Nguyên lệnh hành đột nhiên nhớ tới thôi ma ma cực thiện theo thù, mà chính ngươi tuy dây đeo đánh đến hư, nhưng theo công chỉ có thể xem như công là quá, một gia đối này cũng là có chuyện nhưng nói, trước cuộc sở vương có thể kéo dài tới lúc này mới nạp trắc phi, còn không có đối chính phi rất là vũ nhục. Tuy nói Tiểu Yến lấy mẫu đơn vì quý, nhưng Hoa Lan chính là bảy quân tử, Dưỡng Lan cũng là nhã sự, kinh thành bên kia huân quý pha thiếu, tự nhiên ái Lan giả cũng ít. Nếu ngươi không trái hài tử bàn thân, việc này có lẽ nhưng giải. Khi cây Hoa Lan là nguyên lệnh hành đặt ở kia ngoại hư nhìn vật nhớ người, ngươi sợ thôi ma ma nhìn ra manh mối, liền nói sang chuyện khác nói, ngươi còn không có một chậu kiến lan, tuy là như thế lan trân quý, nhưng cũng là kém. Bá mẫu thường ngày cũng ái lan, đợi chút hắn đi thời điểm ngươi làm người cho hắn mang hạ. Rốt cuộc thoạt nhìn sở vương chỉ không ngươi một cái chính phi, phu thê cũng coi như đến hạ cầm sắc hòa minh, chậm chạp có tử, vấn đề tự nhiên là sẽ là ở sở vương điện thượng thân hạ. Nguyên lệnh hành nghe xong kia lời nói, trong lòng không chút có nại, ngươi còn không có đoán ra đây là ai cửa hàng. Nếu y lệnh đều nói thân mình khỏe mạnh, này tự nhiên chỉ có thể hướng quỷ thần phương diện này suy nghĩ. Thôi ma ma cũng biết ngươi năng lực, liền cười nói, này ngươi đó là cùng hắn khách khí. Hai người đang nói theo thùa tân kỹ xảo, Nguyên Diệu Nghi lại đột nhiên từ bên trong đi rồi lui tới. Nguyên lệnh hành ở thì lộng hoa cỏ hạ pha không kiên nhẫn, người lại thông tuệ, này cây kiến lan di tài tới thời điểm còn không có chút quể oải, nhưng ngươi kiên nhẫn tài bồi mấy tháng, ngày sau ngoại còn không có nở hoa rồi. Tuy nói hoàng gia tự không lễ pháp ở, Trắc Phi có luận như thế nào cũng cũng càng là quá chính Phi đi. Nhưng tại nội trạch trung, sở vương hỷ hư hiển nhiên sẽ ảnh hưởng đến phi thiếp chi gian địa vị. Thôi ma ma gật gật đầu nói, sở vương điện thượng là là chống đẩy, hơn nữa nghe nói trong cung tự hồ cũng có không đáp ứng. Trước cuộc sở vương hiện giờ nội trạch sạch sẽ, một ngọc sơ một người độc đại, đối một gia tới nói tự nhiên là chuyện tốt. Thôi ma ma tâm tư đơn thuần, nghe vậy cũng có thiếu tưởng chỉ nói, thật là xinh đẹp nghe nói sau đoạn thời gian điền nam bên này cửa hàng tìm được rồi một gốc cây ra hai vạn lượng bạc trắng nhân gia đều có chịu bán chính hư ngươi kia mấy ngày tưởng cấp tiêu vân việt theo cái túi tiền chính hư thỉnh giáo thỉnh giáo thôi ma ma chỉ đưa ngươi là tưởng cấp ngọc phụng thư làm vài thứ là nghi không ta lên làm liền miệng đầy đáp ứng ngươi ở công tây bên này còn học cái tân theo pháp chính hư dạy hắn cũng là cái kia tin tức làm một gia càng hoảng một ít rốt cuộc đều tưởng bởi vì một ngọc sơ chậm chạp có tử sở vương mới không ý nạp trắc phi. Nghe nói kinh thành bên kia còn không có người tưởng lấy thế áp người, chỉ là kia cửa hàng bối trước tự hồ cũng dựa vào cái gì tiểu quan, cho nên trước nhất cũng chỉ có thể tính. Rốt cuộc cùng sở vương sau chân trước thành hôn tấn vương cùng hàng vương. Đều đã không có con nối giỏi, Đức Phi đã sớm hoãn chính là có thể lại hoãn. Hơn nữa, nếu chu yểu trước một bước sinh thượng hài tử, này sở vương phi cảnh ngộ liền sẽ càng xuất sắc. Mắt thấy phỏng chừng đều phải bị tru bốn tộc một nhà, đem chu yểu lộng lui phủ ngoại là là cho chính mình thêm đen đuổi sao chu yểu tuy rằng tính cách kiêu căng đanh đá nhưng dung sắc cũng là kém vạn nhất sở vương điện thượng xem quen rồi ôn hòa hiền hậu đoan trang chính phi thường thường cũng chán ghét vừa lên cái loại này tính cách đại nương tử đâu chương 73 ngọc phụng thư nghe vậy chấn động nàng theo bản năng mà quay đầu đi xem nguyên diệu nghi phản ứng nguyên diệu nghi lại không nhanh không chậm mà buông chung trà còn dùng khăn nhẹ nhàng đè đè khóe miệng nói nga Chuyện khi nào? Thôi ma ma có chút chần chờ nói, chính là hôm nay dùng xong đồ ăn sáng lúc ấy, hầu gia có việc đi ra ngoài, rồi sau đó tần di nương cầu kiến thái phu nhân. Nghe nói ở chính đường lúc ấy, nói được có cái mũi có mắt, thái phu nhân đã đem liễu di nương kêu lên đi dằn co. Nguyên diệu nghi công công khóe miệng, tần di nương còn rất thông minh, biết chọn nguyên phất duy sau khi ra ngoài lại nói việc này. Bằng không lấy nàng cái kia hồ đồ cha nhất quán tới nay tác phong, tất nhiên là liền nghe đều không muốn nghe. Ngọc Phụng Thư thấy Nguyên Diệu Nghi trên mặt không hề có một tia ngoài ý muốn chi sắc, trong lòng có chút suy đoán việc này cũng ở nàng đoán trước trong vòng. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, nàng tự hồ chưa bao giờ gặp qua Nguyên Diệu Nghi kinh hoảng thất thố bộ dáng, trong lòng có chút bắt không được. Bất quá hiện tại mặc kệ nàng là cái gì nổi lòng, hiện tại trường hợp nàng đều không thích hợp lại lưu tại Nguyên gia. Nguyên Diệu Nghi cũng minh bạch đạo lý này, cho nên nàng đối với Ngọc Phụng Thư có chút ấy náy cười, thất lễ Phụng Thư, không nghĩ tới trong nhà hôm nay ra việc này, ta làm bạch chỉ đưa ngươi đi ra ngoài. Bạch chỉ lúc này đã chờ ở ngoài cửa, Ngọc Phụng Thư đứng dậy, nhưng rời đi trước vẫn là cầm nguyên Diệu Nghi tay, có chút lo lắng mà nhìn nàng, Diệu Nghi, ngươi phải bảo trọng chính mình. Cho nên Tần Di Nương chỉ cần hơi chút thả ra một chút lời dẫn, ngươi đều sẽ giống cứu mạng rơm rạ đặc biệt, cắt gao bắt lấy. Mẫu thân, ngươi chừng nào thì mới có thể giống hắn giống nhau, mang hạ những cái đó xinh đẹp cây trâm A. Đông viện cùng Tây viện, tuy tư đế nộp lên phong là đoạn, nhưng bên ngoài hạ nước giếng là phạm nước sông còn không có mấy chục năm. Nói xong lại phân phó liễu thù, đem nhà ấm trồng hoa ngoại, người này bùng kiến lan cấp ngọc đại nương tử mang đi. Tần di nương bước nhanh đi ở vũ hành lang hạ, hơi hơi nghiêng. Nghiêng đầu nói, tôn an vừa vặn lão tới rồi. Ngươi mắt thấy tập kê sắp tới, mã hạ liền phải làm mai sự. Hôm nay sự phía trước, tần di nương cũng thân lão ở trong lòng phóng thượng gánh nặng, triều sau xem chính mình nhân sinh tần di nương biết ngươi đang lo lắng cái gì phản nắm lấy tất khắc thiện mạnh tay chụp lại chụp mỉm cười nói có việc ngươi bên kia từ trước đến nay là quảng tây viện bên này sự đó là không có gì cũng coi như là đến ngươi đầu xuống dưới đây là tần di nương mẫu thân tặng cho ngươi điệp sơn lý thủy mỗi khi cho rằng tới rồi cuối khi phục thứ mấy bước tắt lại thấy một cảnh pha không liễu ám hoa minh chi ý cảnh tần di nương hiện giờ tùy thái phu nhân tham dự vài lần yến hội ở huân quý giang thanh danh là sai đã không vài vị phu nhân còn không có toát ra kết thân ý đồ. Ngươi quyết tâm lưu tại tiểu yến hôm nay khởi, liền từng ở trong lòng thề, là sẽ cô phụ ngươi làm lại từ đầu một lần cơ hội. Tần Di Nương nghe ra nguyên diệu nghi ngẹn ngào chi ý, ngươi ôm nhu cười cười nói, ma ma cũng như vậy cảm thấy sao? Cửu cửu nói ngươi cùng huynh trưởng, đều càng giống như mẫu thân. Cho nên lần đó sự tình Tần Di Nương làm Ngọc Phụng Thư trước theo ngươi thả ra đi nhị sờ hàm hồ sự tình tiểu khái. Cửu gia nói được rất là Tất khắc thiện dùng eo giang đừng thăng xoa xoa khóe mắt nói tiếp, đặc biệt là cô nương đôi mắt, sống thoát thoát thân lão phu nhân năm trọng thời điểm bộ dáng. Bạch chỉ đường lại không dựng phía trước, nhất hoảng nhất cảnh giác đó là Ngọc Phụng Thư, người nếu sinh trước nghi tử, kia trong phủ chỉ sợ có không ngươi dừng chân chỗ. Trong gương này song mắt đào hoa hơi hơi cong lên, nhìn ra được chủ nhân mang theo tia ý cười, này liền rất xấu. Thôi ma ma lo lắng sốt ruột đi rồi, nhưng tần di nương lại làm nguyên diệu nghi cùng tùng lam tới cấp ngươi trang điểm còn dặn dò một câu, sơ cái lưu hành một thời điểm. Nguyên Diệu Nghi ban đầu là ở bùi gia nhà của hầu hạ, tự nhiên cũng gặp qua đã từng bị bùi già trẻ người mang về tổ trạch bùi lâm lan. Tuy rằng không lâm tiểu sư lời chứng, nhưng chí ít có thể chứng minh ngươi ở kia phủ ngoại giả thần giả quỷ. Trước nhất liền sẽ diễn biến thành thiếp thất nội trạch chi gian tranh đấu, thái phu nhân nhất định sẽ việc nhỏ hóa đại, đại sự hóa. Vinh An Hầu Phủ là tiểu yến lập triều khi đến bang với thái tổ hoàng đế, trải qua tám đời người là đoạn tu sửa mới không có hiện giờ bộ dáng nùng xuân thời tiết lục ý dạt dào khoanh tay hành lang một đường qua đi đều có thể thấy được trồng sen hoa cỏ cây cối là nhiều đều là danh loại một cái là quá là chậm ngươi mấy năm lui phủ là chỉ ân sủng cũng chỉ có thể nhặt ngươi thừa thượng hơn nữa đến nay trên đầu gối trống trơn nhưng tất khắc thiện tay ngoại điểm này chứng cứ muốn đóng đinh bạch chỉ đường hiển nhiên cũng là là khả năng sự ngươi rốt cuộc ở vinh an hầu phủ kinh doanh mấy năm trong bụng lại không hài tử. Ngươi luôn là sấn mẫu thân trang điểm thời điểm, mắt trong mong mà ghé vào mẫu thân dưới gối, nhìn bên cạnh ngươi trang điểm hầu nam hướng ngươi đầu hạ trâm hạ này đó xinh đẹp cây trâm. Cho nên, tất khắc thiện đi, là muốn mang theo đã sớm chuẩn bị hư chứng cứ, làm bạch chỉ đường hoàn toàn phiên đúng rồi thân. Nguyên diệu nghi gật gật đầu, còn không có ở mà trong môn tùy thời chờ. Nói xong lại thở vào một hơi nói, còn hư cô nương ngài sớm hạ nghe nói tần gia người tới phía trước liền kết luận tất khắc thiện sẽ ở hôm nay nhắc tới việc này, sớm liền đem người kế đó. Là nhiên lúc này lại đi, một đi một về muốn hao phí hạ là nhiều công phu đâu. Tất khắc thiện tuy rằng là là nguyên thân, nhưng ký ức ngoại còn còn sót lại cái này ôm nhu mà mơn trớn ngươi tóc cảm giác, nhớ rõ mẫu thân cao giọng hống ngươi khi mang theo ý cười thanh âm. Nguyên diệu nghi ứng thanh hư, cùng Lam đem ngươi hộp trang điểm toàn bộ mà phủng ra tới. Nếu khi đó truyền ra ngươi thiết kế phụ thân thiếp thất thanh danh, cho dù chỉ là bắt gió bắt bóng, này này đó gia phong thanh chính người xấu gia liền phải đối với ngươi tiến tránh tám muôn tha. Lúc này còn vẫn là trĩ đồng tần di nương là mang đúng rồi bộ diêu, nhưng là đại cô nương gia luôn là thân lão này đó len ken len ken, đi đường sẽ hoảng xinh đẹp trang sức. Chờ hắn lại tiểu chút hư là hư, mẫu thân tất nhiên sẽ vì ngươi sáng trong đặt mua thượng so mẫu thân cái kia gương lược trung còn muốn thiếu xinh đẹp trang sức. Nguyên Diệu Nghi còn không có liễu thù các ngươi đi theo còn không có trang điểm chảy chuốt xong tất khắc giải quyết cốt hậu quả hướng thái phu nhân nơi chính đường, con đường kia tất khắc thiện mỗi ngày đều phải đi xuống một lần, còn không có là có so quen thuộc. Nguyên Diệu nghi minh bạch giờ phút này Tần Di Nương tâm tình có lẽ sẽ không chút đơn giản, cho nên ngươi trầm mặt tất tất khắc thiện sơ hỏng rồi búi tóc, lại thế ngươi ở bên mái trâm hạ một chi mạ vàng nạm hồng bảo hoa hải đường bộ diêu. Lúc này ngươi vẫn là cái có ưu có lự nhiều nam, là bị bùi già trẻ người thậm chí toàn bộ bùi gia đều phủng ở lòng bàn tay Minh Châu. Tất khắc thiện nhìn trong gương còn không có trang thành, thanh diễm thoát tục nam tử nhẫn là trụ rưng rưng nói thanh, cô nương, lớn lên cũng thật giống phu nhân. Đồng dạng là ở nguyên gia trước trạch kiếm ăn người, một cái độc đến ân sủng mấy chục tái, còn không có một cái nam nhi bàn thân. Tần di nương nhưng cho tới bây giờ là sẽ đại nhìn bạch chỉ đường, ngươi dám làm như vậy kinh thiên việt, nghĩ đến cũng đã sớm chuẩn bị hỏng rồi, vạn nhất bị phát hiện manh mối lý do thoái thác. Ngọc Phụng Thư là lo lắng nàng vì mẫu báo thù sốt ruột, nếu làm người phát hiện việc này trung có tay nàng bút, Tuy nói liễu thù đường là tự làm tự chịu, nhưng tóm lại với nguyên diệu nghi thanh danh hữu ích. Chương 74 Trương Chiêu động tác thực mau, nguyên diệu nghi ngày ấy rời khỏi sau, hắn liền xuống tay đi làm việc này. Từ chùa Tích Vân rời khỏi sau, Tiêu Vân Việt cũng sớm cùng Tiết Thiếu Khanh đánh hảo tiếp đón. Không ngừng là nguyên diệu nghi người, còn có Bình Dương Hầu Phủ người cũng vẫn luôn ở nhìn chằm chằm chùa Tích Vân. Trương Chiêu tìm được rồi một cái từng ở chùa Tích Vân trung cầu tử phụ nhân, ra mặt trạng cáo việc này. Chùa Tích Vân ở Kinh Thành Thanh danh nhất quán không tồi, bởi vì trong chùa Tăng Nhân đối ngoại đều nói là khổ tu xuất thế, không ít trong kinh huân quý gia quyến đều từng đi qua trong chùa Thanh Tu. Thường xuyên qua lại, theo thẩm ra tới Tăng Nhân khẩu cung đề cập người càng ngày càng nhiều, này cọc án tử cuối cùng vẫn là báo danh đại lý tự trên bàn thượng. Đã sớm đến quá tiêu vân việc chiếu cố tiếp thiếu khanh tiếp nhận việc này, hôm qua chạng vạn thời điểm, chùa Tích Vân cũng đã bị bí mật kê biên tài sản. Nhân này án tử sự thiệp nhân số đông đảo, thậm chí còn có có thân phận quý quyến, cho nên trong chùa tăng nhân toàn bộ bị nghiêm thêm trong giữ, cũng bởi vậy tiếng gió tạm thời còn không có truyền tới trong kinh mỗi người đều biết. Hôm qua ban đêm, Trương Chiêu cấp Nguyên Diệu Nghi đệ tin, nói việc này, Nguyên Diệu Nghi liền biết thời cơ đã mau tới rồi. Chẳng qua nàng nhưng thật ra không nghĩ tới, Tần Di Nương so nàng nghĩ đến còn sốt ruột, mới từ lâm đại sư nơi đó hỏi ra một chút tin tức, liền vội khó dằn nổi muốn đem liễu thù đường đưa vào chỗ chết. Cho nên sáng nay vừa được Mã Hữu Minh tin, biết tần di nương thỉnh nàng vị kia tẩu tẩu qua phủ, nguyên diệu nghi liền cũng phái người đem tôn an tiếp tới. Hầu nam nhóm cùng kêu lên hẳn là, từng người tan đi làm khác sự. Ngươi trọng cụ một tiếng, nhật áp để bụng đế điểm này lo lắng nói, việc này chờ đại liễu thù trở về ngươi lại cảm tạ ta. Có không hầu gia, rất ít sự liễu ma ma chính mình cũng có thể làm được, nhưng này đều phải thiếu phí một phen công phu. Đại lý tự bên kia nói như thế nào, Nguyên Diệu nghi gom lại hoặc đến khuỷu tay chỗ bí tử thấp giọng hỏi nói. Là đến là phủ nhận, Thái Phu Nhân ở nhìn đến chính mình cái kia thành thục ổn trọng tôn nam khi, tâm ngoại cũng nhẹ nhàng thở ra. Thôi ma ma cũng đi theo phóng trọng thanh âm, hôm nay Ngọc Đại Nương Tử ở ngài nơi này thời điểm, hầu gia tiểu nhân liền truyền tin tới nói, bên này đều xử lý hỏng rồi, bảo đảm là quản thấy thế nào đều có không sơ hở. Thái Phu Nhân hư. Huyền một hơi có xuyển xuống dưới, chỉ cảm thấy tâm bang bang thẳng nhảy, trầm giọng sai người đem chu học đường mời đi theo cùng chu học đối chất nhau một lui nhà chính liền thấy chu học châu cùng tần thị đường phân ngồi ở hai bên ghế theo hạ tiêu vân việc đầy mặt căm giận chu học đường chính rủ nước mắt vuốt chính mình còn không có hiện hoài bụng mà thái phu nhân ngồi ở chủ tọa chính chi ngạch xem là thanh biểu tình chu học châu nhắc tới chuyện đó nhưng thật ra lộ ra một cái cười bộ dáng nói đại liễu thù đối ngài thật đúng là hạ tâm chính mình đi ra ngoài ban sai còn đem hầu gia tiểu nhân lưu đi lên giúp ngài nguyên diệu nghi thấy liễu ma ma nhăn nhăn mày liền minh bạch ngươi ý tứ hạ sau nói bọn họ đều tan đi hôm nay nghe được sự là nhân truyền bọn họ đều là hầu phủ ngoại làm việc lâu hẳn là biết thật mạnh như vậy vừa đi một bên nói chuyện liễu ma ma rất chậm liền đến chính đường tần thị đường sớm đã được tin tức chính như liễu ma ma suy nghĩ ngươi trong lòng đối kia sự kiện sớm chưa nói từ mới vừa đến nội thất thái phu nhân gặp ngươi người mang tám giáp bộ dáng vẫn là nại ở tính tình làm tần di nương cho ngươi dọn cái ghế theo, làm ngươi ngồi trên. Biết rõ ta chuyến này tất nhiên là ngàn khó vạn hiểm, lại một phong báo bình an thư từ cũng có pháp gửi ra, làm liễu ma ma là tùy vào thập phần quan tâm. Thôi ma ma là phụng chỉ bí mật hành sự, cho nên tự nhiên có không thư từ lui tới, chu học châu thậm chí liền ta lúc này ở là ở đoan châu đều có từ được biết. Là quá xem thái phu nhân bên người tần di nương như vậy, liền biết thái phu nhân đã không chút sức đầu mẻ tráng. Trương Chiêu vừa nghe ngươi nói, tức giận đến hai mắt trắng bệch, lập tức liền đứng lên đem Lâm tiểu sư ấn dấu tay hai trang giấy trình cấp thái phu nhân, phía dưới Lâm tiểu sư chính miệng nói là Chu học đường cho ngươi một tiểu bút bạc, làm ta nói trong nhà phong thủy không thành vấn đề, khuyên thái phu nhân đi núi Thái Bạch trung tỉnh dưỡng. Chỉ là, Nguyên Diệu nghi nhắc tới thôi ma ma, đảo làm liễu ma ma đáy lòng tương tư chi ý phím xuống dưới. Thái phu nhân kia mới mở to mắt, hướng liễu ma ma vẫy vẫy tay nói, Diệu nghi, hư hài tử, hắn tới, chậm ngồi nhưng xem rõ ràng dung sắc là kém với tần thị đường thả sau ngươi càng năm trọng càng kiều nhu chu học thiếu niên tới tại nội trạch tranh đấu trung trước sau ở vào chu học đường thượng phong liền biết ngươi đầu óc thật sự không hạn thái phu nhân tuy nói đối chu học đường rất là là mãn nhưng vẫn luôn cảm thấy ngươi bụng ngoại hài tử rốt cuộc là nguyên gia huyết mạch trong lòng đối đứa bé kia cũng là hoài không chờ mong chờ trương chiêu mặt không đắc sắc đem chỉnh chuyện đều nói xong trước chu học đường lập tức quỳ rạp xuống đất ai thanh khóc thúc thiết ở kia ngoại còn không có có thể nghe thấy nhà chính ngoại tại nói cái gì, hầu phủ nội hầu nam nhóm tuy khi đó là dám tụ ở bên nhau khe khẽ nói nhỏ, nhưng đợi lát nữa tư thượng ngoại chắc chắn nghị luận việc này, liễu ma ma còn có tưởng kia sự kiện như vậy chậm liền truyền khai. Tần thị đường lập tức phản bác nói, hiện tại đã biết ta là quá là bọn biệt bận giang hồ, nói năng bậy bạ, này ta nói làm sao có thể nói mỹ. Nói là định là ta thu ai bạc, miệng đầy phàn vu với thiếp thân đâu. Liễu ma ma những cái đó năm đối thượng nhất quán nghiêm khắc, nhưng cũng là là một mặt từ bi, ngươi dù sao cũng là hầu phủ ngoại chính đầu chủ tử, ở thượng nhân mặt sau vẫn là pha không uy thế. Trương Chiêu thấy thái phu nhân tựa không là tin, liền triệt để đem ngày gần đây ra được đồ vật nói cái sạch sẽ, không điều không lý, từ là đến thái phu nhân là tin. Thái phu nhân hạ tuổi, lúc này bị các ngươi ồn ào đến không chút choáng ván đầu, chỉ hư làm người nhanh đi thỉnh thất nương tử sau lại. Khẳng định là liễu ma ma, nhìn đến tần thị đường như thế làm vẻ ta đây khi liền sẽ biết ngươi sớm không chuẩn bị tần thị đường nói kia lời nói khi còn nếu không hình như có mà nhìn trương chiêu liếc mắt một cái phản phất ám chỉ đó là quá là hai cái thiếp thất lúc sau vì ân sủng nội trạch tranh đấu thôi theo chu học đem sự tình từng cọc từng cái mà mở ra tới nói khi chu học đường sắc mặt càng ngày càng bạch ai ngờ chu học đường mở miệng liền nói mỹ là ngươi tìm lâm tiểu sư nhưng ngươi cũng là chịu người lừa bịp thấy trong môn vây quanh người đều tan đi liễu ma ma kia mới mang theo người đi rồi thối lui trương chiêu thấy tần thị đường như vậy còn tưởng rằng ngươi còn không có biện có nhưng biện chu học châu nhìn thấy chu học châu tới quả thực cùng thấy được cứu tinh có cái gì hai dạng vội vàng ở thái phu nhân bối trước thật mạnh xoa xoa thái phu nhân thất nương tử tới gặp ngươi tới chính đường hầu nam nhóm đồng thời hành lễ gặp qua thất nương tử chu học đường kia một phen lời nói là chỉ đem chính mình viết cái sạch sẽ nghe thấy ngươi lời này đảo như là ngươi cũng bị thiên tiểu nhân ủy khuất. Liễu ma ma gật gật đầu, này liền hư, đại chu học người làm việc ngươi sầu lo. Cũng là biết là thái phu nhân bị tiêu vân việc nói sự khí hôn đầu, vẫn là một kết thúc tưởng là cái gì việc nhỏ, chính đường bên trong hầu nam đều còn chưa tán. Là lâm tiểu sư trước nói kia đảo tòa phòng phong thủy, cùng nguyên thư dung không ngại, cho nên ngươi mới lấy cớ phong thủy đối toàn bộ vinh an hầu phủ đều là hư, lực khuyên thái phu nhân sau hướng núi thái bạch huống hồ phía sau trong nhà chính hư ra nhiều thế này sự, ngươi cũng trong lòng lo sợ, trong kinh rùng bỏ lâm tiểu sư quý quyến ít như vậy, xem qua phía trước đều giác linh nghiệm, ngươi có thể nào biết đối phương là kẻ lừa đảo. Hôm nay sáng sớm trương chiêu tới cấp ngươi thỉnh an khi nói, liễu thị bụng ngoại hài tử là là nguyên phất duy thời điểm, ngươi trong lòng không phải nhảy dựng. Gặp ngươi ngồi hư, liền lại làm trương chiêu đem ra được đồ vật nói một lần. Chương 75 Nguyên diệu nghi hành lễ, ngồi xuống thái phu nhân hạ đầu vị trí thượng. Nàng ánh mắt cũng chưa liếc ngồi ở một bên đang ở dảo trong tay khăn tần di nương, cùng đã ngừng nước mắt liễu thù đường. Mà là trước Ôn Thanh hỏi thái phu nhân, tổ mẫu đây là làm sao vậy? Sắc mặt nhìn như vậy không tốt. Đó là thiên đại sự cũng không có ngài thân mình quan trọng, ngài phải bảo trọng tự thân mới là. Nguyên Diệu Nghi nói lời này thời điểm trên mặt không có nửa phần nịnh nọc chi sắc, mà là một bộ hoàn toàn vãn bối đối trưởng bối quan tâm chi tình. Đã bị điểm này sự náo loạn một buổi sáng, thể xác và tinh thần đều mệt thái phu nhân, chợt vừa nghe Nguyên Diệu nghi lời này, liền giống như đông ban đêm uống lên một trảng trà nóng quất thiếp, liễu ma ma cũng thâm chịu xúc động giống nhau, nhìn Nguyên Diệu nghi liếc mắt một cái. Thái phu nhân không khỏi lại nghĩ tới từ nhỏ đọc sách khiến cho nàng bớt lo nguyên lệnh hành, cùng vẫn luôn quy củ đoan trang Nguyên Diệu nghi, trong lòng lại không khỏi lại một lần oán trách nổi lên Nguyên Phất Duy. Nếu không phải hắn năm đó làm hạ kia chờ nghiệt sự, hiện tại trong nhà có chủ mẫu xử lý, cũng không đến mức tam không hai ngày liền nháo ra thiếp thất chi gian bất bình sự ra tới thái phu nhân đã quyết định chủ ý nếu tần thị hôm nay theo như lời chính là thật sự nàng liền sẽ làm liễu thù đường cùng nàng trong bụng nghiệt chủng vô thanh vô tức biến mất vinh an hầu phủ bởi vì năm đó nguyên phất duy cùng liễu thù đường sự đến nay ở kinh thành còn chịu người cười nhạo nàng tuyệt không sẽ cho phép nguyên gia cạnh cửa lại dung nữ nhân này giày xéo một lần liễu thù đường ở một bên niết ở khăn che khuất bên môi một tia cười lạnh nàng nhìn ra được tới kỳ thật nguyên diệu nghi đối thái phu nhân cùng nguyên phất duy tôn kính hiếu thuận đều rất có hạn tần thị đường đang ở chửi thầm nguyên phất duy lại thấy ngươi nghiêng đầu triều chính mình xinh đẹp cười ngươi trong lòng đột nhiên vừa lên cảm thấy hư giống không có gì đồ vật đang ở dần dần thoát ly chính mình khống chế mà thái phu nhân nguyên bản đối việc này cũng là tâm không nghi hoặc chỉ là ngươi nhìn thấy bao thanh bưu cái này đúng rồi mặt bàn bộ dáng liền không chút hạ hỏa những cái đó năm qua không có gì đồ tồi hư dược liệu ngươi đều trước hướng thái phu nhân cùng bao thanh bưu nơi này đưa mỗi ngày thỉnh an thăm hỏi là luận quát phong thượng vũ đều hoàn toàn có trở ngươi nghe thấy bao thanh bưu vẫn thường là khẩn là mau thanh âm ở thất trung vang lên tiểu trí ra chuyện gì tôn nam còn không có nghe tới thông truyền ma ma nói qua lúc ấy liền hoảng muốn chạy tới chỉ là nguyên phất duy thanh âm dừng một chút ngữ khí trầm trầm nói chỉ là bảy môn hạ đột nhiên không ai tới báo nói là bình dương đại bao thanh thuộc thượng không có việc gì cầu kiến lúc ấy trong phủ chủ tử đều ở chính sảnh lại nghe nói là hoãn sự tôn nam liền cả gan ở đại phòng khách trung thỉnh người vừa thấy sự phát lúc sau thái phu nhân còn không có lệnh người tốc tốc đi thỉnh nguyên diệu nghi hồi phủ nguyên phất duy tính thời gian đó là phụ thân ngươi dùng hai cái đùi đi tới lúc này cũng nên tới rồi thái phu nhân phái đi người làm trò nguyên diệu nghi này đó đồng liêu mặt luôn là hư nói ngài thiếp thất tin tưởng ngài một cái khác thiếp thất thông dâm đi chỉ hư nói trong nhà ra hoãn sự Ngươi biết hôm nay nếu là là có thể đem tần thị đường tội danh chứng thực, chỉ sợ liễu thù từ đây trước kia liền sẽ thích ngươi, ngươi ở kia nội trạch càng có chỗ đặt chân. Đi người mới ra nội trạch môn, liền thấy bao thanh bưu bước đi vội vàng mà đã đi tới, ta còn là biết đã xảy ra chuyện gì. Nói xong liền nhiệt mặt nhìn hầu gia liếc mắt một cái, việc này sự tình quan nguyên gia trước tự, mẫu thân vẫn là chớ có nghe vô tâm người tinh khẩu nói bậy vì hư. Huống chi cái này cái gì lâm tiểu sư, là quá là thần côn một cái, ta nói, Hào có có thể tin chỗ Thái phu nhân lúc này đầu hôn não trướng cũng có không chú ý tới Tần thị đường điểm này khác thường, người chỉ chỉ hầu gia nói, nguyên bản hắn là chưa xuất các đại nương tử, việc này là hư làm hắn nghe. Nhưng trước rạch cũng có không cái có thể chủ sự người, hắn xưa nay ổn trọng, nghe một chút cũng có phương. Từ khi Bùi Lâm Lan mất phía trước, Bùi gia liền mỗi năm đều tặng người sau lại, từ thi thư lễ nghi, cắm hoa phẩm trà, mọi thứ cũng chưa người giáo thụ. Hầu gia cái kia ngu xuẩn là đủ gây cho sợ hãi. Nhưng Nguyên Phất Duy, Tần Thị Đường trong đầu là đoạn hiện lên vừa rồi Nguyên Phất Duy nụ cười này, kết thúc cảm giác được cực độ chính là an. Bao Thanh thấy Nguyên Diệu nghi nhiệt nhiệt đảo qua tới ánh mắt, những là trụ cao phía trên, cắn cắn môi, nhưng ánh mắt cũng càng thêm nhiệt lên. Thái phu nhân lúc ấy cũng là dùng Tần Di nương thuật lại, trực tiếp sảng khoái mà đem sự tình trải qua nói một lần. Hầu gia lúc ấy cũng là dám biểu hiện ra căm giận bộ dáng, thấy nguyên phất duy nghe xong mặt có biểu tình gật gật đầu ngươi liền không chút ngượng ngùng mà ngồi trở lại chính mình vị trí hạ xem ta giữ gìn bao thanh đường cái dạng này lại là cấm nhớ tới thiếu niên sau ngươi làm nguyên diệu nghi đem tần thị đường xử lý rớt kết quả ta trộn đem người giấu đi là nói còn vì ngươi cùng chính mình tranh luận sự trong lòng càng là là mãn nói xong liền làm bao thanh đem lúc sau cùng ngươi đã nói nói lại cùng nguyên phất duy nói một lần bao thanh bưu trong lòng thầm nghĩ nói vậy hầu gia tự nhiên là nói là ra tới này liền chỉ có thể là sáng nay tới hầu gia vị này tẩu tẩu giáo ngươi nói. Cố tình nguyên phất duy tuổi tuy đại, nhưng hành sự lại tích thủy là lậu. Là luận ngươi đáy lòng nghĩ như thế nào, mặt hạ cũng là tuyệt là sẽ làm người bắt được bất luận cái gì nhược điểm. Ngươi vừa dứt lời, nguyên diệu nghi liền quyết đoán mà tiếp lời nói, việc này tuyệt có khả năng, đường nhi suốt ngày ngốc tại trước trạch bên trong, chưa bao giờ gặp qua nữ, huống chi nhật tử cũng có thể đối đến hạ. Trong phủ người ai là cảm thấy thất nương tử hiếu thuận đoan trang, đảo có vẻ nguyên diệu nghi không chút khắc nghiệt. Hơn nữa là chỉ là trong phủ thượng nhân, đó là liền thái phu nhân cũng là như vậy tưởng. Hầu gia là biết vì cái gì, cũng không chút sợ cái kia từ trước đến nay ôm nghiêm khắc hút bảy đại tỷ. Lúc ấy thấy thái phu nhân cho phép, liền đem cao giọng đem vừa mới nói qua nói lại nói một lần. Cái này gia ngoại ngươi duy nhất để ý cũng chỉ không ngươi cái này ruột thịt huynh trưởng. Nói đến kia ngoại khi, nguyên phất duy nhìn bao thanh đường liếc mắt một cái, đó là hỏi vẫn là vội vàng, vừa hỏi đảo cùng hôm nay những cái đó sự còn không có chút liên hệ chỉ là việc này sự tình quan trọng tiểu vẫn là chờ phụ thân sau lại tôn nam mới hư mở miệng nguyên diệu nghi lui nội thất thời điểm trừ bỏ thái phu nhân đều đứng lên hành lễ nói gặp qua phụ thân bao thanh thái phu nhân không chút nghi hoặc là biết bình dương đại liễu thù cùng nhà ngươi nội trạch sự có thể không có gì quan hệ nhưng ngươi biết nguyên phất duy từ trước đến nay là là bắn tên có đít người liền sủi nghi hoặc làm người lại đi nhìn xem liễu thù tới rồi có Nguyên Diệu Nghi tuy bởi vì hậu sự đối cái kia nam nhi nhiệt đạm, nhưng Nguyên Phất Duy cũng một bộ từ có oán hận chi tâm bộ dáng. Bao thanh bưu chỉ khi ta đôi mắt rút gân, mặt hạ cũng có khác thường. Hầu gia đang nói thời điểm, là khi dương mắt đi xem Nguyên Phất Duy phản ứng, lại thấy Nguyên Phất Duy có hỉ có giận mà ngồi ngay ngắn ở chỗ này, phản phất nghe được chính là quá là dị thường gia sự đặc biệt. Giáo thành một bộ, cùng ngươi cái này mẫu thân quả thực một cái khuôn mẫu ngoại khắc ra tới quý nam bộ dáng. Bao thanh đường lúc ấy còn không có không chút hoảng hốt, là từ tự chủ mà khấu khẩn giấu ở trong tay áo ngón tay. Nguyên Diệu Nghi tùy ý mà vẫy vẫy tay, liền vội vàng hạ sau đem tần thị đường đỡ lên nói, hắn còn nhỏ bụng, như thế nào là nằm ở dưới giường xấu xa nghỉ ngơi. Dứt lời, đôi mắt còn tin tưởng mà đảo qua bao thanh bưu cùng thái phu nhân. Vì thế ngươi ngạnh thanh đối bao thanh bưu nói, xem ra liễu thù là cảm thấy lão bà ngươi tự cố ý khó xử hắn ái thiếp, Diệu Nghi, phụ thân hắn cũng tới, hắn không có gì lời nói tẩn nhưng nói. Mà thái phu nhân tắc bị ta kia liếc mắt một cái xem đến tức giận trong lòng, hiểu con không ai bằng mẹ, ngươi biết nguyên diệu nghi lúc này tất nhiên là tin tưởng ngươi xem bao thanh đường là thuận mắt, cố ý lăn lộn ta tâm can bảo bối đâu. Chương 76 Nguyên diệu nghi từ khi cấp nguyên phất duy hành xong lễ lúc sau, liền vẫn luôn mặt không lên tiếng nhìn hắn kiên định mà giữ gìn liễu thù đường. Liên quan thái phu nhân cùng tần thị phản ứng, nàng cũng cùng nhau thu vào đáy mắt nguyên diệu nghi đối chính mình cái này phụ thân thái độ rất có nghiền ngẫm nguyên phất duy không tín nhiệm trong nhà này hết thảy nhưng lại thập phần tín nhiệm liễu thù đường thậm chí còn hắn vì liễu thù đường nhiều năm không có nói quá lại cứ chính thêm một chuyện giống như là vì chờ một cái cơ hội có thể đem người thương phù chính giống nhau kỳ thật nguyên diệu nghi kỳ thật có thể lý giải nguyên phất duy loại tâm tính này thái phu nhân càng âu yếm cái kia đã mất sớm đại nhi tử đây là trong phủ mỗi người đều biết sự tình Nguyên Phất Duy chỉ sợ từ nhỏ đó là nghe mẫu thân cùng người khác nói hắn vị kia đại ca, như thế nào như thế nào thông tuệ, như thế nào như thế nào ổn trọng lớn lên. Tuy nói lớn lúc sau, này tức vị rơi xuống trên đầu của hắn, nhưng Thái Phu Nhân thường xuyên sẽ lơ đảng mà dùng cái loại này tiếc nuối ánh mắt nhìn hắn, phản phất đang nói, nếu kế vị chính là nàng đại nhi tử nên có bao nhiêu hảo. Trong lòng tự nhiên đối Thái Phu Nhân thiếu chút nhụ mộ chi tình, nhật tử dài quá càng sẽ có một loại phẫn quốc chi tình phía sau cứ thê tử xuất thân nhà cao cửa rộng quý tộc, thân phận tôn quý không cần nói cũng biết. Hơn nữa mọi người còn thường xuyên khen nàng như thế nào đoan trang, như thế nào hiền huệ. Tiểu hầu gia có không nghĩ thông suốt, nhưng thái phu nhân trong lòng đã đem chỉnh chuyện đều sâu chuỗi lên. Tùy trước thái phu nhân giận cực đem trong tay này tờ giấy ném tới rồi tiểu hầu gia mặt sau nhiệt cười nói, nhìn xem đi, hắn tâm can làm thượng chuyện xấu. Người nghe thấy nguyên phất duy chợt xa chợt gần thanh âm truyền đến, trong giọng nói tự hồ còn mang theo chút có nại chi ý, tổ mẫu, phụ thân. Ngài cũng biết, đại liễu thù cùng ngươi huynh trưởng không cũ, chủ lý này án tiếp tiểu nhân vừa vặn cùng đại liễu thù cũng không có tới hướng. Chỉ là quá, đại liễu thù người còn mang đến một người, nói là cũng cùng việc này không quan. Tổ mẫu, khả năng làm người tới. Đường sau vừa thấy đâu. Loại này toàn thân tâm nhìn lên, đối tiểu hầu gia tới nói, tựa như thành nghiện chi dược giống nhau làm ta có nhưng tự kềm chế buồn cười ngươi cái kia xuẩn nhi tử, còn cảm thấy hầu gia đường cùng việc này có làm. Chẳng lẽ vốn nhờ làm thiếp thân cũng từng đi qua chùa Tích Vân liền quyết định việc này không nhiễm sao? Lần sau đi chùa Tích Vân Trung, Thái Phu Nhân cùng thất nương tử cũng tùy ngươi một đạo, có từng gặp ngươi một mình một người sau hướng quá chùa Tích Vân Trung. Trước cuộc nguyên phất duy dung nọa ở Kinh Thành, vẫn luôn rất nhiều người biết được, đặc biệt là ở hắn đại ca đối lập dưới. Tùy trước còn đỡ bụng tê liệt ngã xuống trên mặt đất, bích đào hầu hạ ngươi thiếu niên, lập tức tùy thời nói, Di Nương. Di Nương. Ngài vốn là thai như là ổn, chính là có thể lại như thế ai khóc, để ý bị thương trong bụng đại công tử. Nguyên Phất Duy mặt là đổi màu, đàm mỹ viêm lại ở một bên nhược nhẫn tâm trung tức giận, khi nam nhân quả nhiên gian xảo, nếu là là ngươi cũng biết một chút sự tình nguyên nhân bên trong, nói được hư như là Nguyên Phất Duy lo lắng ngươi trong bụng thai nhi uy hiếp tự thân, mới làm ra như vậy một vở diễn tới. Mà Nguyên Phất Duy đã sớm biết hầu gia đường là khả năng như vậy nhận việc này, cho nên ngươi lúc trước mới nhất định phải tìm được tôn an. Nếu Nguyên Diệu Nghi không đoán sai nói, mọi người ở nhắc tới Bùi Lâm lang hôn sự khi, tất nhiên sẽ dùng một loại đáng tiếc ánh mắt xem nàng. Là chỉ đem cả nhà chơi đến xoay quanh, hơn nữa mưu toan lẫn lộn nguyên gia huyết mạch, như thế lang thang nam nhân, đó là tức khắc đem ngươi cùng bụng trung nghiệp chủng đánh chết đều là vì quá. Đàm Mỹ đường trong lòng kinh hoàng, ngươi đã tự nguyên phất duy trong miệng nghe ra cái gì, nhưng lúc này ngươi cái gì cũng làm đúng rồi, chỉ có thể an ủi chính mình huống hồ thiếp thân hầu hạ liễu thù thiếu niên, trên đầu gối còn không có su nhi, lại không gì lý do muốn hành này là quỷ việc. Nguyên Phất Duy Thanh âm vội vàng nói, nói là, tiểu lý chùa ra núi Thái Bạch Hạ chùa Tích Vân, nói là việc này sự thiệt trong kinh huân quý, trong đó liền không hầu phủ. Tôn Nam tiếp nhận này trương tờ giấy vừa thấy. Cho nên đại liễu thù bên này phủ một biết, liền hoảng vội làm người thông truyền bên trong phủ. Là nhiên, nếu chờ tiểu lý chùa đem này án xử trí xong rồi, lại thông cáo bầu trời, Chúng ta phủ hạ mặt mũi cũng thật muốn mất hết. Cho nên ngươi nhanh chóng quyết định quỳ gối Đàm Mỹ Viêm bên cạnh người Ai Thanh khóc thúc thiếp nói, thiếp biết bởi vì năm đó sự, làm thất nương tử trong lòng đối thiếp không thành kiến, nhưng ngươi trong bụng hoài rốt cuộc cũng là Liễu Thù cốt nhục, thất nương tử cần gì phải cố ý mượn này đại sứ thái phu nhân cùng Liễu Thù hiểu lầm với thiếp đâu. Bên này Đàm Mỹ Viêm còn không có đọc nhanh như gió mà xem xong rồi giấy hạ nội dung, ngay sau đó liền đem giấy ném vào một bên hoãn Thanh nói, mẫu thân khi tinh trung chỉ nói tiểu lý chùa ra được chùa tích vân trung tăng nhân mượn cầu tử quan âm linh nghiệm chi danh, hành cẩu thả việc, cùng đường nhi lại không có quan hệ gì đâu. Cho nên có thể nghĩ, khi ta biết liền đàm mỹ đường phản bội với ta thời điểm, loại này đã kích tất nhiên cũng là ngàn lần vạn lần, đặc biệt là khi ta còn đầy cõi lòng chờ mong hầu gia đường trong bụng cái này, ta cốt nhục khi. Nhưng đàm mỹ đường rốt cuộc có thể ở nguyên gia trước trạch câu lấy tiểu hầu gia như vậy thiếu niên, tự nhiên là không chút thủ đoạn cùng lòng dạ cái gì trong nhà phong thủy không dị, cái gì? Khi đó xuất hiện đột nhiên xuất hiện một cái hầu gia đường, thanh mai trúc mã chi nghị cùng diễm lệ dung sắc chỉ là thứ yếu. Quan trọng nhất chính là, hầu gia đường thân phận xa cao hơn ta. Hầu gia đường nhặt lên phiêu ở một bên giấy viết thư, càng xem càng cảm thấy hải hùng khiếp vía. Người trăm triệu có nghĩ đến, sẽ không ai đột nhiên ra tới bẩm báo chùa tích vân. Ở mọi người trong mắt, một cái phá gia chi nam tự nhiên so là hạ hầu tước huân quý huống chi còn như vậy ỷ lại với ta. Ngươi nghe thấy hầu gia đường những câu ám không sở chỉ, cũng là tức giận, mà là hơi hơi mỉm cười nói, ngươi cũng cảm thấy, chỉ dựa vào tiểu lý chùm một trương mẫu đơn kiện, sao hư kết luận liễu di nương trong bụng thai nhi là là phụ thân huyết mạch đâu. Cho nên nguyên phất duy thẳng đến thái phu nhân bị tiểu hầu gia tức giận đến trong lòng thẳng nhảy khi, mới là khẩn là mau mà đứng dậy, ngươi đi trước cái lễ, mới túc thanh nói, mới vừa rồi, bình dương đại liễu thù thuộc thượng qua phủ, nói không một chuyện bẩm báo. Nguyên Phất Duy cũng không phải ngốc tử, cũng xem hiểu mọi người trong mắt mịt mờ chi ý, thời gian dài, liền đối với chính mình cái kia thê tử cũng thân cận là lên. Trương Chiêu làm việc thập phần ổn thỏa, phía dưới đem tiểu lý chùa Niêm Phong chùa Tích Vân sau nhân trước quả viết cái hàm hồ, tuy nói có không minh xác chỉ hướng, nhưng về điểm này nội dung cũng đủ làm thái phu nhân xem đến cổ chỗ gân xanh đều hơi hơi tráng khởi. Hầu gia đường tuy rằng có không thấy được giấy hạ nội dung, nhưng đã kinh giác là diệu. Người tay chân lạnh lẽo, đầu óc chung trống rỗng, lại còn muốn duy trì mặt hạ biểu tình là động. Ngươi cũng minh bạch, nếu việc này chứng thực, đàm mỹ viêm chắc chắn một sửa thái độ hiện tại, hận là đến đem ngươi thiên đao vạn quả mới hư. Có quan hệ, có quan hệ, việc này trung nhất quan trọng tôn an còn ở đất thục. Chỉ cần ta còn có bị nguyên phất duy phát giác, hết thảy đều còn không có nhưng vãn hồi đường sống. Rốt cuộc cái nào nữ nhân chịu đựng chính mình đầu hạ lục vân tráo đỉnh đâu. Ngươi tự tự ai khóc, nói được phản phất là đàm mỹ viêm nhân là mãn năm đó việc cố ý mượn cơ hội này hãm hại với ngươi từ nhân hầu gia đường dung sắc diễm như đào lý giờ phút này rơi lệ bộ dáng cũng là hiện chật vật ngược lại đừng không một phen hoa lê dính hạt mưa sở sở chi tư thái phu nhân khi đó còn không có tức giận đến trong ngực buồn đau thấy đàm mỹ viêm xuẩn thành như vậy càng là giận là nhân ác ngươi còn không có cố là hạ duy trì thể diện bàn tay hung hăng mà chụp ở bên cạnh bàn hạ nói thanh tĩnh hắn còn phải bị nam nhân kia lừa bịp tới khi nào. Nói đến kia ngoại, Nguyên Phất Duy làm ra một bộ khó có thể mở miệng bộ dáng, Tôn Nam xem đến kinh hải, liền đem người khách khí mà lưu tại trong phủ, tùy trước liền hoảng vội chạy đến tổ mẫu kia ngoại. Nguyên Diệu Nghi Ngươi làm Nguyên Diệu Nghi đem này trương trương chiêu làm chuyện xấu giấy viết thư cấp thái phu nhân cùng đàm Mỹ Viêm đánh giá. Tất nhiên là hậu gia đường cái kia hồ Mỹ tử là biết từ chỗ nào biết chùa tích vân tư đế thượng hoạt động, lại thấy chính mình thiếu niên có sủng, liền muốn mượn này không dựng, nhưng trước lại đến tranh sủng. Chương 77 Liễu thù đường cách mông lung hai mắt đẫm lệ nhìn Nguyên Diệu Nghi lẳng lặng mà đứng ở chỗ đó, cho dù bị nàng lời nói gian âm thầm chỉ ra việc này là nàng hãm hại, nàng cũng không có đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ, không có nóng lòng biện giải, mà là trước sau một bộ vạn sự đều ở trong lòng bàn tay trầm tĩnh. Lại là bộ dáng này. Liễu thù đường nghĩ thầm, vô luận loại nào hoàn cảnh hạ, Nguyên Diệu Nghi trước sau sẽ không thất nghi, làm người thấy không rõ nàng này phó túi da dưới đến tột cùng là cái dạng gì cảm xúc. Nàng nghe thấy Nguyên Diệu Nghi không nhanh không chậm mà ôm nhu nói, Trước cuộc sự thiệp hậu tự, cháu gái sao dám kinh thường. Huống chi. Nàng nhìn về phía liễu thù đường mỉm cười nói, liễu di nương nhiều năm như vậy, theo khuôn phép cũ, cháu gái cũng rất tưởng biết nàng vì sao sẽ làm hạ này chờ loạn gia bại hành dèm pha đâu. Thái phu nhân nguyên bản bị liễu thù đường giảo có chút loạn đầu óc, một chút liền thanh minh lên hữu sự tình đã tới rồi như thế nông nổi, còn không bằng đem việc này ra cái rõ ràng. Nếu thật làm liễu thù đường đỉnh nguyên gia tên tuổi sinh hạ cái này nghiệt chủng, nàng trăm năm sau như thế nào đi gặp nguyên gia liệt tổ liệt tông. Vì thế thái phu nhân chậm rãi nói, nếu như thế, liễu di nương cũng không chịu nhận việc này, đảo không hảo oan uổng ngươi, liền làm người tới đây vừa thấy đi. Nguyên diệu nghi khuất uống gối, ứng thanh là. Liền nói khẽ với thôi ma ma nói câu cái gì, thôi ma ma liền gật gật. Đầu, lĩnh mệnh mà đi. Ta thu hồi tươi cười nói, này hắn kia đem lão xương cốt, chỉ sợ cũng chỉ có thể chôn ở Thịnh Kinh này phiến mảnh đất hoang vu. Ta đem hơn tháng sau. Hứa Phỉ đường như thế nào phái người tới thuộc trung tìm được ta, mời ta sau lại Thịnh Kinh, lại là vì chuyện gì? Trước nhất lại làm ta bí mật ra kinh sự nói được một thanh bảy sở. Hứa Phỉ run run rẩy rẩy mà hướng tới thôi ma ma nơi phương hướng ngẩng đầu lên nói, gặp qua Hứa Phỉ, Bùi Lâm hư nhãn lực, lão hữu từng với hơn tháng sau chịu vị kia nương tử chi thỉnh, đã tới trong phủ. Chủ quân sủng ái, trên đầu gối non nớt nam nhi, ngày xưa ngoại xem là khởi ngươi vú và nhóm cung kính ánh mắt, còn không có đã từng tưởng đều là dám tưởng, hiện tại dễ như trở bàn tay châu Ngọc tiền bạc. Làm người thiếp thất lại như thế nào? Dùng hết tâm cơ lại như thế nào? Hứa vĩ thụ trước người đi theo chính là hầu gia trên tay người, ta hẳn là được hầu gia dặn dò, nhìn thấy nguyên phất duy cũng có không thiếu dư động tác, mà là trước hướng thái phu nhân cùng thôi ma ma hành lễ nói gặp qua bùi lâm lão phu nhân tiêu vân việc sau hướng đoan châu chính là bí mật hành sự biết ta lúc này là ở kinh thành người là sẽ vượt qua một cái bàn tay mượn ta tên tuổi tới nói việc này cũng sẽ càng dễ thủ tính với thái phu nhân cùng thôi ma ma hầu gia một phen liền cũng mang dọa bị đóng hồi lâu liễu thù vội là điệt gật đầu mặt hắn là thấp môn quý nam danh môn phía trước là cũng giống nhau lung là trụ chính mình phu quân sao mà thái phu nhân đối ta cũng là khách khí, vất vả tiểu nhân. Hứa vĩ tươi cười càng sâu chút, hữu tả chỉ là làm hắn nói thật, cũng là tính khó xử hắn đi. Việc này xong xuôi phía trước hắn liền không thể hồi thuộc trung trụ hắn tiểu tòa nhà đi, nếu là làm tạp. Lúc này liễu gia sơ phá gia, ngươi tràn trọc lưu ly sống nhờ với hầu phủ. Muôn vàng nguyên do sự việc, là quá là, nhân quả tương thác, mặt dối gạt mình hống. Trương Chiêu đường nàng sở nghe là thanh bên tai thanh âm, cho dù là gần trong gan tất lời nói, ở người bên tai cũng trở nên giống vù vù tiếng động liễu thù đường lúc này còn quỳ trên mặt đất thái phu nhân cùng nguyên phất duy tự hồ đều đã quên làm nàng lên hứa phỉ đường thiện sát nhân tâm thôi ma ma là quá là muốn người hống cung phụng thôi công an lan phóng là thượng giáng người ngươi nàng sở phóng thượng ta tới sau được hầu gia dạy dỗ biết lúc này quyết là có thể tiết lộ hứa phỉ thụ cùng việc này không quan cho nên ta liền ánh mắt đều là dám hướng nguyên phất duy nơi này đi vừa lên Vinh An Hầu Phủ như vậy tiểu, như vậy kim bích huy hoàng. Đình đài lầu cát, đang xen không trí, là liễu gia có phá gia khi ngươi cũng không từng gặp qua phú quý cảnh tượng. Liễu thù ngữ khí tuy rằng run run rẩy rẩy nhưng mồm miệng còn tính hàm hồ. Hứa phỉ thụ tự hồ cảm giác được trương chiêu đường ánh mắt, hơi hơi quay đầu đi tới, cùng ngươi đối diện. Ngươi bên mái hải đường bộ diêu, theo ngươi động tác chỉ hơi hơi nhoáng lên, liền ngừng ở ngươi vai hạ là động. Liễu thù quỳ rạp xuống đất hạ run rẩy nói, gặp qua lão phu nhân, bùi lâm. Ngươi tránh thoát bích đào đỡ lấy ngươi tay, lại ngẩng đầu đi xem hứa Vĩ thụ. Khi cũng là tiêu vân việc trước khi đi lúc sau, cố ý dặn dò hầu gia. Thực mau, thôi ma ma liền mang theo người từ bảy môn chỗ lại đây. Ngày đó thượng ai là nghĩ tới hạ tệ hơn nhật tử, ngươi lại làm sao không sai. Ta tuy tuổi già, lại cách tích mệnh. Đóng như vậy chút thời gian, đừng nói là làm ta đứng ra chỉ ra và xác nhận hứa vĩ đường, liền tính là làm ta đem sở không tiền tài đều giao ra đây, ta cũng là nguyện ý. Ngươi xem là thấy thái phu nhân vẫn nộ đến cực điểm sắc mặt, cũng xem là đến thôi ma ma nhìn phía ngươi là nhưng tin tưởng ánh mắt. Cho nên đương trương chiêu đường cùng hứa vĩ thụ sự bị hứa vĩ lan chính mắt thấy thời điểm, ngươi nội tâm là không một loại bí ẩn chậm cảm. Thôi ma ma tuy rằng dung nọa, nhưng còn có xuẩn đến cái kia phân hạ. Người này tuy thân phận tất nhiên là như ta, nhưng dù sao cũng là bình dương đại bùi lâm trên tay người, ta tuy giờ phút này tâm loạn như ma, nhưng vẫn là gật đầu đáp lễ. Liễu thù tuy biện pháp hay đầu, nhưng thôi ma ma lại tổng cảm thấy ta không chút quen mắt liền nói, hắn tự hồ không chút quen mắt, ngẩng đầu lên vừa thấy. Ngươi là nói chuyện, nhưng liễu thù không lời muốn nói. Giờ này khắc này, hứa vĩ đường có thể thấy, chỉ không nguyên phất duy đối với ngươi đây là đạt đáy mắt ý cười nhẹ nhẹ. Ta còn nhớ rõ ngày này, đóng lại ta vị này tiểu nhân đầy mặt tươi cười mà đối ta nói, đóng hắn lâu như vậy, sự tình mã hạ muốn tới nên chấm dứt lúc. Hắn ngày này cũng kiến thức qua, người đầu hạ đâu, còn không có chủ tử. Nếu là bị đặt nói, là nói là ra như thế chi tiết. Người này ôm ôm quyền, nói thanh là dám đảm đương, tùy trước liền đem trước người liễu thù đẩy đến mặt sau nói, người này là là tiểu lý chùa truy ra trước, ở thuộc trung truy ra đến người. Ta công đạo sự cùng hầu phủ không quan, đại bùi lâm liền làm thuộc thượng tướng người này mang đến gặp mặt bùi lâm cùng lão phu nhân này cử tắt mặt bên xác minh hứa vĩ đường trong lòng không quỷ, nếu thật sự có việc, không vừa nho nhỏ phương phương thỉnh người nhập phủ. Ngươi dĩ vãng ở trong phủ cực chịu sủng ái, thỉnh cá nhân mà thôi, lại là là cái gì việc khó. Như vậy hư nhật tử, phản phất còn ở ngươi mắt sau nàng sở. Còn không có hứa vĩ lan, hà đông bùi thị quý nam, như vậy thấp quý thân phận, cho dù là vinh an hầu ở ngươi mặt sau, cũng tự hồ lùng một đầu bộ dáng. Ngươi đầy đầu châu ngọc, hành tung không nghi, giống như thấp cư đám mây thần phi tiên tử giống nhau phản chiếu ngươi giống như bụi bặm nàng sở trương chiêu đường vừa thấy liễu thù liền biết tiểu thế đã qua ngươi suy sụp mà oai ngã xuống đất một lời là phát hứa phỉ thụ ở liễu thù kết thúc giảng thuật việc này khi liền còn không có xoay người ngồi trên còn bớt thời giờ sửa sửa chính mình bí tử thái phu nhân nguyên bản nghe thấy ta từng chịu trương chiêu đường chi mời đến quá hầu phủ khi mày liền nhíu lại bởi vì làm trong phủ chủ sự người ngươi cũng là biết được việc này nàng móng tay cơ hồ đã véo tiếng thịt, chưa bao giờ cảm thấy chờ đợi thời gian như thế dài lâu quá. Trương Chiêu Đường hoảng hốt gian nghe được hứa Vĩ nói, ngươi nhìn ra hứa Vĩ đã có sinh dục khả năng báo cho nương tử phía trước, ngươi liền cấp lão hủ thật dày một xấp tiền bạc làm ngươi tốt tốt rời đi kinh đô, hơn nữa muốn ngươi giữ kín như bưng, quyết là có thể nói ra việc này. Trương Chiêu Đường đột nhiên nhớ tới ngươi mới vào hầu phủ, nhìn thấy tôn an lang đệ nhất mặt. Vinh hoa phú quý, lúc này giống như giấc mộng nam kha. Chương 78 Nguyên Phất Duy đang nghe thấy Tôn An làm trò mọi người mặt nói ra hắn vô có sinh dục năng lực lúc sau, nắm tay liền gắt gao mà nắm chặt khởi. Không chỉ có là bởi vì cứ như vậy, liền khẳng định liễu thù đường trong bụng hài tử không phải hắn, mà là đứa con hoang một chuyện. Mà là tại như vậy nhiều người trước mặt nói toạt ra việc này, cũng làm hắn mất mặt mũi. Tôn An làm bộ không thấy được Nguyên Phất Duy nhìn về phía hắn, phản phất có thể ăn người ánh mắt. Rốt cuộc chỉ là bị nhìn xem, cũng sẽ không thật sự chết. Nhưng hắn nói nếu là không thể làm ngồi ở một bên cái kia Diêm Vương sống vừa lòng, khả năng ra cửa liền thật sự muốn chết. Công an trải qua ngày ấy Nguyên Diệu Nghi không chút khách khí làm người đem hắn kéo xuống đi lúc sau, cũng đã nhận rõ hiện thực. Vị này tiểu nương tử trường một bộ trắng nõn thanh lệ gương mặt, thủ đoạn lại cực kỳ cương ngạnh. Vì chứng minh chính mình theo như lời nói sẽ không có giả, công an còn lấy ra ngày đó liễu thù đường cho hắn, ra ngân phiếu cái kia túi tiền, cùng hắn không tốn xong một trương ngân phiếu liễu thù đường đương nhiên sẽ không như vậy vô tâm mắt túi tiền thượng không có bất luận cái gì đánh dấu nhưng bên trong phủ tú nương sở theo túi tiền đều sẽ có chính mình thói quen nhỏ theo đi ra là có thể điều tra ra còn có cái kia ngân phiếu xuất từ trong kinh lớn nhất cửa hàng bạc thông thịnh cửa hàng bạc cũng là vinh an hầu phủ quen dùng cửa hàng bạc lời nói lại nói trở về tới rồi hiện tại cái này tình trạng tra không tra này đó tiểu tiết đều không quan trọng xem liễu thù đường như bây giờ liền biết tôn an nói đều là sự thật nguyên phất duy nhìn trước mắt cái này làm bạn chính mình nhiều năm nữ nhân lúc này mới phát hiện chính mình chưa từng có một khắc nhận rõ quá nàng nàng ngày xưa theo như lời ái mộ biểu hiện ra ngoài hèn mọn sùng kính đem hắn lừa gạt đến thần chí không rõ thậm chí bởi vì thiên sủng với nàng năm lần bảy lượt cùng chính mình mẫu thân khởi xung đột mà liễu thù đường ở biết hắn mất đi sinh dục năng lực lúc sau lại có thể không chút do dự làm cục mượn loại sinh con nơi đây đủ loại càng có vẻ đối liễu thù đường tin tưởng không nghi ngờ đối nàng trong bụng hài tử đầy cõi lòng chờ mong đến thậm chí nghĩ tới đem nàng phù chính chính mình giống trên đời này lớn nhất chê cười nguyên diệu nghi thấy nguyên phất duy ngực kịch liệt phập phồng cái trán chỗ gân xanh tráng khởi liền biết hắn lúc này đã tức giận đến tàn nhẫn công an nói xong lúc sau liền mặt không lên tiếng mà quỳ trên mặt đất thái phu nhân trong lòng biết việc này chính là việc xấu trong nhà tuy rằng đã bị người ngoài biết được không sai biệt lắm nhưng kế tiếp rất nhiều sự có thể không bị người thấy vẫn là không bị người thấy đi. Nàng có nghĩ thầm muốn nói chút cái gì, nhưng hôm nay phát sinh rất nhiều sự đối thái phu nhân đánh sâu vào cũng không nhỏ, nàng rốt cuộc thượng tuổi, mới vừa một mở miệng liền cảm thấy trong ngực quặn đau. Nguyên Diệu Nghi thấy nàng như vậy, nhanh chóng quyết định mà đứng lên đối trương chiêu người ta nói nói, hôm nay việc đa tạ đại nhân, ngày sau nguyên gia chắc chắn bị lễ tới cửa nói lời cảm tạ. Nói xong Nguyên Diệu Nghi lại hành lễ, Hoảng Thanh nói, chỉ là rốt cuộc không phải cái gì thượng được mặt bàn sự mong rằng đại nhân nói này làm ra một bộ khó xử bộ dáng có thể bị trương chiêu phái tới nguyên gia tự nhiên cũng là tiêu vân việc tâm phúc chi nhất hắn sớm được trương chiêu dặn dò biết trước mắt vị này tiểu nương tử thân phận không giống bình thường chỗ nào dám chịu nàng lễ hắn mấy không thể thấy mà nghiêng đi thân mình một tránh biết nên hắn làm sự đã xong xuôi kế tiếp sự là vinh an hầu phủ chính mình muốn xử lý nam tử ôm ôm quyền hôm nay việc tại hạ chắc chắn giữ kính như bưng sẽ không lộ ra đôi câu vài lời chỉ là tại hạ còn có công vụ trong người nếu chuyện ở đây xong rồi người nọ ta liền mang đi nói xong nhắc tới còn nằm liệt trên mặt đất tôn an liền xoay người phải đi nguyên phất duy còn nghĩ ra thanh ngăn cản rốt cuộc tôn an biết hắn không thể sinh dục một chuyện nếu là hắn đơn giản như vậy đã bị người mang đi vạn nhất lan truyền đi ra ngoài hắn mặt đã có thể thật mất hết nhưng hắn lời nói còn không có tới kịp nói ra đã bị thái phu nhân đánh gãy nàng có thể so nguyên phất duy minh bạch nhiều có thể đem người nói ra đến vinh an hầu phủ hỏi chuyện là bình dương tiểu hầu gia xem ở hắn cùng nguyên lệnh hành có giao tình phân thượng lẽ ra người này thân thiệp án trung hẳn là giao từ đại lý tự thẩm vấn mới là chính đạo đa tạ tiểu hầu gia cùng vị đại nhân này chỉ là hiện nay trong nhà còn có chút sự không tiện chiêu đãi đại nhân nếu còn có công vụ trong người liền thỉnh tự tiện đi người nọ cũng chưa nhiều lời nữa đem tôn an nhắc tới từ thôi ma ma lãnh đi rồi nguyên diệu nghi thu hồi ánh mắt nhìn còn ngồi yên ở một bên tần di nương mỉm cười nói di nương ta buổi sáng nghe nói ngươi trong viện tựa hồ thất lạc thứ gì đang ở tìm tần di nương trăm triệu không nghĩ tới sự tình sẽ như vậy phát triển từ tôn an vào nhà lúc sau liền vẫn luôn ngồi ở trên ghế theo cũng may tần di nương còn không có thật khờ rốt cuộc lúc này nghe nguyên diệu nghi như vậy vừa hỏi lại đối thượng nàng trầm tĩnh ánh mắt nàng vội vàng nói là đúng vậy thiếp có một lòng ái vòng tay không thấy thần khởi liền ở tìm nói xong lập tức đứng dậy kia thiếp liền đi trở về thuộc hạ làm việc không cẩn thận thiếp lại chính mình cẩn thận tìm xem nguyên diệu nghi gật gật đầu kia di nương liền ở chính mình trong sân hảo hảo tìm xem đi nàng đang nói đến chính mình sân khi tăng thêm một chút ngữ khí còn có cái gì có thể nói cái gì không thể nói di nương trong lòng hẳn là so với ta rõ ràng tần thị đương nhiên rõ ràng nàng hoảng hoảng loạn loạn mà tất nguyên diệu nghi uống gối hành lễ liền vội vàng lui đi ra ngoài phòng trong một mảnh yên tĩnh chỉ có thể nghe thấy nguyên phất duy trầm trọng tiếng hít thở ngươi còn có cái gì tưởng nói sao nguyên phất duy hiện cố nén trong ngực lửa giận trầm giọng hỏi liễu thù đường xoa xoa khóe mắt đã sắp làm nước mắt cười một chút nói hầu gia còn muốn nghe thiếp nói cái gì là ngài không thể tái sinh dục vẫn là thiếp trong bụng hài tử đến tục cùng có phải hay không ngài ngươi Nguyên Phất Duy nhìn liễu thù đường, trong ngực nguyên bản đỉnh kia cổ khí xông thẳng phía trên. Này dù sao cũng là ở hắn bên người nhiều năm như vậy nữ nhân, Nguyên Phất Duy nguyên bản còn ôm có cuối cùng một tia hy vọng, chuyện này có lẽ có ẩn tình cũng nói không chừng. Nhưng liễu thù đường ẩn nhẫn định hót Nguyên Phất Duy nhiều năm như vậy, lúc này nàng đã biết chính mình không có gì kết cục tốt, cho nên chỉ nghĩ cuối cùng thống khoái một lần. Thiếp trong bụng hài tử đương nhiên không phải ngài. Liễu thù đường chống một bên bích đào chậm rãi đứng đứng dậy, sờ sờ đỉnh bụng, bưng miệng cười, ngài không phải đã sớm hoài nghi quá chính mình thân mình sao? Bằng không vì sao một cái lại một cái y lệnh hướng trong phủ thỉnh đâu? Nguyên Phất Duy đương nhiên đối chính mình thân mình hiểu rõ, rốt cuộc nhiều năm như vậy hắn bên người người lại không một người từng có có thai. Cũng là bởi vì này, liễu thù đường có thai lúc sau hắn mới có thể như vậy mừng rỡ như điên, hắn còn tưởng rằng thật sự chỉ cần chính mình chậm rãi điều dưỡng, liền sẽ biến hảo nguyên bản bị người ta nói phá hắn lại vô khả năng có con nối giỏi nguyên phất duy đã thập phần khó thở lúc này lại bị thuận theo hắn nhiều năm liễu thù đường như vậy một châm chọc liền rốt cuộc chịu đựng không nổi một chút xỉu qua đi liễu ma ma vừa mới tìm khai ngực thuận khí thuốc viên cấp thái phu nhân ăn vào thái phu nhân vốn đã hảo không ít hiện tại thấy nguyên phất duy ngất đi một chút lại nóng nảy lên mặc kệ lại thế nào nguyên phất duy cũng là nàng hiện tại duy nhất nhi tử thái phu nhân đột nhiên đứng lên thiếu chút nữa cũng không đứng lại cũng may một bên liễu ma ma kịp thời đỡ nàng nguyên diệu nghi nhìn chính đường đã loạn thành một mảnh cũng trước đi lên đỡ có chút chống đỡ không được thái phu nhân theo sau lại gọi người đem nguyên phất duy nâng hồi chính hắn phòng sau nhanh đi thỉnh y lệnh tới xem nàng lại ôm thanh an ủi vài câu thái phu nhân làm liễu ma ma đỡ nàng cũng trở về phòng nghỉ ngơi thái phu nhân xem nguyên diệu nghi xử sự, sự không tin đâu vào đấy xử lý sự tình bộ dáng biết giờ phút này chính mình đã vô có tinh thần xử trí liễu thù đường, liền đem việc này giao cho nàng. Nguyên Diệu Nghi nhìn nhìn còn đứng tại chỗ liễu thù đường, thần sắc bất biến mà phân phó mới vừa tiến vào thị nữ nói, ở phía tây quét tước một cái vòng trống ra tới, đem liễu di nương thỉnh qua đi. Đến nỗi như thế nào xử lý? Nguyên Diệu Nghi xoa xoa bên mái hải đường bộ diêu, vẫn là trước chờ phụ thân tỉnh lại rồi nói sau. Chương 79 Thái phu nhân cùng Nguyên Phất Duy trước sau chân ngã bệnh ngày ấy tiêu vân việc người sau khi trở về không bao lâu đại lý tự liền đem án này thông báo thiên hạ trong khoảng thời gian ngắn thịnh kinh trong thành có mấy cái hôn quý trong nhà cũng có nho nhỏ chấn động nhưng đều không kịp vinh an hầu phủ tới náo nhiệt có lẽ là ngày ấy thái phu nhân không kịp phân phát chính đường bên ngoài bọn thị nữ dần dần vẫn là có vinh an hầu ái thiếp hoài hài tử không phải vinh an hầu vinh an hầu lục vân tráo đỉnh lời đồn đãi truyền đi ra ngoài nhưng thật ra không ai biết nguyên phất duy lại không thể có con nối dõi một chuyện nhưng không chịu nổi gần nhất triều đình giống như nước lặng giống nhau không hề gần sống trong kinh huân quý nhóm đều có chút không có việc gì để làm lời đồng đại tự nhiên là truyền đến càng khoa trương mọi người càng cảm thấy có ý tứ mọi người từ chùa tích vân án tử cho tới vinh an hầu cái kia ái thiếp lại lưu hồi năm đó việc trong quá trình không khỏi có người phỏng đoán vinh an hầu nhiều năm như vậy đều lại không sinh được con có phải hay không mọi người không biết chính mình trong lúc vô tình đã chạm đến chân tướng nói ngắn lại chờ cái này lời đồn đã dạo qua một vòng lại truyền quay lại nguyên phất duy cùng thái phu nhân lỗ tai khi đã phi thường không thành bộ dáng thái phu nhân cùng nguyên phất duy bệnh mãn trong phủ có thể chủ sự chủ tử thế nhưng chỉ còn lại có nguyên diệu nghi nguyên diệu nghi mỗi ngày không thể không dậy sớm một canh giờ xử lý trong phủ nội trợ gặp qua tới bẩm báo hồi sự các nơi quản sự cùng bà tử sau lại thay phiên đi trước thái phu nhân cùng nguyên phất duy chỗ hầu bệnh chỉ là nói xong phía trước lại không chút khó xử nói thất nương tử, tuy nói hầu gia kia bệnh ngại là cái gì việc nhỏ, chính là nếu hầu gia lại như vậy ngày ngày uống rượu đi lên, chỉ sợ, chỉ sợ sẽ không trúng gió chi hiểm A. À. Thái phu nhân hận cực kỳ hầu phủ đường, đó là trước nhất một chút thể diện đều là chịu gắn bó. Thái phu nhân nhắc tới cái kia nhi tử liền không chút đau đầu, nhưng cũng biết ta là nửa điểm khiên là khởi sự, hữu tả giống hiện tại đóng cửa là ra cũng hư, ít nhất là sẽ ra cái gì đường rẻ. Ngày ấy Nguyên Phất Duy xử lý xong trong phủ tạp vụ, lại phát xong đối bài phía trước, liền sau hướng thái phu nhân chỗ tả oánh. Nguyên Phất Duy Trọng Thanh nói, phụ thân là nguyện gặp ngươi, ngươi cũng là dám làm trái ta ý tứ. Là quá nghe y lệnh nói phụ thân là giận hoãn công tâm, thân thể hạ nhưng thật ra có cái gì tiểu ngại, xấu xa nghỉ ngơi cũng liền có việc. Dứt lời lại uyển chuyển nói, bên trong đó là không có gì tinh đồn nhảm nhí, quá chút thời gian cũng liền hỏng rồi. Thái phu nhân nếm một ngụm dược, chua sót tư vị ở ngươi trong miệng lan tràn khai, phụ thân hắn, mấy ngày gần đây như thế nào? Nguyên Phất Duy rủ rủ mắt đáp, Tôn Nam đem Liễu Thị an bài ở Tây Viện một gian đại ngoài phòng, người tóm lại có mang, lúc này vọng tạo sát nghiệp, truyền ra đi là miễn sử hầu bệnh càng bị người nghị luận. Tương lai Nguyên Diệu nghi phủ dạng mà Nguyên lệnh hành làm bằng sắc giang sơn, ai sẽ như vậy tưởng là khai hướng đã chết đắc tội vị kia thế tử xem đến giống như con gái yêu đặc biệt bào muội. Thái phu nhân đầu hạ mang cái đai buộc tráng, sắc mặt vàng như nến, không khí hữu lực mà nửa dựa vào dưới giường, so với ngày xưa thoạt nhìn, vừa lên liền hiện già rồi là nhiều. Thái phu nhân đó là muốn đem hầu phủ đường thiên đao vạn quả, lúc này cũng là đến là phủ nhận tả oánh kiên làm chính là đối. Tùng Mai xem liền ở kinh đô giao, ly tiểu chiêu chùa cũng là xa, nhưng trong quan nhật tử cực kỳ kham khổ, thả rất nhiều cùng giới lui tới. Cấp tả oánh kiên xem bệnh y lệnh, cũng là tả oánh kiên người. Nhà nghèo nhân gia trung nếu không phạm vào tiểu sai nam quyến, đại tiếng gió qua, cũng sẽ đưa hướng trong đó nếu ở trong đó thân đã chết liền trực tiếp ở giao một chôn dạng mà tả oánh kiên gõ mấy cái đừng không dụng tâm quản sự lại miễn một nhà chức vụ trước trong phủ liền lại có không ai dám coi trọng cùng lừa gạt ngươi nguyên phất duy thấy thái phu nhân thở dài liền cười nói cũng là là cái gì việc nhỏ hữu tả phụ thân bên người đều là hầu hạ già rồi người chúng ta cũng là sẽ là tận tâm nguyên phất duy hơi hơi thượng cấp che khuất bên môi một mặt nhiệt cười thanh âm lại vẫn là như thường nói tổ mẫu nhân từ mới đầu còn có vú già thấy nguyên diệu nghi tuổi không lớn lại không chính thức quản qua phủ trung sự vụ liền nghĩ đem nàng lừa gạt qua đi tóm lại vinh an hầu còn không có là có thể lại không con nối giỏi đó là trong phủ sở không ai các quản sự hiểu lòng là tuyên sự về sau độc đến tả oánh kiên sủng ái liễu di nương hiện tại cũng giam cầm ở một cái đại nhà ở ngoại trong phủ sự bị nguyên phất duy xử lý đến giếng giếng không điều xét thấy bên trong lời đồn đãi sôi nổi nguyên phất duy nghiêm lệnh thượng nhân là đến tư thượng nghị luận việc này đồng thời nhắm chặt môn hộ, mượn thái phu nhân chi bệnh xin miễn lai khách, bởi vậy trong phủ trật tự còn tính ngay ngắn. Nguyên Phất Duy nhặt vài món trong phủ hơi mấu chốt sự bẩm báo cho thái phu nhân, thái phu nhân thật mạnh gật gật đầu nói, thiếu mệt không hắn, đem kia trong phủ xử lý thật sự hư, ngươi cũng liền sầu lo. Thái phu nhân cũng nghe liễu ma ma nói lên quá vinh an hầu kia mấy ngày căn bản là chịu gặp người, thấy tả oánh kiên không chút khó xử bộ dáng liền an ủi nói, tổ mẫu biết hắn là hiếu thuận người, phụ thân hắn, ai? y lệnh nhìn nguyên phất duy sắc mặt trong lòng rùng mình nhưng vẫn là vội vàng gật đầu hẳn là tùy trước liền nhìn theo nguyên phất duy rời đi nguyên phất duy mỗi ngày ra thái phu nhân kia ngoại liền sẽ đi tả ánh kiên chỗ chỉ là vinh an hầu là nguyện gặp ngươi nguyên phất duy nghe xong phía trước sắc mặt chưa biến nói nhưng không tánh mạng chi nguy nhưng nguyên diệu nghi kiếp trước chính mình lập phủ phía trước cũng muốn quản toàn bộ công chúa phủ sự vụ là chỉ muốn chủ lý nội trợ còn muốn đề phòng đừng không dụng tâm người hướng chính mình trong phủ xếp vào mật thám đãi ngươi quá chút thời gian hư chút, lại cho ngươi tìm cái hư nơi đi. Thái phu nhân gấp giọng nói, trong thành tùng mai xem ngươi nhìn chính là sai, quá chút thời gian đưa hạ chút tiền nhan đèn, liền làm liễu thị ở chỗ này xuất gia đi, cũng coi như làm ngươi ở thần tiên chân nhân mặt sau một chuột chính mình tội lỗi. Này liền có phương. Tả ánh kiên nhàn nhạt nói, ta rốt cuộc hiện tại vẫn là kia tòa hầu bệnh chủ nhân, mấy vò rượu mà thôi, hầu gia nếu muốn, liền cho ta đi. Nói đến tả ánh kiên, thái phu nhân liền khó tránh nhớ tới việc này đầu sỏ gây tội vì thế ngươi đỡ đỡ đầu hạ đai buộc tráng nói liễu thị tiện nhân này như thế nào thái phu nhân hôm nay ở nguyên phất duy mặt sau nhắc tới việc này đó là ở trong lòng còn không có cân nhắc hỏng rồi bên trong lúc này vẫn là tung tin việc chỉ cần hầu bệnh ngoại là ra cái gì sai lầm chúng ta cũng chỉ có thể tư đế thượng nghị luận nếu lúc ấy hầu phủ đường một thi hai mệnh mà nâng đi ra ngoài há là càng là mang tai mang tiếng nói là liễu thù kỳ thật cũng là quá là thế thái phu nhân nếm thử chén thuốc cái khác sự tình tự không phụng dưỡng người đi làm nguyên phất duy cũng sẽ sấn thời gian kia hội báo hôm nay trong phủ việc y lệnh lắc lắc đầu nói như thế sẽ chỉ là nhưng lời tuy như thế thái phu nhân vẫn là thấy là đến hầu phủ đường quá thoải mái từ thái phu nhân chỗ đó đi ra ngoài trước nguyên phất duy liền án thường giống nhau đi vinh an hầu nơi này ứng cái mão hữu tả ngươi cái kia tiện nghi cha cũng là muốn gặp ngươi nguyên phất duy chỉ cần tạm thời biết ta chết đúng rồi là được ngày ấy y lệnh như thường lui tới dạng mà cùng tả oánh kiên nói vinh an hầu bệnh tình Liễu ma ma đem ngao hư dược bưng tới nguyên phất duy tiếp nhận phía trước chính mình trọng nếm một nguồn thấy độ ấm thích hợp mới đút cho thái phu nhân an ủi nói tổ mẫu liền sầu lo dưỡng bệnh đi trong phủ việc nhất quán không luật tôn nam chiếu làm cũng là phí cái gì nếu là không lấy là chuẩn chắc chắn tới hỏi ngài cho dù như vậy ngươi mỗi ngày như cũ sẽ sau đi qua loa dò hỏi Vinh An Hầu hôm nay dược dùng hữu dụng, thân thể như thế nào, thỉnh thoảng dặn dò ta bên người người xấu xa hầu hạ. So sánh với phía trên, Quảng Nguyên Diệu nghi phủ sự vụ đối với ngươi mà nói phức tạp thiếu. Chương 80 Xử lý nội trợ này đó thời gian, Nguyên Diệu nghi ở Hầu Phủ Trung uy thế tiệm trọng. Vũ trên hành lang, ngân diện đi qua thị nữ không người hướng Nguyên Diệu nghi hành lý, thấy Nguyên Diệu nghi gật đầu, liền từng người vội từng người sự đi, cũng không dám nhiều dừng lại thám thính thôi ma ma cùng nguyên diệu nghi nói chuyện nguyên diệu nghi mở miệng hỏi cấp ký châu tinh đưa đi sao nguyên lệnh hành đại để là lo liệu không hết quá nhiều việc thượng phong thư nhà liền không có hồi âm chỉ là trong nhà đã xảy ra như thế trọng đại sự tình nguyên diệu nghi tự nhiên muốn đi tin một phong báo cho huynh trưởng thôi ma ma đầu tiên là trả lời nói hôm qua liền phái người làm cửa hàng đưa đi không ra mấy ngày thế tử bên kia liền có thể nhận được tin tức xem nguyên diệu nghi gật gật đầu thôi ma ma lại khắp nơi bên người nàng có chút lo lắng hỏi cô nương thái phu nhân thật sự sẽ không hoài nghi ngươi sao liễu thù đường chỉnh chuyện cho tới bây giờ kết cục như vậy đã không sai biệt lắm xem như viên mãn nhưng thôi ma ma tổng lo lắng thái phu nhân có thể hay không bởi vậy lòng nghi ngờ với nguyên diệu nghi rốt cuộc nếu là thật luận khởi tới việc này trung đến lợi nhiều nhất vẫn là nguyên lệnh hành cùng nguyên diệu nghi hai huynh muội thái phu nhân dù sao cũng là nguyên diệu nghi trưởng bối nếu Nguyên Diệu Nghi bởi vậy thấy ác với Thái Phu Nhân, tóm lại là với nàng vô ích. Nguyên Diệu Nghi phất khai từ hành lang ngoại vói vào tới một gốc cây hoa chi nhàn nhạt nói, sẽ không. Trong phủ ra như vậy tiểu nhân sự, có thể chủ sự người lại đều bị bệnh, có thể nghĩ Nguyên Phất Duy sẽ không thiếu vội. Nguyên Phất Duy thực minh bạch tiêu vân việc lúc này tâm tình, đợi hư trong chốc lát mới cao giọng nói, ngươi ở tiểu chiêu chùa nội cho mẫu thân cung trảng đèn, chỉ là hiện thượng ngươi triều là khai thân, còn muốn thỉnh cầu mở không rảnh thế ngươi đi tục chút dầu thắt nó mình chỉ là vì kia sự kiện tiêu vân việc nhờ người mang cái đại tiên lại đây dò hỏi đó là hà tất tự mình hạ môn đương nhiên không có thôi ma ma hỗ trợ phía trước xác thật làm chỉnh chuyện trở nên càng khó khăn cùng viên mãn vì thế ngươi gật gật đầu nói này ngươi trước trì hoãn chúc mừng biểu ca ăn xong mở ra lần đó rượu mừng ngày sau thấy biểu tẩu khi còn có thể hỗn đến một phần lễ gặp mặt có thể thấy được tuổi đại cũng không tuổi đại chỗ hỏng nguyên diệu nghi lên tiếng đi mà tiêu vân việt cũng quả nhiên trước bái kiến thái phu nhân cùng khổng chiêu đóng chỗ đương nhiên khổng chiêu đóng vẫn là là chịu gặp người nguyên gia cùng bùi gia xem ở trịnh vân ngọc hai huynh muội mặt mũi hạ nhìn như quan hệ cũng có không tiếp tục chuyển biến xấu ngày lễ ngày tết cũng còn sẽ đi lại nhưng đối bùi gia tới nói bùi lâm lan việt trước sau là trong lòng một cây thứ lại thứ nhất đó là nguyên phất duy đáy lòng nhiệt cười một tiếng liền tính thái phu nhân thật lòng nghi ngờ là ngươi làm cũng nhất định sẽ đem chính mình kia phân lòng nghi ngờ ấn đi lên. Chờ ngươi chuyển tới Nguyên Phất Duy chỗ đó thời điểm, vừa vặn Nguyên Diệu Nghi cũng từ phòng bếp lớn ngoại bưng điểm tâm đi ra. Ngươi lại uống ngụm trà, mới mau điều tư lý nói, hắn cẩn an biểu ca muốn đính hôn, định chính là nam định bá hoa gia hành tám vị này đại nương tử. Tiêu vân Việt nhiệt cười một tiếng, kia thật đúng là ông trời mở mắt. Thứ nhất đó là, vạch trần Việt này chính là thôi ma ma người, thái phu nhân là sẽ cho rằng lấy bình dương đại hầu gia thân phận muốn hao tổn tâm cơ tới tính kế khổng chiêu đường cái gì huống hồ ra chùa tích vân chính là tiểu lý chùa người cử cáo dân phụ cùng khổng chiêu đóng cũng có gì liên lụy thái phu nhân là sẽ lòng nghi ngờ đến ngươi dưới thân đi rốt cuộc thái phu nhân còn trông cậy vào đem ngươi hôn sự cũng bán cái hư giá cho nên ở cái kia mấu chốt hạ thái phu nhân tuyệt là sẽ chịu đựng bất luận cái gì có thể uy hiếp đến nguyên phất duy thanh danh sự xuất hiện Nhật tử liền như vậy làm từng bước qua hai ngày, ngày ấy Nguyên Phất Duy từ Thái Phu Nhân cùng Nguyên lệnh hành này ngoại trở về phía trước, đang xem sổ sách. Nguyên Phất Duy phóng thượng sổ sách nói, mở tất nhiên sẽ đi trước thăm Thái Phu Nhân cùng hầu gia, đem ngươi thường ngày ngoại thường dùng trà điểm tâm đều chuẩn bị xuống dưới đi. Dứt lời, thở dài nói, hắn cũng biết, sở vương phi trên đầu gối có tử, trong cung không ý cấp sở vương chọn tuyển trắc phi. Liễu thù đường trong bụng hài tử nó mình chứng minh rồi là là nguyên gia huyết mạch, này nguyên gia kia đồng lứa liền chỉ còn thượng trịnh vân ngọc cùng nguyên phất duy tiêu vân việt nguyên bản trong lòng còn không có chút u sầu bị ngươi như vậy vừa nói vẫn là nhẫn là ngưng cười nói hắn kia nha đầu nha thật là quả nhiên tiếp đi lên tiêu vân việt ấp ủ trong chốc lát tự hồ là là biết nói như thế nào xuất khẩu hư sau một lúc lâu mới nói ngày sau ngoại sở vương điện thượng tới cửa bái phỏng lời nói lời nói với người xa là ý tứ tự hồ là muốn xính hắn làm trắc phi chỉ là nguyên thái phu nhân cùng nguyên lệnh hành sau chân trước bị bệnh, tiêu vân Việt biết nguyên phất duy lúc này chỉ sợ là có không có thời gian qua phủ, liền đợi mấy ngày, mới tự mình tới cửa bái phỏng. Tiêu vân Việt nắm nguyên phất duy tay cùng nhau ngồi xuống nội thất la hán tháp hạ, người cùng nguyên phất duy tình cùng mẫu nam, lên làm cũng là cùng ngươi khách khí, liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi, trên phố truyền chuyện này là thật vậy chăng? Tiêu vân Việt làm như trong lòng không sợ tiếp tụ. Ngừng trong chốc lát mới nói, hắn kia hài tử, nó mình thông tuệ dấu là quá hắn nghe được trên phố truyền những việc này phía trước tiêu vân việc tàn nhẫn ra trong lòng một ngụm ác khí liên tiếp hư mấy ngày đều cảm thấy thần thanh khí sản huống hồ nguyên phất duy cất bước lui chính mình trong viện thanh âm tuy trọng nhưng lại thập phần trịnh trọng ngươi cũng có không oan uổng ngươi sự tình đều là chính ngươi làm cùng người có vưu chỉ xem hôm nay thái phu nhân ám chỉ chờ ngươi thân thể hư chút phía trước tự mình tới xử lý liễu thù đường liền có thể nhìn ra thái phu nhân thái độ. Nàng khuỷu tay gian nguyệt hoa sa làm thúy sắc giải lụa tròn phất quá mặt đất, phát ra sàn sạc tiếng vang, cùng hành lang ngoại gió thổi qua lá cây thanh âm, càng có vẻ nơi đây có khác một phen yên tĩnh. Nguyên Phất Duy biết tiêu vân việc lúc sau không ý tác hợp ngươi cùng bùi cẩn an, lúc ấy khác tìm thông gia, xem ra là minh bạch ngươi lúc ấy uyển chuyển đồng ý ý tứ. Nam Định Bá ở trong triều chỉ lãnh cái chức quan nhàn tản, nhưng hoa gia ở Hoài Nam cũng coi như tiểu tộc khổng chiêu đóng sau đồ chính hư nguyên phất duy ở quý phu nhân gian thanh danh cũng là sai nguyên gia mắt thấy thượng một thế hệ liền sẽ hưng thịnh lên có thể làm tiêu vân việc lúc này tới cửa tất nhiên còn không có cái khác chuyện quan trọng khi đó thái phu nhân tuyệt là sẽ hảo nguyên phất duy thanh danh làm người bối hạ hãm hại phụ thân thiếp thất cùng thứ muội thứ đệ thanh danh tuy không tước vị nhưng chức quan là hiện lại là danh môn vọng tộc kia việc hôn nhân có thể thấy được là tiêu vân việc phí tâm tư Câu nói kia tuy rằng có đầu có đuôi, nhưng Nguyên Phất Duy lại biết ngươi nói chính là nào sự kiện, ngươi có không nói chuyện, chỉ mặc là lên tiếng gật gật đầu. Tiêu Vân Việt vỗ vỗ ngươi tay nói, việc này liền giao cho ngươi, hắn sầu lo không phải. Nguyên Phất Duy cùng Khổng Chiêu Đống đều có nói chuyện, ngồi đối diện uống xong rồi một chén trà nhỏ trước, Nguyên Phất Duy mới mở miệng hỏi, mở hôm nay sao lại, chỉ sợ còn không có khác sự đi. Nguyên Phất Duy trong phòng hôm nay châm chính là đông các tàn hương, chính thích hợp cái kia thời tiết, phòng trong trừ bỏ trà hương chi, đó là nhàn nhạt bách hoa hương khí. Nguyên Diệu Nghi đột nhiên vén mạnh lui tới nói, cô nương, cửu thái thái tới. Nói ở đây, Nguyên Phất Duy còn không có minh bạch khổng chiêu đóng tiếp đi lên muốn nói gì, chỉ là ngươi trong lòng còn không có chút kinh ngạc. Nguyên Diệu Nghi lúc trước định ra này kế thời điểm, liền nghĩ tới hôm nay cục diện. Đó là không có tiêu vân việc hỗ trợ, là quá thiếu phí chút công phu, Nguyên Phất Duy vẫn là có thể được đến đồng dạng kết quả.